vị thiên phẩm luyện đan sư kia lúc ấy có thể luyện chế đan dược chuẩn thánh phẩm, đến bây giờ đã hơn 10 năm, rất có thể thật sự là đan thánh. Đúng rồi, hình như hắn tên là Khương Phàm. Khương Phàm. Ha ha, vậy mà lại trùng tên với hắn, đây quả thật sự là. Phó Tiêu Dao nhìn không được mà cười lắc đầu. Trước đó đối với tên này không có gì đặc biệt cảm xúc, nhưng trong những năm gần đây, cái tên này đối với bất luận cứ Hoàng Đạo Thiên Khải mà nói đều không xa lạ gì. Nhất là một năm này, lại là Liệp Thần Thương, lại là Vạn Đạo Hoàng Thành. Giống như đột nhiên, vị thần hoàng kiếp trước kia cách mỗi hoàng đạo bọn họ cũng sẽ không tiếp tục xa vời. Vậy mà đan thánh thần bí này lại trùng tên cùng vị thần hoàng kiếp trước kia. Phó Hành Không không có suy nghĩ nhiều, dù sao tình huống trùng tên khắp nơi đều có thể thấy được, trong kiếm tông bọn hắn cũng có không ít. Thiên Mộng Đảo. Dương Biện xác thực đã đến nơi này, mục đích là lôi kéo Thiên Mộng Đảo vào Hải Thần Đảo ở, trở thành liên minh đảo thứ tư. Đương nhiên Dương Biện xem trọng không phải đan thánh gì cả, mà là thực lực đặc thù của Thiên Mộng Đảo, phòng ngự. Lần đầu tiên chinh chiến thánh bằng đảo, lại bị Thiên Kiếm Thần Tông uy hiếp hang ổ, chuyện này đã khiến Dương Biện cực kỳ tức giận. Sau khi thực lực Hải Thần Đảo bị tổn hao nghiêm trọng, phòng ngự liền thành vấn đề cực lớn. Càng nghĩ, Dương Biện liền nghĩ đến Thiên Mộng Đảo. Hắn không cần người của Thiên Mộng Đảo đi chinh chiến cùng, mà là cần Thiên Mộng Đảo thay hắn giữ nhà. Nếu như Thiên Mộng Đảo có thể dung nhập vào bên trong hệ thống phòng ngự của Hải Thần Đảo, thì phòng ngự chỉnh thể của Hải Thần Đảo sẽ được tăng lên trên diện rộng. Thử nghĩ một chút, nếu như Hải Thần Đảo bị biển động, vòng xoáy mênh mông, cùng mê vụ ác mộng bao phủ ngập trời, phạm vi kia bên trong hải vực này, ai còn dám bước chân? Ai dám mạo phạm? Một khi bị mê vụ ảnh hưởng tâm trí, bị ác mộng kéo vào mộng cảnh, hiệu quả sát thương của biển động cùng vòng xoáy như vậy là sẽ được tăng lên mấy lần. Cho nên, hắn chắc chắn phải có được Thiên Mộng Đảo. Nhưng, mặc dù Dương Biện bái phỏng đã được Thiên Mộng Đảo hoan nghênh, nhưng sau khi đưa ra lời mời, lại bị từ chối. Thiên Mộng Đảo, không muốn cuốn vào vòng xoáy chiến tranh. Thiên Mộng Đảo, càng không chờ mong chinh chiến Thiên Khải. Thiên Mộng Đảo, an vu với hiện trạng, cũng thỏa mãn với hiện trạng. Thiên Mộng Đảo, rất không coi trọng Dương Biện cùng Lý Hoàng bày ra dã tâm bừng bừng. Thế nào? Dương Biện đứng dậy, mong đợi nhìn Lăng Vi đang đi tới. Lăng Vi lắc đầu. Phụ thân rốt cuộc cũng đã chịu gặp ta, nhưng vẫn là thái độ trước đó. Nếu như ngươi cần trợ giúp, Thiên Mộng Đảo đủ khả năng làm, nhưng yêu cầu của ngươi quá. Quá mức. Dương Biện cẩn thận quan sát đến vẻ mặt của Lăng Vi, nói. Không có bất kỳ chỗ nào để thương lượng. Thật đáng tiếc, ta đã cố hết sức. Lăng Vi vẫn lắc đầu. Mặc dù đã cố gắng khuyên nhủ phụ thân rồi, nhưng chính nàng cũng đều không đồng ý. Thật không biết Dương Biện là nghĩ thế nào, vậy mà lại chạy đến Thiên Mộng Đảo kết minh. Thiên Mộng Đảo đã không có dã tâm, cũng không có nguy cơ, còn vô cùng hài lòng với tình huống bây giờ. Thứ theo đuổi duy nhất chính là thần dụ chi hải hòa bình. Sao bọn hắn có thể bỏ qua thời gian tuyệt này, đột nhiên nhảy vào trong vòng xoáy chiến tranh, trở thành kẻ địch với thần dụ chi hải. Lăng Vi cảm giác phụ thân không có đánh Dương Biện ra ngoài, đã rất đủ lễ phép. Cục diện thần dụ chi hải đã thay đổi, không chỉ có đứng trước uy hiếp từ bên ngoài, còn có thế giới mới đang dục dịch. Mặc kệ tương lai là cường địch xâm lấn, hay là thế giới mới trồi lên mặt biển, đều thế sẽ càn quét thần dụ chi hải, bọn hắn cũng sẽ không quản thái độ của ai như thế nào, thân phận như thế nào, chỉ cần có thể nuốt vào, tuyệt đối sẽ không buông tha. Lăng Vi vẫn lắc đầu. Bên ngoài uy hiếp, có Thiên Kiếm Thần Tông ứng phó, thế giới mới trồi lên mặt biển, càng là suy đoán của ngươi. Đây là ý nghĩ của cô, hay là ý nghĩ của phụ thân cô? Thực lực của Thiên Kiếm Thần Tông trước đó đã trấn không được xung quanh hải vực, bây giờ thần dụ chi hải bị trọng thương, bên ngoài đã dục dịch, xâm lấn chỉ là vấn đề thời gian. Về phần thế giới mới, đây cũng không phải là phỏng đoán, cũng là vấn đề thời gian. Nếu như Thiên Mộng Đảo còn không có cảm nhận được nguy cơ, không nói trước chuẩn bị sẵn sàng, sớm muộn cũng sẽ gặp phải tai họa ngập đầu, ta đây cũng không phải là đang nói chuyện giật gân. Dương Biện rất im lặng, đám gia hỏa kia quả thực an nhàn quen thuộc, một chút ý thức nguy cơ đều không có. Lăng Vi không muốn đả kích Dương Biện, nhưng vẫn thản nhiên nói. Nếu quả như thật sự xuất hiện biến cố lớn, đó chính là tai nạn của thần dụ chi hải, chỗ an toàn duy nhất, chỉ có thể là Thiên Kiếm Thần Tông. Dương Biện á khẩu không trả lời được, đây là không đồng ý,
hay là không coi trọng hải thần đảo. Chúng ta có thể cung cấp trợ giúp mà ngươi muốn, ví dụ như tài nguyên cùng đan dược, về phần gia nhập liên minh hải thần đảo. Chúng ta thật không nghĩ tới. Lăng Vi Uyển chuyển từ chối, mặc dù đối với nam tử này nàng từng có tình cảm đặc biệt, nhưng ở trong chuyện trọng đại này, nàng thật sự bất lực. Dương Biện kiên trì nói. Ta còn muốn gặp lại đảo chủ các ngươi. Lăng Vi lắc đầu, làm sao lại không rõ như thế chứ? Lần đầu tiên tiếp kiến ngươi, đó là lễ phép, sau đó lại không còn gặp, đó là thái độ. Gia chủ, chúng ta vẫn nên trở về đi. Dương Bích Huyên ở bên cạnh nhắc nhở, dù sao Thiên Mộng Đảo cũng là thế lực trung lập, sao có thể tới một lần liền tùy tiện bắt lấy, đó không phải là hoang đường à. Trên đường tới nàng đã liền nhắc nhở qua Dương Biện, phải làm cho tốt chuẩn bị nhiều lần bái phỏng. Chỉ có tiếp tục không ngừng bái phỏng, mới có thể để cho đám gia hỏa an nhàn Thiên Mộng Đảo kia cảm nhận được thành ý đến từ hải thần đảo. Lăng Vi, cô sẽ giúp ta khuyên nhủ đảo chủ. Dương Biện mong đợi nhìn Lăng Vi. Không phải vọng tưởng một lần liền thành công, mà là hải thần đảo đang bị Thiên Kiếm Thần Tông giám sát, nếu như tấp nập bái phỏng Thiên Mộng Đảo, khẳng định sẽ bị phát hiện, cũng ngang ngược ngăn cản, đến lúc đó thì càng không thể. Lăng Vi rất bất đắc dĩ. Dương Biện, rốt cuộc ngươi coi trọng Thiên Mộng Đảo chúng ta cái gì? A, à, cơ hội tới. Tinh thần Dương Bích Huyên hơi phấn chấn, phụng trộm đụng đụng Dương Biện, mau nói, coi trọng nàng. Dương Biện nghiêm nghị, nghiêm túc. Mộng yểm pháp trận. Dương Bích Huyên nhắm hai mắt lại, xong, về đi. Không lâu sau đó, Dương Biện, Dương Bích Huyên được lễ phép mời ra khỏi Thiên Mộng Đảo. Gia chủ, ngài cố ý sao? Dương Bích Huyên đột nhiên giữ chặt Dương Biện, ngữ khí nghiêm khắc. Cái gì? Dương Biện đang cau mày, nghĩ xem nên làm như thế nào để Thiên Mộng Đảo ý thức được nguy hiểm. Ngài nhìn không ra Lăng Vi cô nương có ý tứ đối với ngài sao? Thì sao? Cơ hội đó, ngài chủ động thổ lộ cùng với nàng, nàng khẳng định sẽ cố hết sức lực giúp ngài hòa giải. Lại nói, coi như cuối cùng Thiên Mộng Đảo vẫn không đồng ý kết minh, nàng cũng có thể mang theo Mộng Yểm pháp trận theo làm quà cưới, tiến vào hải thần đảo. Ngươi nói chính là tiếng người sao? Sớm không thể hiện, muộn không thể hiện, bây giờ có cần lại đi thổ lộ? Đây không phải lợi dụng tình cảm người ta sao? Dương Biện ta không làm được loại chuyện vô sỉ này. Dương Biện quả quyết từ chối, quay người muốn rời khỏi. Dương Bích Huyên lập tức giữ chặt Dương Biện. Rất tốt, thái độ này của gia chủ ngài vô cùng tốt, ta làm nữ tử, rất thưởng thức ngài coi trọng đối với tình cảm. Nhưng, ngài vẫn là nên ngẫm nghĩ lại đi, ngài sớm muộn cũng là muốn thành thân, đúng không? Ngài sớm muộn đều là muốn liên hợp cùng Thiên Mộng Đảo, đúng không? Hai cái này đụng vào nhau, có gì không ổn sao? Lợi dụng cùng với không lợi dụng. Không phải nhìn lên câu chuyện, mà là nhìn thái độ. Chỉ cần ngài không phụ lòng Lăng Vi, không phụ lòng Thiên Mộng Đảo, đây cũng không tính là lợi dụng, mà là vẹn toàn cả đôi bên. Dương Biện kinh ngạc nhìn đường chủ hình luật đường, chưa từng nghĩ đến vị đường chủ lãnh diễm trầm mặc này lại còn có khẩu tài như thế này. Mang ra là để đàm phán việc thay mình giữ cửa ải, không nghĩ tới lại nhắc đến thông gia, đột nhiên hăng hái. Không được, ta còn chưa làm tốt chuẩn bị thành thân. Dương Biện lắc đầu từ chối. Ngài nói cái gì, không chuẩn bị tốt, là bởi vì Lôi Tú sao? Gia chủ, nếu như ngài nói như vậy, ta thật sự phải cùng ngài từ từ nói chuyện. Dương Bích Huyên lại lần nữa giữ chặt Dương Biện. Trước đó ngài không nguyện ý lại có tình cảm là bởi vì từng có hôn ước cùng với Lôi Tú, ngài cảm thấy đáng thương với những gì Lôi Tú gặp phải, áy náy mình không thể cho nàng hạnh phúc, cho nên ngài không bỏ nàng xuống được, ngài muốn báo thù cho nàng. Bây giờ thì thế nào? Ngài chỉnh đốn Dương gia, tuyên chiến Thánh Bằng Đảo, đã vì Lôi Tú mà làm đủ nhiều, không cần thiết lại mang theo áy náy cả đời. Chuyện của Thánh Bằng Đảo kết thúc, ngài đã vẽ lên dấu chấm tròn cho nửa đời trước, bây giờ là thời điểm bắt đầu lại từ đầu. Chẳng lẽ, cả đời này ngài đều muốn lấy lý do nhớ tới Lôi Tú, cả một đời đều không thành thân? Không thể nào, không thực tế, sớm muộn ngài cũng phải thành thân. Đây là nghĩa vụ mà tộc trưởng phải làm. Tộc trưởng vô hậu, còn ra thể thống gì? Đại thống lĩnh hải thần đảo kế tục không con, dùng cái gì ổn định lòng người? Mà, ngài cũng không thể nào vĩnh viễn chỉ có một mình, dựa theo tộc quy thì mấy năm gần đây ngài đã phải thành thân, mà còn là phải thành thân với ít nhất là hai nữ tử trong tộc, kéo dài huyết mạch. Nếu không đến sau khi tiến vào thánh linh cảnh, siêu thoát phàm thể,
độ khó sinh dục sẽ gia tăng thật lớn. Ngài là tộc trưởng Dương gia, nối dõi tông đường là trách nhiệm của ngài, ngài thức tỉnh chính là viễn cổ kình hồn, ngài càng có nghĩa vụ truyền thừa hậu đại hơn. Dương Bích Huyên rất nghiêm khắc, trong ý thức của nàng, Dương Biện không để ý khuyên can chinh chiến thánh bằng đảo, không chỉ là muốn cho Lôi Tú một cái công đạo, càng là muốn chấm dứt cùng quá khứ của mình, sau đó dùng tư thái hoàn toàn mới để bắt đầu một mối quan hệ khác, không nghĩ tới hắn lại còn xoắn suýt ở chỗ này. Không được, nhất định phải gõ tỉnh. Tiểu tôn nữ kia của nàng còn đang xấu hổ chờ gả cho Dương Biện đây. Nếu tên này phải nhất định là người không vợ, cháu gái nàng phải làm sao bây giờ, Dương gia phải làm sao bây giờ. Viễn cổ kình hồn huyết mạch, há có thể lãng phí như vậy. Dương Biện bất đắc dĩ nói. Ta không nói không thành thân, ta chỉ không muốn lợi dụng tình cảm của Lăng Vi, như thế này quá vô sỉ. Ban đầu cưới Lôi Tú, cũng chỉ là lợi ích kết minh thôi, không phải rất sung sướng đã đồng ý sao? Không phải sau này cũng đã yêu rất sâu sao? Bây giờ khác lúc trước ở chỗ nào? Thành thân với Lăng Vi, cũng làm thành lợi ích kết minh, sau đó lại từ từ đợi nàng, không thể lấy sao? Tình huống giữa Lôi Tú và Lăng Vi không giống nhau. Dương Biện thật không có muốn lợi dụng Lăng Vi, càng không có nghĩ tới dùng cách thức này kích thích hai bên kết minh. Trong ý thức của hắn, Thiên Mộng Đảo cũng đã nhận ra biến động mấy năm này của thần dụ chi hải, có cảm giác nguy cơ, mình bây giờ chủ động mời chào. Phải nhớ kỹ hai điều. Đầu tiên, là đã làm đủ nhiều cho Lôi Tú, nếu như một mực đắm chìm trong bi thương, nàng làm sao nhắm mắt. Chỉ có bắt đầu cuộc sống mới, có nữ tử khác, nữ tử tốt, thay nàng chiếu cố ngài, nàng mới có thể thật sự yên tâm. Thứ hai, kết hợp cùng Lăng Vi, chỉ cần ta nguyện tình, chỉ cần từ từ đợi nàng, coi như lợi dụng thì như thế nào. Là đảo chủ hải thần đảo, phải cân nhắc vì đại cục của hải thần đảo. Giờ phút này Dương Bích Huyên đều không giống như đường chủ hình luật đường, mà là nãi nãi tận tình. Lần sau, Dương Biện rất bất đắc dĩ lắc đầu, làm sao nhắc đến thành thân, vị đường chủ lãnh diễm này lại kích động thành như thế này. Lần sau cũng được, chúng ta đều đã đi ra nửa tháng, cần phải trở về. Dương Bích Huyên không còn cưỡng ép, để hắn suy nghĩ thật kỹ, cũng thuận tiện chuẩn bị chút lễ vật, ngẫm lại làm sao biểu đạt cùng Lăng Vi. Ta sẽ suy tính thật tốt. Bọn hắn thuận thang trời, đi xuống đảo tị nạn phía dưới Không Mộng Đảo, mặc thêm áo choàng, đi vào trong đám người ồn ào. Ta thấy thái độ của Thiên Mộng Đảo rất cường ngạnh, hẳn là sẽ không tùy tiện hợp tác với chúng ta, Lăng Vi thật sự có thể là đột phá duy nhất. Dương Bích Huyên thình lình lại đề một câu. Lăng Vi. Dương Biện mặc niệm lấy cái tên này, nhớ tới trận trải qua kỳ diệu 20 năm trước kia. Không biết Lăng Vi còn nhớ rõ không? Nhớ kỹ. Khẳng định nhớ kỹ. Đối với nữ hài tử như vậy mà nói, loại chuyện đó khẳng định là khắc cốt ghi tâm. Lúc trước mình, chết, Lăng Vi còn tới hải thần đảo tưởng niệm, có thể thấy được trong lòng xác thực có hắn. Nhưng càng như vậy, Dương Biện càng không nỡ lợi dụng. Nếu như không hề liên hệ, ngược lại cũng dễ nói, tình huống phức tạp như vậy, ngược lại là càng khó xử. Ai? Dương Biện vừa đi vừa thở dài, ngẫu nhiên còn gãi gãi đầu. Dương Bích Huyên ở phía sau nhìn mặt mũi tràn đầy quái dị, vò đầu bứt tai, cần thiết hay không? Cái sức lực tàn nhẫn bình thường đâu? Cái khí thế bá bình thường đạo đâu? Nhắc đến nữ tử liền biến thành thằng nhóc to thanh thuần xác rồi. Dương Bích Huyên nhìn một chút, bỗng nhiên hoài nghi đây là không phải tộc trưởng bá đạo nàng trung đụng bình thường kia, hay là nói hắn đã bị Lăng Vi vụng trộm cho vào mộng cảnh, mê huyễn rồi. Dương Biện đi tới một chỗ vách núi ẩn nấp ở phía tây Không Mộng Đảo, hô hoán hải linh giấu ở chỗ nào. Thủy triều bành trướng bên dưới vách núi trăm trượng, một cái vòng xoáy mãnh liệt thành hình, từ bên trong hiện ra một nữ yêu quấn quanh huyết văn toàn thân. Thân người đuôi cá, dáng người uyển chuyển, dung nhan yêu mị, nhưng lại có ba đầu sáu tay. Nhưng ngay lúc Dương Biện cùng Dương Bích Huyên muốn thả người nhảy xuống vách núi, lại đồng thời nhìn ra trời phía tây. Một mảnh lôi chiều chói mắt mở ra khung trời, lao thẳng đến Thiên Mộng Đảo, lôi chiều bạo động, rung động thiên hải, cách rất xa đều có thể nghe được tiếng oanh minh kịch liệt. Lôi bằng, là Thiên Kiếm Thần Tông. Dương Biện lập tức nhận ra thân phận mảnh lôi chiều kia, rõ ràng là một con lôi bằng. Bây giờ lôi bằng đã không còn thuộc về Thánh Bằng Đảo, mà là tông thánh thú bảo vệ Thiên Kiếm Thần. Nhưng lôi bằng cao ngạo, có tư cách ngồi cưỡi bọn chúng, tất nhiên thân phận cao quý.
Dương Bích Huyên cảnh giác. Thiên kiếm thần tông sao lại tới đây? Chẳng lẽ đã phát hiện chúng ta? Về lại thiên mộng đảo. Dương Biện ra hiệu Hải Linh đứng lên, mang theo Dương Bích Huyên lao thẳng đến thiên mộng đảo. Nếu như thiên kiếm thần tông thật sự đến vì bọn hắn, khẳng định sẽ không tiếc cái giá quấy nhiễu liên minh hai bên. Dương Biện có chờ mong rất lớn đối với thiên mộng đảo, liên quan đến phòng ngự của hải thần đảo, hắn quyết không cho phép thiên kiếm thần tông ngang ngược ngăn cản. Nghĩ kỹ nên nói thế nào chưa? Dương Bích Huyên mịt mờ nhắc nhở. Nghĩ kỹ. Dương Biện hít thật sâu một hơi, đây là thời điểm thật sự làm chấm dứt cùng với những chuyện trước đó. Tốt. Dương Bích Huyên rất hài lòng, đây mới là tộc trưởng nàng biết, gọn gàng mà linh hoạt, lôi lệ phong hành. Không lâu sau đó, Dương Biện cùng Dương Bích Huyên đuổi tới cửa vào thang trời thiên mộng đảo trước một bước, cầu xin trấn thủ thông báo lần nữa, nói có chuyện quan trọng muốn gặp Lăng Vi. Sau khi nhận được tin tức, Lăng Vi rất bất đắc dĩ, người này làm sao lại không để ý gì cả, vậy mà lại muốn mộng yểm pháp trận của bọn hắn, đây là bí mật lớn nhất thiên mộng đảo, há có thể đưa cho người ngoài. Đừng cho hắn lên, ta xuống dưới khuyên nhủ. Lăng Vi thuận thang trời, giáng lâm đến trong cổ điện đảo tị nạn, nàng mặc y phục lụa mỏng, khuôn mặt mỹ lệ, nhã khiết hoàn mỹ, dáng người thon dài tản ra quang huy óng ánh, tựa như ảo mộng, tươi đẹp vô hạn. Dương Biện nhìn Lăng Vi chậm rãi đi tới, âm thầm nắm chặt nắm đấm lại, mím môi một cái. Dương Bích Huyên thưởng thức mỹ nhân trước mặt, dáng người thon dài, yêu kiều thướt tha. Từ trong ra ngoài tản ra khí chất đoan trang tĩnh mịch, giống như là đóa hoa nở rộ trong u cốc an tĩnh, xác thực có tư cách làm thê tử Dương gia. Lăng Vi lắc đầu, dịu dàng khẽ nói. Dương Biện tộc trưởng, mời ngài trở về đi, chuyện mộng yểm pháp trận thật không có cách nào thương lượng được. Dương Biện sâu hít một hơi, nhìn Dương Bích Huyên trước. Dương Bích Huyên cho hắn một cái ánh mắt khích lệ. Dương Biện đi mau mấy bước tới chỗ Lăng Vi. Lăng Vi có chút nhướng mày. Theo bản năng lui lại một bước. Các trấn thủ trong cổ điện lập tức cảnh giác, lặng lẽ kích hoạt linh văn, sẵn sàng chiến đấu. Dương Biện đứng ở trước mặt Lăng Vi, khôi ngộ uy mãnh, hùng tráng thẳng tắp, cao hơn Lăng Vi một cái đầu. Lăng Vi không hiểu gì, nàng hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn Dương Biện, làm gì, muốn đánh người. Dương tộc trưởng, trấn thủ trong điện vừa muốn ra mặt, Dương Biện đột nhiên nói. Ta đã nghĩ rất kỹ. Lăng Vi đưa tay ra hiệu trấn thủ bọn họ dừng lại. Nghĩ tới cái gì? Dương Biện thể hiện nghiêm, thanh âm vang dội. Ta cưới. Lăng Vi có chút ngạc nhiên, các trấn thủ trợn mắt hốc mồm. Dương Bích Huyên lúng túng quay đầu đi chỗ khác, không đưa chút tiền hàng. Không làm chút tiền hỉ, trực tiếp dùng sức mạnh sao? Cái tên Đại Nam Hải sắt thép này. Lăng Vi sửng sốt một chút, sau đó ngọc diện lạnh xuống. Dương Biện. Đây chính là phương pháp, vì mộng yểm pháp trận, không từ thủ đoạn rồi, bây giờ cũng trở nên vô sỉ như vậy sao? Dương Biện, xin mời lui ra. Các trấn thủ thạch điện nhao nhao quát tháo, đường đường là viễn cổ kình hồn, vậy mà lại chạy đến chỗ bọn hắn nơi này đùa nghịch lưu manh. Mặt mũi Dương Biện đầy chăm chú nhìn Lăng Vi. Còn nhớ rõ rãnh biển ở bí cảnh Bích Lạc kia không? Ta đã cứu muội, chúng ta bị vây ở nơi đó 7 ngày. Lăng Vi lập tức đỏ bừng mặt. Im miệng. Đám người có chút ngây người, Dương Biện còn đã từng cứu Lăng Vi. Sao bọn hắn không biết? Dương Biện bắt lấy bàn tay ngọc của Lăng Vi, nghiêm túc nói. Ta không có khống chế lại, là lỗi của ta, nhưng ta nói, ta sẽ phụ trách. Lăng Vi xấu hổ giãy giụa. Buông tay. Đám người hít vào một hơi, còn không có khống chế. Không có khống chế tới trình độ nào. Cái này. Mẫu thân nó, đây là chuyện khi nào? Dương Bích Huyên đột nhiên đã hiểu, thì ra hai người này sớm đã có chuyện gì đó, trách không được trên đường đi lại vò đầu bứt tai. Ta đã tới qua thiên mộng đảo 9 lần, đều không có gặp ta, sau này là ta đính hôn cùng Lôi Tú. Đừng nói nữa, thả ta ra. Lăng Vi dùng hết sức lực toàn thân, làm thế nào cũng đều rút không ra, dưới sự xấu hổ liền kêu lên đầy sợ hãi. Cứu ta! Dương Biện! Buông nàng ra. Trong thạch điện, rốt cuộc các trấn thủ cũng kịp phản ứng, kích thích linh văn phóng tới Dương Biện. Ai dám? Dương Biện quát lớn một tiếng, chấn động thạch điện, giống như cự kình gào thét, khí lãng cuồn cuộn cuồng kích tám phương, tất cả mọi người đều bị vô tình hất bay ra ngoài. Điên rồi, ta đau. Mặt Lăng Vi đỏ bừng,
ra sức giãy giụa. Ta đến phụ trách. Ta không cần phụ trách. Không, cần. Đừng nói nữa, ta không cần. Cần, dẫn ta đi gặp phụ thân, ta tự mình bàn bạc cùng ngài ấy. Mơ tưởng. Lăng Vi gấp gáp, Lăng gia bọn hắn là gia tộc chính thống, cực kỳ coi trọng trong sạch, nàng cũng là thanh cao tự ngạo, giữ mình trong sạch. Nếu để cho phụ thân bọn họ biết mình bị Dương Biện khinh nhờn qua, khẳng định sẽ phải liều mạng cùng Dương Biện, danh dự của nàng ở trên đảo càng là. Hỗn đản này nhất định phải nói ở chỗ này sao? Ô ô ô, Dương đảo chủ đây là đang làm gì? Chạy tới Thiên Mộng đảo đoạt nữ tử, thật thua thiệt nghĩ ra. Một tiếng cười khinh bạc phá vỡ không khí hỗn chiến khẩn trương. Phó Tiêu Giao cùng Phó Hành Không ở sau lưng cười ha hả nhìn một màn đặc sắc này. Phó Hành Không mang theo vẻ mặt quái dị, một màn này là thật không nghĩ tới ha. Dương Biện, Lôi Bằng hóa thân thành thân người đầu bằng, khôi ngộ uy mãnh, thình lình chính là bằng vương đã từng. Mau buông ta ra. Lăng Vi lo lắng giãy giụa, trong đôi mắt sáng tỏ đều đã thấm ra nước mắt. Rốt cuộc Dương Biện cũng buông lỏng ra hai tay, nhưng không đợi quay đầu, Lăng Vi đã vung tay quất vào trên mặt Dương Biện. Vô sỉ, ngươi xem ta là cái gì rồi? Hai mắt Lăng Vi rưng rưng, giận dữ rời khỏi thạch điện, từ bậc thang chạy về Thiên Mộng đảo. Ha ha, Dương đảo chủ, người đây thật sự là để cho ta mở rộng tầm mắt. Phó Tiêu Giao đang muốn bước về phía trước rằng co cùng Dương Biện, vậy mà Dương Biện lại bay thẳng lên trời, đuổi theo Lăng Vi vọt vào Thiên Mộng đảo, hắn vô tình phơi ở tại nơi đó. Ai? Dương Bích Huyên kinh hô, có cần phải thô bạo như vậy hay không? Trước đó còn nhăn nhăn nhó nhó. Đột nhiên trở về bản tính. Dương Biện, ngươi khinh người quá đáng. Các trấn thủ thạch điện đều giận dữ, liên tiếp xông lên thang trời. Phó Hành Không không nghĩ tới lại đụng phải một màn trò hay như thế, hắn đứng dậy muốn đuổi theo, kết quả thạch điện ầm vang khép kín, cắt đứt liên hệ cùng thang trời, ngăn ở trước mặt bọn hắn. Dương Bích Huyên nhìn qua thang trời phong bế, mặt mũi tràn đầy sốt ruột, bên trong sốt ruột lại mang theo mấy phần xấu hổ. Cái này không phải là thổ lộ, quả thực là muốn sống ăn Lăng Vi. Đổi lại là ai cũng không chịu được, huống chi là cô nương ngoan ngoãn nũng nịu như thế này. Tuy nhiên, Dương Biện lại còn có đoạn quá khứ cùng Lăng Vi. Vậy mà nàng lại hoàn toàn không biết rõ tình hình. Xem ra, còn giống như đã trà đạp qua. Giấu quá kỹ. Tuy nhiên như thế này ngược lại càng dễ xử lý. Phó Hành Không quái dị nhìn vị phụ nhân nở nang vẫn còn phong vận ở bên cạnh này. Dương đường chủ, các người đây là đàm phán không thành, chuẩn bị dùng cứng. Bây giờ hải thần đảo làm việc đều không có phân tắc, không có điểm mấu chốt như thế sao? Dương Bích Huyên lạnh lùng nói. Mềm, cứng rắn, có kết quả chính là tốt. Ha ha, thật là có thủ đoạn, bội phục, bội phục. Phó Hành Không cười nhạt, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy dễ dàng. Phó Tiêu Giao cũng cười, sớm biết như thế này, cũng không cần phải đến đây, Dương Biện lại đùa giỡn nữ tử Thiên Mộng đảo, đây quả thực là tự sát. Dương Bích Huyên lườm bọn hắn một chút. Tin tức của các ngươi rất nhạy bén nhỉ. Chúng ta chỉ đi ngang qua nơi này, nghe được có ồn ào, thuận tiện tới xem một chút. Vậy sao, thật hâm mộ ngài đã ở tuổi này này rồi còn có hai cái lỗ tai thật tốt. Xem hết náo nhiệt, ngài tiếp tục đi ngang qua chăng? Nếu gặp, ta muốn thay Thiên Mộng đảo chủ trì công đạo. Hóa thân thành sứ giả chính nghĩa rồi. Một ít thế lực của thần dụ chi hải gần đây rất không an phận, Thiên Kiếm Thần Tông chúng ta làm chủ nhân vùng hải vực này, không thể không tuần sát bốn chỗ, gặp được chuyện, cũng có nghĩa vụ xử lý. Thật sự là vất vả. Đương nhiên, chỉ hy vọng một ít thế lực có thể nhận rõ tình thế, không nên nháo quá mức. Phó Hành Không hàm xúc cảnh cáo. Bên trên Thiên Mộng đảo. Dương Biện bá đạo xông vào phòng của Lăng Vi, còn đuổi các trưởng lão chạy tới tung bay đi hết. Thiên Mộng đảo chưa từng gặp qua loại sự kiện dã man này, một bên gấp đến dậm chân, một bên quát tháo Dương Biện ở bên trong khống chế thú tính, một bên lại phái người lo lắng thông báo đảo chủ. Ta tới liên minh Thiên Mộng đảo, ta cũng đến cầu hôn với muội, hai vấn đề ta đều là chăm chú. Dương Biện vẫn duy trì một khoảng cách cùng Lăng Vi, nghiêm túc lại chăm chú. Dương Biện. Người quá tự cho là đúng, người nói cưới, ta nhất định phải gả sao? Trong mắt Lăng Vi mang theo đầy nước mắt, tức giận quát tháo. Không gả cho ta, muội còn có thể gả cho ai? Ta không gả cho bất cứ kẻ nào.
Lăng Vi ta không cần dựa vào nam tử. Muội là tức giận vì ta quá gấp, hay là tức giận vì ta tới chậm? Ngươi, tự mình đa tình, mời ngươi rời khỏi, bây giờ liền rời khỏi. Hôm nay ta nhất định phải giải quyết chuyện này. Ngươi đi mau, đừng lại nhục nhã ta, được không? Lăng Vi thật sự gấp đến khóc. Tất cả chuyện này đối với nàng mà nói là tới quá đột nhiên, cũng quá khó chịu. Tại Thiên Mộng Đảo bọn hắn, đây càng là sỉ nhục phạm vào kỵ húy. Là ta quá vọng động rồi, thật xin lỗi. Dương Biện nói tiếng xin lỗi, quay người rời khỏi. Lăng Vi ngược lại sửng sốt một chút, yên lặng đứng trong phòng rất lâu không có lấy lại tinh thần. Liền đi. Thật sự đi rồi. Hỗn đản này làm việc đều đột nhiên như vậy sao? Dương Biện ra khỏi phòng, những tiếng quát tháo ở phía ngoài lập tức an tĩnh. Các cường giả Thiên Mộng Đảo mang theo lửa giận rào rạt rằng co với Dương Biện. Dương Biện nhìn quanh một vòng. Đảo chủ của các ngươi ở nơi nào? Ngươi muốn làm gì? Cầu thân. Khinh người quá đáng. Ta đến cầu thân, coi như khi dễ các ngươi rồi. Ngươi đây là cướp tân nương. Đảo chủ các ngươi ở đâu? Không nói ta có thể tự mình tìm. Dương Biện vừa dứt lời, đột nhiên lại huy động thủy triều cuồn cuộn, lao thẳng đến sâu trong Thiên Mộng Đảo. Dương Biện, ngươi đứng lại đó cho ta. Đám người gầm thét, nhao nhao đuổi theo. Dương Biện, không được ồn ào. Lăng Vi kéo cửa phòng ra, nhìn Dương Biện lao đi, còn có hòn đảo đang nhanh chóng oanh động, vừa vội lại giận. Sâu trong đảo. Ngươi nói cái gì? Đảo chủ Thiên Mộng Đảo vỗ bàn đứng dậy, lại không còn nửa phần nho nhã, khóe miệng phiêu giật cũng để rear map bay lên. Tình huống cụ thể còn không biết, nhưng xem ra, đại tiểu thư rất có thể đã bị Dương Biện. Trưởng lão đến đây hồi báo mặt mũi tràn đầy bi phẫn, sỉ nhục, vô cùng nhục nhã. Khinh người quá đáng. Đảo chủ chấn vỡ mặt bàn, nhanh chân xông ra khỏi phòng. Nhưng ngay lúc hắn kéo cửa phòng ra, một bóng người từ trên trời giáng xuống, đứng ngay ở trước mặt hắn, làm vị đảo chủ này kinh hãi lảo đảo mấy bước, suýt chút nữa đã ngồi ở dưới đất. Dương Biện, ngươi còn dám tới? Trưởng lão đến đây hồi báo giận dữ đứng dậy. Lăng đảo chủ, chúng ta nói chuyện. Dương Biện trực tiếp đi đến gian phòng. Lăng đảo chủ phẫn nộ, gian nan nhịn được lửa giận. Ngươi tới vừa đúng lúc, cùng nói chuyện thật tốt nào. Trưởng lão đứng ở bên cạnh gấp gáp. Tộc trưởng. Lăng đảo chủ ra hiệu trưởng lão đi ra ngoài trước, Thiên Mộng Đảo bọn hắn là đất văn minh, không phải vùng đất dã man. Thiên Mộng Đảo chúng ta không sợ hải thần đảo, ngươi tốt nhất hãy tôn trọng một chút cho ta. Trưởng lão đi qua bên cạnh Dương Biện, nghiêm khắc cảnh cáo. Ta là tới cầu thân. Dương Biện ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề. Nói rõ cho ta, ngươi và Lăng Vi là thế nào? Lăng đảo chủ cố gắng nắm chặt nắm đấm, khắc chế lửa giận đang muốn dâng lên. Chết tiệt, đây là chuyện lúc nào? Nữ nhi bảo bối của hắn sẽ không tùy tiện ra ngoài, đều là ngoan ngoãn ở lại trên đảo tu luyện, coi như ra ngoài đều có người làm bạn, làm sao có thể bị trà đạp rồi? Hắn cũng không có chú ý tới nữ nhi có vấn đề gì, khẳng định là xấu hổ mở miệng, mỗi ngày đều giấu ở trong phòng lấy nước mắt rửa mặt. Hơn 20 năm trước, Dương Biện vừa mới mở miệng, đảo chủ suýt chút nữa đã nhảy dựng lên. Hơn 20 năm, ngươi nói hơn 20 năm, nàng đã trưởng thành sao, nàng từng đi ra ngoài sao? Mẹ nó, là ngươi vụng trộm bò lên, ngươi là tên xúc sinh thoát lông sống sao? Dương Biện lúng túng nói. Trước tiên ngài đừng kích động, từ từ nghe ta nói đã. Ta không kích động, ta không kích động. Đảo chủ thở hồng hộc hổn hển, cố gắng chấn định, ánh mắt lại giống như là muốn phun ra lửa. Thời điểm ta thám hiểm rãnh biển Bích Lạc, bị vây ở trong bí cảnh, lúc ấy còn có nàng, được ta cứu. Ngươi cứu được nàng. Ngàn lần chính xác, không tin ngài hỏi nữ nhi của ngài một chút, nếu như lúc ấy không có ta, nàng thật liền. Ngươi đầu tiên chờ chút đã, trước tiên nói cho ta nghe một chút là 20 mấy năm trước. Đảo chủ bấm đốt ngón tay tính xem lúc ấy nữ nhi bao lớn. Cụ thể thì đã quên rồi. Nghĩ kỹ lại. Đều đã xảy ra, ngài còn so đo 1 tuổi 2 tuổi kia. Xảy ra rồi, xảy ra cái gì? Lúc ấy ta thật cũng chỉ là muốn cứu nàng, nhưng sau khi nàng tỉnh dậy, lại muốn dùng mộng cảnh nhìn trộm ta. Ta dưới cơn nóng giận, đã dạy dỗ nàng. Giáo huấn, ngươi giáo huấn thế nào? Chính là giáo huấn bình thường, tuy nhiên nữ nhi của ngài quá đẹp,
lúc ấy ta lại tràn đầy tinh lực, không có khống chế lại. Ngươi nói cái gì? Nhưng cuối cùng ta vẫn khống chế được. Cái gì khống chế hay không có khống chế, ngươi cố ý khua môi múa mép với ta. Ngươi liền nói ngươi có hay không? Ừm, có cái gì kia hay không? Không có. Thật không có. Ta cũng không phải xúc sinh, lúc ấy chỉ là xúc động, nhưng khống chế. Xúc động tới trình độ nào? Mặt mũi Lăng đảo chủ vẫn rất tràn đầy sát ý. Dù sao cũng rất quá đáng, về phần trình độ nào, ngài nhất định phải truy cứu sao? Ta muốn xem, ta muốn biết ngươi trừng phạt tới trình độ nào. Lột! Đừng nói nữa! Lăng đảo chủ đau đớn nhắm mắt lại, danh dự nữ nhi của ta. 7 ngày sau, người của Hải Thần Đảo đã đuổi tới, cứu chúng ta ra. Sau chuyện đó ta cũng là muốn đến phụ trách, nhưng nữ nhi của ngài sống chết không chịu gặp ta, cuối cùng. Không giải quyết được gì. Lúc ấy Dương Biện không chỉ là phải chịu trách nhiệm, mà còn quả thật là đã có chút động lòng. Lăng Vi ngay lúc đó tinh khiết suy mỹ đã hấp dẫn sâu đậm lấy hắn. Nhưng, sau đó Lăng Vi lại lạnh nhạt, cùng bối cảnh giữa hai bên đã để hắn không thể không từ bỏ. Tình cảm vừa mới u mê, còn chưa bắt đầu liền bị bóp chết như thế. Sau đó chính là đính hôn thông gia cùng Lôi Tú, mới đầu hắn rất kháng cự, nhưng sau khi sự thật đã định, vẫn là lựa chọn tiếp nhận. Mà Lôi Tú yếu đuối, cùng thường xuyên toát ra cảm giác sợ hãi đã khơi dậy ý muốn bảo vệ trong hắn, hắn cũng không muốn để cho hôn nhân của mình trở nên quá lợi ích, quá giá lạnh, liền bắt đầu chủ động theo đuổi, chủ động bảo vệ, từ từ, vậy mà hắn đã yêu nàng. Chỉ là, bọn hắn có, bắt đầu, nhưng không có kết cục. Hắn không có thể lấy nàng, càng không có thể bảo vệ tốt cho nàng. Dương Biện đắng chát lắc đầu, một đoạn tình cảm, ái mộ, không có bắt đầu liền kết thúc, một đoạn tình cảm, yêu thương, vừa nở rộ liền héo rụng. Lăng đảo chủ đau đớn sau một lúc lâu, mới mở mắt ra răn dậy. Bây giờ ngươi đến cầu thân, là nhớ tới đến phụ trách. Ta sẽ phụ trách tới cùng. Phụ trách cái rắm. Lăng đảo chủ giận dữ đứng dậy, chỉ vào Dương Biện liền muốn vạch trần mục đích của hắn, nhưng thực sự không có mắng hơn người, càng không nổi giận, một cái rắm, không bị khống chế mà kêu đi ra, trước tiên liền làm cho chính mình ngây ra. Lăng đảo chủ ho khan vài tiếng, chịu đựng lửa giận lại ngồi xuống. Người rõ ràng chính là đột nhiên nhớ tới chuyện này, phải dùng cái này ngụy trang thông ra kéo Thiên Mộng đảo chúng ta nhập bọn. Dương Biện ơi Dương Biện, người thật sự có mấy phần phong phạm đảo chủ. Vì để đạt được mục đích, không từ thủ đoạn. Dương Biện vẫn mặt mũi tràn đầy chăm chú. Chuyện, là rất khốn kiếp, thời cơ, cũng xác thực không thỏa đáng, nhưng ta muốn cưới Lăng Vi, là thật. Mục đích người muốn lôi kéo Thiên Mộng Đảo, cũng là thật. Ta tới đây chính là lôi kéo Thiên Mộng Đảo, cũng là mục đích chủ yếu, ta không phủ nhận. Nhắc đến cái này, ta cho rằng ngài làm đảo chủ, hẳn là có năng lực dự phán nguy cơ cùng trách nhiệm. Là lúc nào cũng có thể chuẩn bị sẵn sàng cho phát sinh kịch biến. Lăng đảo chủ vươn người đứng dậy. Đủ rồi, chuyện liên minh không có bất kỳ chừa chỗ nào để thương lượng cả. Người nói nguy cơ là nguy cơ của toàn thần dụ chi hải. Một nhà ta chuẩn bị dâu ria, nếu thật muốn đến ngày đó, Thiên Mộng đảo có thể đến Thiên Kiếm Thần Tông tị nạn. Chuyện ngươi cưới nữ nhi của ta càng không khả năng, ta không truy cứu trách nhiệm của ngươi đã là nhường nhịn lớn nhất. Dương Biện đảo chủ. Ngươi có hùng tâm khát vọng của ngươi, nhưng Thiên Mộng đảo không quan tâm, ngươi có viễn cổ kình hồn của ngươi, nhưng Thiên Mộng đảo không hâm mộ, ngươi làm đại mộng hoàng đạo của ngươi, chúng ta bảo hộ ngàn dặm hải dương của chúng ta, không có phân chia cao thấp, không có suy nghĩ nào khác. Ta nói lời rất ngay thẳng, nhưng đây chính là thái độ của ta, xin ngươi rời khỏi Thiên Mộng đảo, cũng không cần tiếp tục trở về, Thiên Mộng đảo. Không chào đón ngươi. Dương Biện không có lùi bước. Ngài nói không sai. Chàng nguy cơ này đúng là nguy cơ của toàn thần dụ chi hải, nhưng người nào có thể thật sự sống sót, không phải dựa vào Thiên Kiếm Thần Tông, mà là chính mình. Nếu như ngài vẫn ở lại nơi này, mấy trăm vạn người tị nạn phía dưới Không Mộng Đảo sẽ theo ngài chôn vùi cùng một chỗ. Ta cũng cho thấy thái độ của ta thành tâm thực lòng mời chào Thiên Mộng Đảo, ta thật lòng muốn cưới Lăng Vi, ngài nhìn Hải Thần Đảo bây giờ là một vòng xoáy chiến tranh. Nhưng lại nhìn Hải Thần Đảo trong tương lai, chính là vùng đất an bình sau cùng của thần dụ chi hải. Ta sẽ ở lại Không Mộng Đảo, chờ ngài 10 ngày. 10 ngày, hy vọng ngài có thể nghiêm túc phân tích tình thế của thần dụ chi hải, 10 ngày, cũng hy vọng ngài có thể thật sự suy nghĩ cho tương lai Thiên Mộng Đảo một chút. Dương Biện đứng dậy rời khỏi,
vừa vặn đụng phải Lăng Vi đang lo lắng chạy tới. Lăng Vi đang muốn lo lắng chất vấn, Dương Biện lại để lại một câu nói liền đi. Ta rất chăm chú. Ngươi. Lăng Vi khẽ nhếch môi, đến sau cuối vậy mà cũng không nói ra được câu quở trách. Lăng đảo chủ nhìn nữ nhi tức giận ở ngoài cửa, hắn vừa tức giận lại đau lòng. Loại chuyện này, vì sao con không nói với ta? Đây là chuyện của chính con, hài nhi không muốn liên lụy Thiên Mộng Đảo. Vẻ mặt trở nên Lăng Vi ảm đạm, chuyện đã qua 20 năm, nàng thật không nghĩ tới còn có thể lại nổi lên gợn sóng. Trước đó xác thực nàng đã ngưỡng mộ qua vị thiên kiêu số 1 của Hải Thần Đảo kia, cũng xác thực đã động lòng qua, nhưng nàng biết hai bên là không thể nào, cho nên chưa bao giờ qua hy vọng xa vời, đến bây giờ. Đã bình tĩnh. Con đến bây giờ vẫn không thành thân, cũng là bởi vì hắn. Vẻ mặt Lăng đảo chủ nghiêm khắc. Không phải, là con, không muốn thành thân. Lăng Vi lắc đầu, có thể do nàng tâm cao khí ngạo, cái gọi là thanh niên tuấn kiệt của Thiên Mộng Đảo, nàng thật chướng mắt. Con đối với hắn, bây giờ còn có. Ý nghĩ. Không có, vẫn luôn không có. Vậy là tốt rồi, giữa các ngươi là không thể nào. Nữ nhi, biết. Đi xuống đi, đừng lại có bất kỳ liên hệ nào cùng Dương Biện. Phụ thân, Thiên Kiếm Thần Tông tới, là phó tông chủ Phó Hành không? Ở đâu? Phía dưới. Vừa tới sao, nhanh ngăn Dương Biện lại, đừng để bọn hắn đụng phải. Thời điểm Dương Biện vừa mới lên tới, đã thấy bọn hắn. Lăng đảo chủ bất đắc dĩ thở dài, cuộc sống an ổn của Thiên Mộng Đảo xem như chấm dứt. Mời lên sao? Đương nhiên phải mời. Cho bọn hắn một lời giải thích. Lăng đảo chủ ngồi nghiêm chỉnh, không muốn đắc tội Thiên Kiếm Thần Tông, càng không thể để Thiên Kiếm Thần Tông hiểu lầm. Nếu như thế giới mới thật bộc phát nguy cơ, Thiên Mộng Đảo còn muốn tới đó tị nạn đây. Lăng đảo chủ, hân hạnh. Không lâu sau đó, Phó Hành không cùng với cởi mở cười nói, phong độ nhẹ nhàng đi đến, đi theo phía sau chính là Bằng Vương, cùng Phó Tiêu Giao Khôi Ngô. Lăng đảo chủ tranh thủ thời gian đứng dậy, nhiệt tình nghênh đón. Ở trước mặt thế lực cấp hoàng đạo, chuẩn hoàng tộc, như Thiên Mộng Đảo bọn hắn này thật sự không dám khinh thường. Ta vừa mới nhìn thấy Dương Biện cứ như vậy rời khỏi. Lăng đảo chủ thật sự là tốt tính nhỉ, nếu đổi lại là ta, thì đã vây hắn ở chỗ này, để Hải Thần Đảo đến chục người. Khi Phó Hành không đang nói chuyện, ánh mắt lại lưu ý Lăng Vi ở bên cạnh. Ai, Thiên Mộng Đảo không thể trêu vào Hải Thần Đảo. Mạo muội hỏi một chút, vì sao Dương Biện lại muốn trêu chọc Lăng Vi cô nương? Đừng nói nữa, gặp sắc nảy lòng tham, mưu đồ làm loạn. Thật sao, hắn đường đường là đại thống lĩnh Hải Thần Đảo, còn không đến mức lỗ mãng như thế này chứ? Phó Hành không lưu ý đến sắc mặt đôi phụ tử này, mơ hồ cảm giác trong này có bí mật gì đó. Không nói gạt ngươi, là Dương Biện muốn thông gia cùng Thiên Mộng Đảo chúng ta từ chối, hắn muốn cướp tân nương. Vừa mới bị ta đuổi đi. Lăng đảo chủ không dám giấu giếm, tận lực bày ngay ngắn thái độ. Thông gia, cùng Lăng Vi cô nương. Đều xử lý tốt, không cần ngài phí tâm. Ta cứ cho rằng Lăng Vi cô nương đã thành thân. Ai, xác thực hẳn là đã sớm thành thân, nhưng đứa nhỏ này tâm cao khí ngạo, một mực liền kéo lấy. Vị đan thánh kia cũng không xứng với Lăng Vi cô nương. Phó Hành không còn tưởng rằng sau khi Lăng Vi mời vị luyện đan sư kia thì đã sớm thành thân nữa, nếu không sao có thể giữ được đối phương. Đan thánh gì? Năm đó Lăng Vi cô nương mang vị thiên phẩm luyện đan sư kia từ Hải Thần Đảo đi, chẳng lẽ hắn còn chưa tới đan thánh? Trong lòng Lăng Vi hoảng hốt, vội vàng nói. Hắn đã rời khỏi, hắn chỉ ở nơi này chờ đợi 2 năm liền đi. Trong lòng Lăng đảo chủ cảm thấy kỳ quái, còn có đan thánh. Còn mang về nhà rồi. 2 năm. Đều đã giấu kẻ nào chứ? Nhà đầu này còn có bao nhiêu chuyện giấu giếm hắn? Rời khỏi, hắn đi đâu? Phó Hành không nhẹ nhàng thở ra, thì ra nơi này không có đan thánh. Không rõ ràng. Phó Hành không tiếp tục tra hỏi, sau khi đơn giản khách sáo vài câu, ngược lại nói. Nếu Lăng Vi cô nương còn chưa thành thân, không biết có hứng thú đến Thiên Kiếm Thần Tông hay không? Lăng Vi hoảng hốt, tranh thủ thời gian cầu cứu phụ thân. Lăng đảo chủ cố gắng tươi cười. Tiểu nữ tuổi đã lớn, không xứng với anh hùng nhân kiệt thần tông. Phó Hành không đột nhiên cười nói. Tuổi tác không là vấn đề.
các đệ tử ưu tú Thiên Kiếm Thần Tông chúng ta lúc đầu đều say mê tu luyện, sau niết bàn cảnh mới có thể cân nhắc thành thân. Ví dụ như Tằng Tôn ta đây, bây giờ gần 50, mỗi ngày bận bịu tu luyện, còn không có cưới vợ. Trong lòng Phó Tiêu Dao khẽ động, đánh giá đến nữ hài mỹ lệ khí chất không linh trước mặt này. Lăng Vi cố gắng tươi cười, nhưng ánh mắt lại không ngừng liếc nhìn phụ thân. Lăng đảo chủ uyển chuyển từ chối nói. Tiêu Dao công tử thiên phú phi phàm, danh chấn thần dụ chi hải, tiểu nữ thật sự không xứng với. Phó Hành không cười nhạt nói. Lăng đảo chủ, thần dụ chi hải bây giờ đã khác với dĩ vãng, người phải hiểu được biến báo. Ngôn ngữ không nhiều, lại hàm ẩn phân lượng cực nặng. Nụ cười trên mặt Lăng đảo chủ có chút cứng ngắc, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên ứng phó như thế nào. Từ trên vị trí địa lý đến xem, Thiên Mộng Đảo ở biên giới bản đồ thế giới mới, nếu quả thật có một ngày như vậy, Thiên Mộng Đảo chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Lăng đảo chủ làm đảo chủ, trách nhiệm là gánh vác sinh tử của Thiên Mộng Đảo cùng ba tòa Không Mộng Đảo ở phía dưới, hẳn là nên sớm làm chuẩn bị. Mà tại thần dụ chi hải này, bất luận là vị trí hay là thực lực, nơi an toàn nhất không thể nghi ngờ chính là Thiên Kiếm Thần Tông chúng ta. Phó Hành không vẫn một bộ dáng nhàn nhã an tĩnh, nhưng ý tứ trong lời nói lại càng ngày càng rõ ràng, cũng càng ngày càng nặng hơn. Nụ cười cứng ngắc trên mặt Lăng đảo chủ từ từ tản ra. Đây là muốn để hắn dùng thông gia đổi hòa bình. Chỉ sợ không chỉ là như vậy. Rất có thể là Phó Hành không lo lắng bọn hắn thật sự liên minh cùng Hải Thần Đảo, cho nên sớm ra tay, bắt lấy Thiên Mộng Đảo trước tiên. Phó Hành không lại nói. Nếu như Lăng đảo chủ nguyện ý, Phó Hành không ta có thể thay mặt Thiên Kiếm Thần Tông làm quyết định, cho phép Thiên Mộng Đảo cùng Không Mộng Đảo, chuyển rời đến vùng hải vực Thiên Kiếm Thần Tông khống chế kia, vị trí cụ thể do các ngươi tới chọn. Cái này, ha ha, cái này dù sao cũng là chuyện lớn, ta cần thương lượng cùng các trưởng lão trên đảo. Ha ha, không vội không vội, ta gần đây vừa vặn cũng rảnh, đến phía dưới Không Mộng Đảo ở tạm mấy ngày. Chờ các ngươi làm xong quyết định, lại cùng ta bàn bạc. Phó Hành không cố ý ở lại nơi này, muốn bức Thiên Mộng Đảo làm quyết định giữa bọn hắn cùng Hải Thần Đảo. Lăng đảo chủ khách sáo lấy đứng dậy đưa tiễn. Lăng Vi cô nương, đưa chúng ta một chút. Phó Tiêu Dao đặc biệt mời. Lăng Vi bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo ra. Đám người rời phòng, trên đường câu được câu không trò chuyện với nhau, bỗng nhiên, Phó Hành không lại hỏi. Lăng Vi cô nương. Cô nương vừa mới nói vị thiên phẩm luyện đan sư kia đã ở chỗ này 2 năm. Là ở một thời gian. Giữa các ngươi hẳn là có chút hiểu rõ. Hắn không trao đổi nhiều cùng ta, chỉ là ở chỗ này luyện đan dược 2 năm. Hắn không có đề cập qua sư phụ cùng lai lịch. Hắn luôn luôn có ý thức giấu giếm. Lăng Vi rất cảnh giác nói. Phó Hành không có nhiều thâm ý nhìn nàng một cái, không hỏi thêm nữa. Lăng đảo chủ đưa ánh mắt hỏi thăm Lăng Vi. Luyện đan sư gì? Lăng Vi lắc đầu, bây giờ không tiện nói rõ. Nhưng, khi bọn hắn thuận thang trời, trở lại thạch điện, toàn bộ lại đều ngây ngẩn cả người. Phó tông chủ, còn nhớ ta không? Ha ha, nhị đệ Dương Biện, Lục Du. Khương Phàm đứng chắp tay, nhìn Phó Hành không giáng lâm, lộ ra nụ cười tươi quái dị. Là Lục Du sao, đã lâu không gặp, ban đầu ở thế giới mới, may mắn có lời nhắc nhở của ngươi. Phó Hành không liếc mắt một cái đã nhận ra nam tử mang theo mặt nạ này. Ta chỉ đưa ra phỏng đoán, người làm quyết định vẫn Phó Tông Chủ. Cũng thật may mắn khi Phó Tông Chủ quyết đoán ngay lúc đó, bảo toàn thực lực cho Thiên Kiếm Thần Tông, nếu không thần dụ chi hải thật muốn đổi chủ nhân. Khương Phàm trực tiếp chính là một trận lấy lòng. Phó Hành không cứ việc tâm cơ thâm trầm, cũng tương đương hưởng thụ, nhưng đang muốn nhiệt tình đáp lại. Lại đột nhiên đã nhận ra khí tức Lục Du lại để cho kiếm thai trong khí hải hắn ba động. A, khí tức này, thánh linh. Không đúng. Lúc này chỉ mới 6 năm ngắn ngủi mà thôi, sao có hắn thể tiến đến thánh linh cảnh. Phó Tiêu Dao cũng đánh giá nam tử trước mặt, từ sau khi Dương Biện tiếp quản Hải Thần Đảo, hắn đã phụng mệnh điều tra qua đám huynh đệ kết nghĩa kia của Dương Biện, nhưng từ đó về sau lại không tin tức. Bao gồm cả sau mấy trận kịch biến, cũng đều không có bóng dáng của bọn hắn. Tình huống hôm nay đây là như thế nào, đột nhiên liền xuất hiện. Lục Du công tử, là thánh linh rồi. Phó Hành không khó có thể tin mà hỏi thăm. Bế quan 6 năm, mới tiến đến thánh linh, hổ thẹn. T. Phó Hành không hít vào một ngụm khí lạnh, thật sự là thánh linh rồi.
Thánh Linh. Sắc mặt của bọn người Phó Tiêu Dao hơi biến đổi, tên huynh đệ kết nghĩa này của Dương Biện đã tiến đến Thánh Linh rồi. Thánh Linh cảnh, cảnh giới kia há lại nói đến liền có thể đến, không chỉ cần phải là thiên phẩm linh văn, cần tài nguyên rộng lượng, càng cần lĩnh hội võ đạo, rèn luyện thân thể hơn, há có thể trong mấy năm ngắn ngủi, từ trung giai niết bàn cảnh bước thẳng tới Thánh Linh. Thì ra 6 năm này Lục Du công tử vẫn luôn bế quan. Phó Hành Không vẫn không dám tin, lấy tiềm lực viễn cổ kình hồn phi phàm của Dương Biện, đến bây giờ vừa là niết bàn cảnh cửu trọng, huống chi cửu trọng thiên đến bán thánh là một cái đại khảm cửa ải lớn, từ bán thánh đến Thánh Linh càng là khó càng thêm khó. Bàn bạc chút chính sự. Khương Phàm đưa tay mời. Người bàn bạc. Phó Hành Không liếc mắt nhìn Dương Biện đứng ở bên tay phải của Khương Phàm. Ta bàn bạc. Khương Phàm đi đến bên cạnh. Phó Hành Không lặng lẽ ra hiệu bằng vương giữ vững cảnh giác, đi theo Khương Phàm đi tới trong góc thạch điện. Hắn chính là vị nhị đệ kia của Dương Biện sao, các huynh đệ khác đâu? Mặc dù Lăng đảo chủ không quan tâm chuyện bên ngoài, nhưng cũng biết trận sự kiện oanh động khi Dương Biện trở lại thần dụ chi hải kia. Hắn chính là Khương Phàm, Khương Phàm chính là Lục Du. Lăng Vi tự lẩm bẩm. Trước đó đã có chỗ suy đoán, bây giờ thấy được chân dung, Lục Du, rốt cuộc cũng có thể xác định. Đông Hoàng Như Ảnh mang theo mạng che mặt cùng với áo choàng, nàng nhìn Dương Biện, tâm tình không nói ra được phức tạp. Hải thần đảo của thần dụ chi hải. Tên điên này đến đây lúc nào? Lại bí mật nâng đỡ thế lực như vậy lúc nào? Khương Phàm chỉ nói là dẫn các nàng đến thần dụ chi hải nhìn sự kiện thế giới mới huyên náo oanh động nơi này, không nghĩ tới lại hiện ra một cái bố trí bí mật như thế này. Lấy tiềm lực hải thần đảo, phối hợp với tài nguyên trong tay Khương Phàm, hoàn toàn có thể trưởng thành đến thế lực cấp hoàng đạo, hơn nữa còn là hoàng đạo mà các hoàng đạo thương huyền, thậm chí hoàng đạo thiên khải đều hoàn toàn không biết rõ tình hình. Lần đầu tiên Đông Hoàng Như Ảnh có cảm giác lau mắt mà nhìn đối với Khương Phàm. Đông Hoàng Như Yên càng kinh ngạc, đánh giá nam tử uy mãnh trước mặt từ trên xuống dưới. Khương Phàm lại bất chi bất giác nuôi một đại kình ngư trong hải dương. Dương Biện cũng đánh giá hai vị nữ tử cao gầy che phủ kín bên cạnh này, hắn khẽ nhíu chân mày, thấp giọng tự nói. Lại đổi, hắn không mệt. Đông Hoàng Như Ảnh đang muốn chào hỏi thì lại yên lặng nuốt trở vào. Dương Bích Huyên thì lại mang theo ánh mắt phức tạp nhìn Khương Phàm đi đến trong góc thạch điện, hắn trở về, thời gian qua đi 6 năm, vị nghĩa đệ thần bí kia lại trở về. Mà, không biết có phải là ảo giác hay không, Dương Biện kiêu ngạo bá đạo, tại thời điểm nhìn thấy Lục Du, vậy mà lại không tự chủ thu liếm khí tức, hoàn toàn không có tư thái đại ca, ngược lại có loại đệ đệ tôn kính. Lục công tử, chính sự ngươi nói là... Phó Hành Không đứng ở khoảng cách gần cảm nhận được khí tức của Lục Du, cảm giác so với hắn đều muốn hùng hậu hơn. Ta muốn tiếp Thiên Kiếm Thần Tông. Khương Phàm chỉnh ngay ngắn mặt nạ, cười nhạt. Ngươi là lấy thân phận cá nhân, hay là huynh đệ Dương Biện? Thân phận cá nhân? Thân phận cá nhân dạng gì? Phó Tông Chủ là sợ ta gây sự. Ha ha, mặc dù ta bước lên Thánh Linh Cảnh, nhưng cũng chỉ là Thánh Linh Cảnh mà thôi, đến địa bàn của các ngươi. Còn sợ ta phản hay sao? Không phải sợ, ta chỉ hiếu kỳ mục đích của ngươi. Tha thứ ta nói thẳng, ta thật không biết rốt cuộc ngươi là có lai lịch gì. Năm đó ở trong thế giới Phó Hành Không mới liền từng có suy đoán, vị nhị đệ này của Dương Biện không chỉ là thiên phẩm linh văn, còn có thể trực tiếp ảnh hưởng đến Dương Biện, nhất định là có thân phận đặc thù, tuyệt đối không phải tán tu như bọn hắn nói. Sau này lại biến mất một cách thần bí, 6 năm không thấy tăm hơi. Bây giờ liền đột nhiên trở về, đã là cảnh giới Thánh Linh. Càng xác minh lấy suy đoán của hắn. Mục đích ta trở về là muốn hóa giải xung đột giữa Hải Thần Đảo cùng Thiên Kiếm Thần Tông. Lấy cục diện thần dụ chi hải bây giờ, hai bên các ngươi là hai lực lượng mạnh nhất, không nên lại tiêu hao lẫn nhau, tốt nhất là có thể chung sống hòa bình. Chúng ta đương nhiên nguyện ý chung sống, nhưng vị đại ca kia của ngươi có thể nghĩ như vậy không, càng nguyện ý làm như vậy không? Đây không phải nguyên nhân ta đã trở về sao? Ta sẽ ta tận hết khả năng điều giải. Nếu như chỉ là điều giải mâu thuẫn hai bên, Phó Hành Không ta liền có thể thay mặt thần tông làm quyết định, không cần thiết chạy đến gặp mặt tông chủ thần tông. Khương Phàm cười cười, hơi trầm mặc, nói thẳng nói. Ta không chỉ có phải giải quyết xung đột, ta còn hy vọng Thiên Kiếm Thần Tông có thể trợ giúp Hải Thần Đảo, đăng lâm thiên khải. Phó Hành Không khẽ nhíu mày,
nhìn Khương Phàm thật sâu. Ngươi đang nói cái gì, nhìn như ta đang nghe lầm. Ngoài Cửu Châu ra, thập tam hải vực, thần dụ chi hải không thể nghi ngờ là nơi yếu nhất, điều này cũng làm cho quyền lên tiếng của Thiên Kiếm Thần Tông tại chiến trường Thiên Khải cực yếu, thậm chí không có bao nhiêu cảm giác tồn tại. Nếu như Thiên Kiếm Thần Tông có thể buông ra ý chí, suy nghĩ từ đại cục, bồi dưỡng một hoàng đạo hoàn toàn mới, không chỉ có thể lớn mạnh thần dụ chi hải, cũng có thể tăng cường quyền lên tiếng của các ngươi tại Thiên Khải, một công nhiều việc. Trước tiên ngài đừng kích động, nghe ta nói hết đã. Hải thần đảo muốn đăng lâm Thiên Khải, dựa vào là cự kình linh văn, là thánh vương cảnh viễn cổ kình hồn có thể chống cự thực lực của thánh hoàng. Nhưng, nói cho cùng, cũng vẻn vẹn chống cự mà thôi, cuối cùng hắn cũng không phải thánh hoàng. Tựa như lúc thần đảo trước hải, bọn hắn muốn đăng lâm Thiên Khải, còn cần kết minh với thánh bằng đảo nữa đây. Cho nên nói, Dương Biện dưới sự khống chế của hải thần đảo, coi như trở thành thực lực cấp hoàng đạo, tuy nhiên cũng là một hoàng đạo yếu nhất bên trong thiên hạ mà thôi. Tại thần dụ chi hải càng là vĩnh viễn đứng thứ hai, không uy hiếp được địa vị thống trị của các ngươi. Nếu như Thiên Kiếm Thần Tông có thể đến đỡ hải thần đảo thành thực lực cấp hoàng đạo, cũng có thể đứng vững tại Thiên Khải, như vậy hai bên có thể ký kết liên minh công thủ, hải thần đảo càng là sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ân tình của Thiên Kiếm Thần Tông. Nếu như tương lai Thiên Kiếm Thần Tông có cái ngoài ý muốn, hải thần đảo cũng có thể hết sức ủng hộ. Huống chi, bây giờ thần dụ chi hải đang trực tiếp lâm vào nguy cơ đặc biệt. Một khi thế giới mới trồi lên mặt biển, trọng chỉnh thần dụ chi hải, Thiên Kiếm Thần Tông với sức một mình có thể gánh vác được hay không? Coi như gánh vác được, có thể cam đoan không đại thương nguyên khí hay không? Nếu như Thiên Kiếm Thần Tông tổn hại nguyên khí, hải vực xung quanh há có thể buông tha cơ hội chiếm đoạt, Hoàng Đạo Thiên Khải lại há có thể buông tha cho Thiên Kiếm Hoàng Thành các ngươi? Ở dưới tình thế này, nếu như thần dụ chi hải có thể sinh ra thực lực cấp Hoàng Đạo thứ hai, cục diện liền rất khác nhau. Phó Hành không cau mày, vẻ mặt nghiêm trọng, lời nói này quả thật có mấy phần đạo lý, nhưng bồi dưỡng hoàng đạo mới. Đây rốt cuộc là đang bồi dưỡng trợ thủ, hay là dưỡng hỏa hoạn? Nhìn những hải vực có được hai hoàng đạo kia, cái nào không phải đánh đến lợi hại? Lại nói, hải thần đảo trong thời gian ngắn hạn là không thể nào vượt qua Thiên Kiếm Thần Tông, nhưng tương lai thì sao? Ai có thể nói được rõ ràng? Dương Biện làm sao có thể chịu làm kẻ dưới? Cam làm người đứng thứ hai. Ta biết cái này rất khó, cho nên ta hy vọng có thể đến Thiên Kiếm Thần Tông, tự mình gặp mặt tông chủ các ngươi. Nếu như các ngươi nguyện ý, chúng ta sẽ hợp tác sâu, nếu như không nguyện ý, cũng hy vọng có thể thông qua gặp mặt, làm dịu mâu thuẫn giữa hai bên. Khương Phàm nói xong, lại trịnh trọng nghiêm túc nói. Bây giờ thần dụ chi hải, nói sinh tử tồn vong là nghiêm trọng, nhưng loạn trong giặc ngoài đã là bày ở trước mặt. Phó Hành không trầm ngâm thật lâu, nói. Ta có thể dẫn ngươi đi Thiên Kiếm Thần Tông, nhưng ngươi phải tuân thủ quy củ. Khương Phàm nói. Vì để biểu hiện thành ý, ta và Dương Biện sẽ cùng đi. Như thế nào? Phó Hành không trong ánh mắt hiện lên đạo ánh sáng kỳ lạ. Ngươi không sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Khương Phàm cười nói. Nếu như hải thần đảo phế đi, thần dụ chi hải cũng sẽ phế đi, các ngươi sẽ không ngu xuẩn như thế. Thái Gia Gia, ngài muốn dẫn bọn hắn về Thiên Kiếm Thần Tông. Phó Tiêu Giao khó có thể tin được mà nhìn Phó Hành không, vừa nhìn về phía Lục Du cùng Dương Biện ở trước mặt. Đáy mắt Bằng Vương bắn ra lôi mang chói mắt, gắt gao tiếp cận Dương Biện, đến Thiên Kiếm Thần Tông. Không sợ chết sao? Lăng Vi càng khó có thể tin, đây không phải hồ nháo sao? Lấy liên quan của hai bên, thực sự quá mạo hiểm. Bọn hắn muốn gặp tông chủ. Một lần nữa thương định liên quan của hai bên. Phó Hành không âm thầm rung động, dứt bỏ không nói những cái khác, tên Lục Du này đúng là có phách lực, vậy mà lại có thể nghĩ đến kế hoạch để Thiên Kiếm Thần Tông đến đỡ hải thần đảo, thậm chí còn có thể chủ động đến Thiên Kiếm Thần Tông đàm phán. Đổi lại là người khác, nghĩ cũng không dám nghĩ, chớ nói chi là hành động. Lăng Vi cô nương, đã lâu không gặp. Khương Phàm đi đến chỗ Lăng Vi chào hỏi. Lục Du, công tử. Đã lâu không gặp. Bây giờ Lăng Vi đã biết, đan sư Khương Phàm, cùng, Lục Du, là một người, chấn kinh thực trong lòng sự khó mà bình tĩnh. Đã là thiên phẩm luyện đan sư, lại là võ giả, còn có thể trong mấy năm ngắn ngủi bước lên thánh linh cảnh. Đây rốt cuộc là quái vật gì chứ? Phải biết thiên mộng đảo bọn hắn dốc hết có khả năng mới có thể bảo trụ hai vị thánh linh cảnh cùng tồn tại, một ít thời kỳ còn chỉ có một vị.
Ta vừa mới nghe nói Dương Biện cầu thân với cô nương rồi. Chúc mừng, rốt cuộc các ngươi cũng đều đã đến được bước này. Lúc nào thì được uống rượu mừng của các ngươi đây? Không, còn không có định. Thế nào, Dương Biện không làm tốt cấp bậc lễ nghĩa? Ha ha, thứ lỗi. Dương Biện phụ thân mất mẫu thân suy, tình huống đặc thù, loại chuyện này lẽ ra nên có những huynh đệ chúng ta đây ra mặt. Như vậy đi, chờ ta từ Thiên Kiếm Thần Tông trở về, nhất định làm đủ cấp bậc lễ nghĩa, bồi Dương Biện đến nhà đính hôn. Khụ khụ, vị Lục Du công tử này, chúng ta còn không có đồng ý. Lăng đảo chủ đang muốn bước về phía trước, lại bị Khương Phàm chặn ngang. Ai, đừng vội làm quyết định, tình huống ở thần dụ chi hải này phức tạp, bây giờ nói còn quá sớm. Lăng đảo chủ, an tâm chớ vội, chờ chúng ta trở về. Khương Phàm nói xong, đưa tay mời. Phó tông chủ, xin mời. Phó hành không đưa tay, cởi mở nói. Xin mời. Hai bên rời khỏi thạch điện, dậm chân phóng lên trời, bay tới Thiên Kiếm Thần Tông. Người này rốt cuộc có lai lịch gì, hắn cũng không giống như là tán tu. Lăng đảo chủ cau mày, thể hiện quái dị. Ảo giác sao? Đây là nhị đệ của Dương Biện, hay là phụ thân của Dương Biện? Làm sao lại cảm giác đại kình ngư Dương Biện kia ở trước mặt người này đều yếu đi mấy phần khí thế? Dương Biện bá đạo cường thế vậy mà lại thành thật đứng ở nơi đó, mặc cho tên Lục Du này thay hải thần đảo đàm phán. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không tin vào mắt của mình. Đúng vậy, rốt cuộc thì hắn là ai? Lăng Vi nhẹ giọng tự nói, cũng suy đoán Lục Du rất có thể có càng thân phận đặc thù. Thiên Kiếm Thần Tông. Hoàng đạo duy nhất tại thần dụ chi hải, hoàn toàn xứng đáng với danh xưng chủ nhân thần dụ. Tại mảnh hải vực kéo dài mấy chục vạn dặm này, bọn hắn có được địa vị cùng lực ảnh hưởng tuyệt đối. Bây giờ lại được Thánh Bằng Đảo vào ở, thực lực lại lần nữa đề thăng. Nhưng để Thiên Kiếm Thần Tông rất khó chịu chính là, thần dụ chi hải vẫn luôn có một phần tử nguy hiểm, không chỉ có cho tới bây giờ đều không tôn trọng bọn hắn, còn luôn khiêu khích bọn hắn. Bây giờ rõ ràng gặp phải nội bộ kịch biến, thực lực giảm lớn, chẳng những không có thu liếm, ngược lại so với trước đó càng khoa trương hơn. Nếu như không phải bây giờ thần dụ chi hải loạn trong giặc ngoài, thiên khải chiến trường lại là gió nổi mây phun, bọn hắn thật hận không thể triệu tập chút cường giả, gõ cái tên đại kình ngư bên trong hải thần đảo kia một chút. Khi phó hành không mang theo Dương Biện đi đến Thiên Kiếm Thần Tông, nơi này chính là trực tiếp sôi trào. Dương Biện lại có can đảm đến Thiên Kiếm Thần Tông. Dương Biện tới làm gì, mới khiêu khích bên ngoài đã nghiện liền đi thẳng đến Thần Tông đến khiêu khích sao? Đánh, đánh cho đến chết, để hắn đứng thẳng tiến đến, nằm sấp ra ngoài. Tới thật đúng lúc, để tiểu tử không biết trời cao đất rộng này nhìn thật kỹ nội tình Thần Tông chúng ta một chút. Các đệ tử Thần Tông sao động, nhao nhao kêu gọi vây xem đại kình ngư. Phó tông chủ, ngài làm cái gì vậy? Một vị phụ nhân gầy gò đứng ở quảng trường kiếm môn Thiên Kiếm Thần Tông nguy nga, ngăn cản phó hành không cùng một đoàn người vừa mới thông qua bình chướng bước lên kiếm môn. Nàng là Mạnh Bình, phó tông chủ Thiên Kiếm Thần Tông, gia chủ đương đại của Mạnh gia, Âm Dương kiếm phái. Các trưởng lão của Thiên Kiếm Thần Tông đều nhao nhao từ chủ phong trên Thiên Kiếm Sơn xuống tới, kinh ngạc nhìn nam tử khôi ngô sau lưng phó hành không, Dương Biện. Hơn 50 con lôi bằng từ đỉnh núi bay lên không, lôi chiều sôi trào chói mắt, mở ra khung trời, rơi xuống quảng trường kiếm môn, nhao nhao hóa thành bộ dáng thân người đầu bằng, đầy dẫy lôi quang, lửa giận rào rạt. Dương Biện, ngươi dám đến Thiên Kiếm Thần Tông, muốn chết rồi sao? Phó hành không nhắc nhở bọn người Dương Biện không nên vọng động, vội bước về phía trước giải thích, nói. Dương Biện tự mình bái phỏng thần tông, cố ý điều giải hiểu lầm giữa hải thần đảo cùng Thiên Kiếm Thần Tông. Ồ, đây là tới yếu thế rồi. Bên trong Âm Dương song mâu một đen một trắng của Mạnh Bình hiện ra ý lạnh tĩnh mịch. Ha ha, tiểu hài tử đây là trưởng thành, biết mình cùng thần tông chênh lệch. Hiểu lầm, hừ hừ, hắn và chúng ta không có hiểu lầm. Chỉ là đối với mình năng lực cùng thực lực của hải thần đảo có chỗ hiểu lầm. Chúng ta không cần điều giải, chỉ cần hải thần đảo xin lỗi. Xin lỗi, nào có dễ dàng như vậy. Nếu đã tới liền để hắn kiến thức xuống được sự chênh lệch của hải thần đảo cùng hoàng đạo vạn năm chúng ta. Ánh sáng đom đóm, cũng xứng tranh nhau phát sáng với ánh trăng. Chư vị trưởng lão không nhịn được mà châm chọc khiêu khích một trận. Trong mắt bọn hắn, hải thần đảo trước đó coi như có chút uy hiếp.
bây giờ đơn giản chính là một đám hài tử đang hồ nháo, còn hết lần này tới lần khác tự cho là đúng, không biết tốt xấu, trong bọn họ, rất nhiều người đã sớm muốn tự mình đi thu thập. Phó Hành không nhắc nhở. Các vị trưởng lão, chú ý cấp bậc lễ nghĩa. Dương Biện là vị gia chủ Dương gia đăng lâm Thiên Kiếm Thần Tông đầu tiên trong mấy ngàn năm nay tự mình, phần thái độ này đáng để chúng ta biểu đạt hoan nghênh. Nếu như là gia chủ Dương gia trước đó, chúng ta còn có thể biểu đạt hoan nghênh, nhưng bây giờ vị này giống như không xứng. Cuộc đời Mạnh Bình nhất không nhìn nổi chính là loại gia hỏa Trương Dương ương ngạnh Dương Biện này, thậm chí đến mức chán ghét cực độ, hận không thể một kiếm chém chết. Ta không xứng là bởi vì cảnh giới của ta không đủ. Dương Biện lên cơn giận dữ, hắn chủ động tới bái phỏng, vậy mà lại đổi lấy đối đãi như vậy. Đó là đương nhiên, cảnh giới không đủ, ngươi liền không xứng. Toàn thân Mạnh Bình lưu chuyển nhị khí âm dương. Thiếu âm khí tức, như thủy triều màu đen mãnh liệt bay lên trời, thiếu dương khí tức tăng vọt, giống như tuyệt thế kim bằng dương cánh kích thiên, âm dương triều dâng mãnh liệt giằng co, diễn biến ra một thanh âm dương cự kiếm, chỉ đến Dương Biện. Nếu là đợi thêm 5-3 năm nữa, sợ là ngươi không xứng. Cơ thể Dương Biện tuôn ra tiếng vang lớn, hải triều màu đen nặng nề mãnh liệt dâng lên, bao phủ quảng trường kiếm môn. Hải triều xuất hiện lập tức cuồng bạo, giống như sóng to gió lớn dưới vạn dặm đại dương mênh mông, sóng lớn ngập trời, ù ù vang động. Hư ảnh một con hắc kình cỡ lớn xuất hiện bên trong hải triều cuồn cuộn, phát ra tiếng kình minh mát lạnh, vang vọng cửu thiên. Đại dương mênh mông xung quanh Thiên Kiếm Thần Tông đều nhận dẫn dắt, nổi lên sóng cả mãnh liệt, cuồng liệt đụng chạm lấy kiếm phong nguy nga. Mặc dù Dương Biện là niết bàn cảnh cửu trọng thiên, nhưng linh văn phẩm cấp thánh vương, cùng viễn cổ kình hồn đặc biệt, khí thế hiện ra tại lúc này lại không yếu bao nhiêu so với Mạnh Bình. Ngươi là đến tuyên chiến. Rất tốt, đây là ngươi tự tìm. Mạnh Bình dậm chân phóng lên trời, số lượng lớn trưởng lão nhao nhao kích hoạt linh văn, kiếm khí tràn ngập khắp nơi. Mạnh phó tông chủ, ngài giống như có chỗ hiểu lầm đối với thực lực của hải thần đảo chúng ta nhỉ. Khương Phàm bước lên phía trước, hai tay mở rộng, toàn thân bộc phát ra uy lực và năng lượng kinh khủng. Đất trời run rẩy, hắc ám rơi xuống. Như là âm dương nghịch chuyển, càn khôn làm sai lệch, màn đêm vô tận che mất Thiên Kiếm Thần Tông. Năm thanh kiếm phong như rơi vào đêm khuya, bao phủ ở bên trong bóng tối vô tận. Giá lạnh, cô độc, sợ hãi. Các loại cảm xúc xâm nhập tất cả các trưởng lão, đệ tử. Giống, long cốt cự ngạc, huyền quy, tặc điểu, xông ra từ thông thiên tháp. Một con long khí sôi trào, thế như cự long, phát ra tiếng long ngâm mát lạnh. Một con bạo động thủy triều, tiếp tục tăng vọt, trở cốt phong nặng nề gào thét với toàn trường. Một con thì kim quang diệu thế, quay quanh ra hình ảnh mặt trời bên trong bóng tối vô tận. Đông Hoàng Như Yên cảm xúc kích động. Suýt chút nữa muốn bồi tiếp hiện ra linh văn, cũng may Đông Hoàng Như Ảnh tay mắt lanh lẹ kịp thời kéo lại. Thánh linh, bốn thánh linh. Bọn người Mạnh Bình bỗng nhiên biến sắc, ngay cả Phó Hành không ở bên cạnh bọn hắn đều kinh hãi liên tiếp lui về phía sau. Lục Du, rốt cuộc các ngươi là tới làm gì? Phó Hành không tuyệt đối không nghĩ tới Lục Du lại mang theo ba thánh linh trong người, mà tất cả còn đều là yêu thú. Hắn từ nơi nào mời chào được yêu thú thánh linh cảnh? Mặc dù thần dụ chi hải có hàng trăm triệu yêu thú, nhưng thật sự có thể tới cảnh giới thánh linh đều là đếm được trên đầu ngón tay. Mà, bọn chúng là xuất hiện từ đâu, vũ khí gì lại có thể cất giữ được ba yêu thú thánh linh cảnh? Còn có thể che giấu khí tức, thông qua cấm chế của thần tông. Bằng vương dương cánh phát động lôi chiều, căm tức nhìn ba con yêu thú thánh linh cuồng bạo. Hắn lại mang theo cự thú như vậy trong người, một đường đến nơi đây dòng dã 6 ngày 6 đêm. Vậy mà nó lại không có phát giác ra bất kỳ cái gì. Các ngươi muốn thực lực, ta cho các ngươi. Còn chưa đủ à, ta chỗ này vẫn còn. Khương Phàm dẫn xuất Bạch Tai từ trong thông thiên tháp. Trước khi đến Thiên Mộng Đảo, hắn đã đi Hải Thần Đảo đón Bạch Tai trước. Bạch Tai rời khỏi thông thiên tháp, đứng ở bên cạnh Khương Phàm, hắn giống như là một người đã thay đổi hoàn toàn, da thịt tái nhợt, tóc đều không còn, bờ môi, móng tay, chờ một chút. Ngay cả con mắt đều là màu trắng, giống như là người chết. Hắn tràn ngập khí lạnh thấu xương, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Bạch Tai sau khi thi lễ một cái đối với Khương Phàm, bất chợt, hài cốt phía sau lưng lại nhúc nhích, liên tiếp xông ra ba bộ bạch cốt, nương theo tiếng xương cốt vang lốp bốp, ba bộ bạch cốt tăng vọt đến 100 mét.
mặc dù là đầu lâu, lại cường tráng hùng vĩ, mặc dù là đầu lâu, lại tràn ngập thánh uy cuồn cuộn, vặn vẹo năng lượng đất trời. Ba bộ xương giống như thiên nhân lâm thế, quan sát đến phía dưới. Được hơn 100 bộ hài cốt nhân hoàng cổ hoa tẩm bổ, Bạch Tai đã sớm biến đổi linh văn, bước vào cảnh giới thánh linh, như Kiều Vô Hối mong muốn, linh văn đã được khai phát đến cực hạn. Xương cốt toàn thân hắn chính là linh lực của hắn, tất cả hài cốt trên thế gian này đều là đầu nguồn linh lực của hắn. Hắn triệu hoán đi ra ba bộ hài cốt, đương nhiên đó là ba tôn nhân hoàng cổ hoa hoàng triều mạnh nhất, dựng dục từ bên trong, xương cốt của hắn, trưởng thành từ bên trong, xương cốt của hắn. Một màn này, lần nữa chấn kinh Thiên Kiếm Thần Tông. Đây rốt cuộc là có bao nhiêu thánh linh? Nào chỉ là Thiên Kiếm Thần Tông, ngay cả Đông Hoàng Như Ảnh cùng Đông Hoàng Như Yên đứng ở bên cạnh Khương Phàm đều bị thực lực của nam tử thần bí này làm cho kinh đến. Dương Biện, ngươi là đến xâm lấn Thiên Kiếm Thần Tông sao? Dương Biện, ngươi còn chưa đủ tư cách khiêu chiến Thiên Kiếm Thần Tông. Dương Biện, ngươi đây là tự tìm đường chết. Phó Hành Không, nhìn chuyện tốt ngươi làm đi. Dẫn sói vào nhà, vị trí phó tông chủ ngươi làm đến đầu rồi. Xin mời các vị lão tổ xuất quan, chuẩn bị nghênh chiến. Mạnh Bình khống chế âm dương kiếm, chỉ đến Khương Phàm đang thao túng hắc ám thâm không ở phía xa, các trưởng lão khác toàn bộ đều sẵn sàng trận địa đón quân địch, số lượng lớn đệ tử rút lui về phía sau, phong phú pháp trận. Năm tòa kiếm phong của Thiên Kiếm Thần Tông toàn bộ đều bị kinh động, các lão tổ kiếm tông ngủ say trên đỉnh núi nhao nhao thức tỉnh, kiếm khí vạch phá mây xanh, kiếm uy lăng liệt tràn ngập khắp đất trời. Thiên Kiếm Thần Tông là thánh địa kiếm đạo thuần túy, cũng là một thế lực duy nhất lấy một loại võ đạo đăng lâm hoàng đạo thiên khải. Kiếm thuật nơi này, kiếm khí nơi này, đều là đứng đầu thiên hạ. Sau khi Thiên Kiếm Thần Tông bị bừng tỉnh toàn diện, Khương Phàm không có tiếp tục đâm kích, mà là đưa tay ra hiệu. Thu! Bạch Tai tản ra khí âm hàn lạnh đến thấu xương, dung hợp ba bộ thiên nhân chiến cốt. Long cốt cự ngạc, huyền quy, tặc điểu, cũng đều liên tiếp thu liễm khí tức. Khương Phàm tản tinh thần đại táng ra, về tới bên cạnh Dương Biện, mang theo nụ cười thản nhiên nói với Thiên Kiếm Thần Tông đang khẩn trương. Các ngươi cần nhìn thấy thực lực, mới nguyện ý nói chuyện công bằng. Thực lực, chúng ta phô bày. Tiếp theo, nói chuyện. Tất cả dừng tay, đều không cần xúc động. Phó Hành Không vội vàng ngăn các cường giả thần tông lại, vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn hằm hằm Dương Biện cùng Lục Du. Vừa mới một khắc này, hắn thật sự cho là muốn khai chiến. Nếu quả thật đánh nhau, hắn chính là tội nhân dụ địch nhập tông. Mạnh phó tông chủ, ta đã có tư cách nói chuyện với ngươi được rồi chứ? Hải thần đảo đã có tư cách nói chuyện với ngươi được rồi chứ? Hải triều nặng nề vẫn cuộn trào mãnh liệt ở xung quanh Dương Biện, giống như vạn lưu quy tông đang tràn vào bên trong, nội hải của hắn. Bọn họ là ai? Bọn hắn không phải người của hải thần đảo ngươi. Âm dương song mâu của Mạnh Bình lưu chuyển lên ý lạnh sắc bén. Hải thần đảo không thể nào không có dấu hiệu nào xuất hiện nhiều thánh linh cảnh như vậy. Trừ con huyền quy kia, còn lại nàng đều hoàn toàn cũng không biết. Nhưng lúc nào Thương Uyên đảo đã bồi dưỡng được huyền quy thánh linh cảnh rồi. Những thánh linh kỳ quái này không thể nào vô duyên vô cớ xuất hiện, nhất định là đến từ thế lực đặc biệt lại cường hãn. Chẳng lẽ, hoàng đạo hải vực khác? Nghĩ tới đây, Mạnh Bình nghiêm nghị quát tháo. Ngươi dám cấu kết hoàng đạo hải vực khác? Thằng nhãi danh Dương Biện, ngươi muốn phản bội thần dụ chi hải sao? Con mụ điên, ta biết ngươi không quen nhìn ta, nhưng đừng vụ oan lung tung. Trước khi mở miệng nói bậy, học hỏi trước Phó Hành Không bên cạnh ngươi một chút. Là phó tông chủ, ngươi kém xa lắc. Dương Biện đáp lễ không chút khách khí. Hắn là Lục Du, huynh đệ kết nghĩa năm đó Dương Biện mang về thần dụ chi hải. Phó Hành Không vội vàng giải thích, nhưng trong lòng lại tràn đầy rung động. Lục Du đột nhiên biến thành thánh linh đã rất khó để tin được, bây giờ lại còn tiện tay triệu ra nhiều thánh linh như vậy. Mà, bên trong lại hoàn toàn không có mấy vị huynh đệ cường hãn khác kia, đều là hoàn toàn mới. Giờ khắc này, Phó Hành Không cũng nghiêm trọng hoài nghi thân phận của vị Lục Du này. Thiên Kiếm Thần Tông có khách tới rồi. Một thanh âm uy nghiêm vang lên tại đỉnh chủ phong. Khởi bẩm tông chủ, gia chủ Dương gia của Hải Thần Đảo, Dương Biện, xin gặp tông chủ. Phó Hành Không quay người hướng về đỉnh núi, cung kính hành lễ. Khởi bẩm tông chủ, có người khả nghi lẫn vào, đang thẩm tra. Mạnh Bình cũng quay người hành lễ.
mặt ngó về phía tông chủ, ánh mắt của nàng đã hòa hoãn hơn rất nhiều, không hung ác giống như Dương Biện. Xin mời Dương Biện gia chủ, trèo lên Thiên Kiếm Sơn Điện. Thanh âm trên chủ phong giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ, âm vang điếc tai, vẫn bình tĩnh, nhưng lại tràn ngập uy lực uy nghiêm làm cho người ta hồi hộp. Mời. Mạnh Bình đưa tay, chỉ là ra hiệu với Dương Biện. Ta phải bồi. Khương Phàm theo ở sau lưng Dương Biện. Ngươi nghe không hiểu tiếng người. Tông chủ là xin mời gia chủ Dương gia, ngươi là gia chủ Dương gia sao? Từ thái độ ngươi biểu hiện ra, ta nghiêm trọng hoài nghi thái độ tông chủ các ngươi. Xuất phát từ cân nhắc an toàn, ta cần bồi tiếp. Ngươi cứ việc yên tâm, chúng ta muốn giết Dương Biện, còn có rất nhiều cách, không cần thiết phải ra tay ở phía trên. Ta không yên lòng, ta nhìn thể hiện của ngươi thì ta liền không yên lòng. Ta nhất định phải bồi tiếp, nhưng ta có thể đứng ở ngoài điện, chỉ cần ta có thể nhìn thấy Dương Biện là được. Mạnh Bình còn muốn ngăn cản, Phó Hành không lại nói. Ngươi chỉ có thể đứng ở ngoài điện. Mạnh Bình lập tức nói. Phó Hành không, ngươi đang làm gì? Hắn chỉ là một người sao, hắn tiện tay mang theo 4 vị thánh linh, trong tòa tháp này còn có thể càng nhiều. Coi như hắn có càng nhiều thánh linh, cũng không dám khiêu chiến tông chủ ở chỗ này, nếu không thì đừng mơ tưởng còn sống rời khỏi Thiên Kiếm Thần Tông. Phó Hành không nói với Mạnh Bình, là đang cảnh cáo Lục Du. Mặc dù hắn biết Lục Du rất nguy hiểm, nhưng hắn cũng biết người thật sự đến đàm phán hôm nay, chỉ sợ là Lục Du. Mạnh Bình nói, để hắn cho thấy thân phận thật sự của mình trước, nếu không đừng nghĩ đến việc lên đỉnh núi. Ta ở ngoài Hải Thần Đảo, xác thực có thân phận cá biệt, nhưng, phải chăng muốn cho thấy thân phận, trước tiên phải nhìn thái độ của tông chủ các ngươi. Ngươi thừa nhận, ta nói Dương Biện ở đâu ra lực lượng, cứng rắn đối kháng Thiên Kiếm Thần Tông chúng ta như thế, thì ra là biến thành con rối. Tùy cho các ngươi nói thế nào, chỉ cần có thể nhìn thấy tông chủ các ngươi. Liên với thái độ của ngươi bây giờ, ta không thể nào để cho ngươi đi lên. Ngươi sợ cái gì? Sợ thân phận của ta? Một cái thân phận mà thôi, có thể dọa được ngươi, hay là có thể hù sợ tông chủ các ngươi? Nếu như ngươi sợ thực lực của ta, đám huynh đệ này của ta có thể ở lại phía dưới, chính ta đi lên. Phó Hành không ngăn cản Mạnh Bình. Được rồi, đi thôi. Được Phó Hành không, Mạnh Bình tự mình dẫn dắt, Dương Biện và Khương Phàm leo lên thềm đá. Đi đến đỉnh núi. Số lượng lớn cường giả kiếm tông tụ tập ở xung quanh quảng trường, cảnh cáo Long Cốt Cự Ngạc, Huyền Quy, Tặc Điều cùng Bạch Tai, cũng đang âm thầm suy đoán thân phận của bọn hắn. Theo lý thuyết, cường giả thánh linh cảnh đều là thanh danh hiển hách, mặc kệ là thần dụ chi hải hay là sinh linh xung quanh hải vực, thần tông bọn hắn đều có hiểu rõ. Nhưng Long Cốt Cự Ngạc, Kim Ô, Bạch Cốt, tổ hợp như vậy, bọn hắn thật không có bất kỳ ấn tượng gì. Về phần Huyền Quy, chẳng lẽ Thương Uyên Đảo đã ra đời thánh linh? Còn có vị nữ tử thần bí che kín áo choàng từ đầu đến cuối kia, lại là thân phận gì? Đông Hoàng Như Ảnh nhìn qua Khương Phàm, vẻ mặt phức tạp. Sau khi tiến vào hải vực, cái tên điên này thật giống như biến thành người khác, không còn tùy ý làm bậy như thế, không còn điên cuồng mạo hiểm như thế, ngược lại có loại hào hùng và khí khái bày mưu nghĩ kế, bố cục đại dương mênh mông. Mặc dù Đông Hoàng Như Ảnh không biết đến cùng Khương Phàm có nắm chắc gì, nhưng nếu đã tới, hẳn là có thể ổn định Thiên Kiếm Thần Tông. Nếu như Khương Phàm thật sự làm được, trong tương lai thần dụ chi hải nhất định có thể phát huy tác dụng kỳ binh trong hỗn chiến tại Thiên Khải. Trên đỉnh núi, các lão tổ quy ẩn của ngũ hành kiếm phái, âm dương kiếm phái, luân hồi kiếm phái đều đã đứng ở phía trước chính điện rộng rãi. Có tộc trưởng tiền nhiệm cảnh giới thánh linh thậm chí thánh vương. Còn có các trưởng lão tiền nhiệm bán thánh, cao giai niết bàn cảnh. Bọn hắn bình thường đều ẩn cư tị thế, không phải tình huống đặc biệt thì từ trước tới giờ đều không lộ diện, hôm nay cơ hồ đều đến toàn bộ. Khương Phàm dừng ở ngoài điện, thản nhiên đối mặt với từng đôi mắt sắt bén như kiếm. Không thể không thừa nhận, những võ giả tu kiếm này đều mang một loại khí thế lăng liệt đặc biệt, mang cho người ta cảm giác áp bách rất mạnh. Dương Biện đi đến chính điện đàm phán cùng Thiên Kiếm Thần Tông tông chủ đang ngồi ở bên trong. Tộc trưởng tiền nhiệm của Tam Đại Kiếm Phái cũng đều liên tiếp tiến vào đại điện. Cửa điện ầm vang khép kín. Dương Biện không quay đầu lại, hắn trực tiếp đi đến trong đại điện. Dương đảo chủ, hân hạnh. Tông chủ thần tông đương đại, Cổ Vân Thiên cụp tầm mắt xuống, từ trên cao nhìn xuống Dương Biện ở phía dưới.
đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy vị thiên tài Dương gia đã thức tỉnh, viễn cổ kình hồn, này. Trước đó chưa bao giờ từng nghĩ muốn gặp mặt. Trong mắt hắn, Dương Biện mặc dù là thánh vương thiên phẩm, còn thức tỉnh viễn cổ kình hồn, nhưng hải thần đảo bây giờ đã không phải là lúc trước, không cung cấp cho Dương Biện tài nguyên tiến đến cảnh giới thánh vương được. Dựa theo đo lường tính toán của hắn, Dương Biện coi như phải vào được thánh linh cảnh, chỉ sợ phải cần tới 5 năm. Đến lúc đó, rất có thể hải thần đảo đã bị hủy diệt trong tai nạn từ thế giới mới sắp đến. Cho nên có gặp hay không, kỳ thật không quan trọng. Không nghĩ tới chính là tiểu tử này lại chủ động tới cầu kiến hắn. Cổ tông chủ, hân hạnh. Trước lúc này, Dương Biện cũng không nghĩ tới muốn hợp tác cùng Thiên Kiếm Thần Tông, chớ nói chi là do Thiên Kiếm Thần Tông đến đỡ. Nhưng Khương Phàm để lộ cho hắn mấy cái bí mật, để hắn không thể không một lần nữa cân nhắc cục diện của thần dụ chi hải, cùng sự phát triển của hải thần đảo. Dương đảo chủ tự mình tới, cần làm chuyện gì sao? Ba vị thánh linh cổ gia, phó gia, mạnh gia, phân biệt ngồi vào chỗ cao, thánh uy cuồn cuộn, đang cố ý áp chế vị đảo chủ trẻ tuổi nóng tính phách lối này. Tam đại phái hệ linh văn bọn hắn đại biểu là linh văn mạnh nhất của Thiên Kiếm Thần Tông, toàn bộ lại lệ thuộc vào kiếm đạo chí cao kiếm văn đương thời. Phó gia, ngũ hành kiếm văn, có thể khống uy lực ngũ hành, đảo ngược ngũ hành đại đạo, lấy ngũ hành huyền diệu, chém đại đạo tự nhiên. Mạnh gia, âm dương kiếm văn, lấy uy lực thiếu dương thiếu âm, diễn biến hình thái thái cực càn khôn, đi uy lực khai thiên, chém đại đạo sinh tử. Một mực nắm trong tay Thiên Kiếm Thần Tông, uy hiếp cổ gia tại bách tộc Thiên Khải, chính là luân hồi kiếm văn đáng sợ nhất. Có thể tìm hiểu luân hồi đại đạo, có thể chảm âm dương, loạn ngũ hành, phán sinh tử. Dương Biện chống cự lại áp bách khủng bố đến từ tam đại kiếm phái, thân hình thẳng tắp, thanh âm hùng hậu, vang vọng trong chính điện. Hôm nay ta tới đây là cố ý hợp tác cùng Thiên Kiếm Thần Tông, do Thiên Kiếm Thần Tông đến đỡ hải thần đảo, trưởng thành thành hoàng đạo thứ hai tại thần dụ chi hải. Bầu không khí trong điện an tĩnh hồi lâu, thể hiện của tông chủ cùng ba vị lão tổ kiếm phái đều trở nên quái dị. Đến đỡ hải thần đảo. Hoàng đạo thứ hai. Đứa nhỏ này sợ là điên rồi sao? Dương Biện nói. Thiên Kiếm Thần Tông, hải thần đảo, đã từng đều là hoàng đạo của thần dụ chi hải, chỉ là gặp phải biến cố thiên khải, hải thần đảo rơi xuống hoàng đạo, đổi lại là do Thiên Kiếm Thần Tông độc lĩnh thần dụ chi hải. Mặc dù trên danh nghĩa Thiên Kiếm Thần Tông là chủ nhân thần dụ, nhưng thực lực tổng hợp của thần dụ chi hải lại xuống đến thấp nhất. Bởi vì Thiên Kiếm Thần Tông cao ngạo, không có quá nhiều liên hệ cùng hoàng đạo khác, điều này cũng làm cho các ngươi đã mất đi quyền nói chuyện tại Thiên Khải chiến trường, đánh mất lực ảnh hưởng. Các ngươi nhìn thì có địa vị cao, nhưng nhìn chung thiên hạ, các ngươi kỳ thật rất yếu. Hiện nay, thần dụ chi hải lại gặp biến cố, loạn trong giặc ngoài, kịch biến chỉ là vấn đề thời gian. Một khi nguy cơ bộc phát, Thiên Kiếm Thần Tông có thể thủ vệ thần dụ chi hải hay không? Nguy cơ qua đi, Thiên Kiếm Thần Tông lại có thể giữ lại bao nhiêu thực lực, thần dụ chi hải lại còn thừa lại bao nhiêu lãnh địa? Cho nên, bây giờ ta nói lên đề nghị nhìn như mạo phạm Thiên Kiếm Thần Tông, nhưng trên thực tế là đều có lợi đối với hai bên ngươi và ta. Tại lúc Dương Biện triển khai đàm phán cùng với người ở trong chính điện, Khương Phàm ở lại bên ngoài cũng chờ đến người hắn muốn chờ. Trên quảng trường tại đỉnh núi càng ngày càng náo nhiệt, các đệ tử thiên phú của thần tông đều chạy tới nơi này, chỉ trỏ nghị luận đối với Khương Phàm. Một người mặc áo trắng xuất hiện, không đứng cùng một chỗ với đám đệ tử thiên phú kia, mà là phiêu nhiên đứng ở trên mái hiên cung điện. Hắn mặc y phục trắng toàn thân, không nhiễm trần thế, tóc trắng bay nhẹ, sáng ngời không gì sánh được, gương mặt hắn anh tuấn, da thịt trắng nõn, toàn thân tỏa ra ánh sáng thản nhiên. Cả người nhìn như phiêu miểu mơ hồ, có loại cảm giác không thật. Khương Phàm chú ý tới nam tử, dương mắt đối mặt. Nam tử nhìn xuống Khương Phàm, vòng xoáy thần bí trong đôi mắt nổi lên gợn sóng thản nhiên. Mạnh Bình còn đang kiên nhẫn khiển trách Lục Du. Ta đang tra hỏi ngươi, nếu như ngươi không phải người của thần dụ chi hải, Dương Biện đưa vào chính là đang hại hắn. Nếu như chúng ta tra được chứng cớ xác thực, chứng minh Dương Biện cấu kết cùng hoàng đạo hải vực khác, tất nhiên sẽ tự tay chém hắn. Khụ khụ. Phó Hành Không đột nhiên ho khan hai tiếng. Phó lão quỷ, ngươi không xong rồi. Cuống họng không thoải mái thì trở về nghỉ ngơi đi. Mạnh Bình tức giận trừng mắt nhìn hắn. Lão già này rốt cuộc đang đứng ở bên nào, luôn luôn giúp đỡ cái tên tiểu tử thần bí này. Khụ khụ. Phó Hành Không dùng khóe mắt,
ra hiệu nàng nhìn lên. Cuống họng người bị câm nói không ra lời. Mạnh Bình không kiên nhẫn mà lườm chỗ cao một chút, sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng nghiêm nghị. Lục Du công tử, không cần loạn nhìn. Phó Hành không nhắc nhở Khương Phàm. Quy củ, không cần loạn nhìn. Mạnh Bình thấp giọng răn dậy, nhưng sau một lát, quay đầu nhìn lại, gia hỏa này lại còn đang nhìn. Hắn là cổ thần. Khương Phàm nhếch miệng lên cười nhạt ngữ. Ngươi nói cái gì? Phó Hành không cùng Mạnh Bình có chút biến sắc. Khương Phàm đột nhiên bay lên không, đi tới phía trên chính điện, trực diện cùng nam tử tóc trắng. Lục Du, không được càn rỡ. Phó Hành không nghiêm nghị quát lớn, tế lên ngũ hành thánh kiếm, đảo loạn năng lượng đất trời chỉ đến phía Khương Phàm. Cuồng đồ to gan, người muốn chết tại Thiên Kiếm Thần Tông. Mạnh Bình nhấc lên âm dương nhị khí, va chạm lên chấn thiên động địa vang lớn, lạnh thấu xương sát ý như là có thể chặt đứt sinh tử. Bên ngoài đột nhiên oanh động, kinh đến trong điện đang bắt đầu kịch liệt đàm phán. Bọn người Cổ Vân Thiên không lo được dương biệt, bọn hắn liên tiếp xông ra đại điện, sau khi nhìn thấy nam tử tóc trắng, sắc mặt đều là biến đổi, lập tức liền muốn xua đuổi cái tên cuồng đồ không biết sống chết này. Không được vọng động. Nam tử tóc trắng đưa tay, ngăn bầu không khí bạo động lại. Cổ thần, ngàn năm không gặp, chúc mừng ngươi. Luân hồi trở về. Khương Phàm cười nhạt, bay thẳng lên trời, lao thẳng vào tầng mây. Đôi mắt nam tử tóc trắng có chút ngưng tụ, ra hiệu đám người an tâm chớ vội, cũng dậm chân bay lên trời, đứng ở trong biển mây dày đặc như núi. Hắn là ai? Làm sao lão tổ lại xuất hiện? Xảy ra chuyện gì? Cổ Vân Thiên nghiêm khắc quát hỏi Phó Hành không cùng Mạnh Bình. Mạnh Bình vứt cho Phó Hành không? Hắn là Phó Tông Chủ tự mình mời tới. Hỏi Phó Tông Chủ. Phó Hành không cau mày. Hắn là huynh đệ kết nghĩa của Dương Biện, Dương Biện bởi vì hắn mà trở lại thần dụ chi hải. 6 năm trước đã gặp nhau, hắn vẫn là trung giai niết bàn cảnh, 6 năm sau gặp lại, hắn đã là thánh linh cảnh. Hắn rất thần bí, nhất định có bí mật lớn. Nhưng, lúc ấy chính là nhờ nhắc nhở của hắn, chúng ta mới có thể kịp thời lại lần nữa rút khỏi thế giới mới, cho nên ta niệm tình hắn. 6 năm, từ trung giai niết bàn lên đến thánh linh. Ngươi đang nói đùa. Tất cả các cường giả kiếm phái đều không thể tin, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ngươi là ai? Cổ thần là nghe được oanh động nên mới thức tỉnh, sau đó bị Thánh Vương thiên phẩm linh văn của nam tử thần bí này đưa tới chú ý. Nhưng càng là quan sát, càng là cảm giác người này có một cảm giác quen thuộc nói không rõ ràng. Lại nhìn kỹ một chút. Khương Phàm tháo mặt nạ xuống, lộ ra chân dung, cũng lộ ra linh văn trên trán. Một con chu tước dương cánh bay lên, một mảnh liệt diễm hừng hực như biển. Thánh Vương thiên phẩm linh văn đã không còn là văn ấn, mà là xuyên suốt cùng khí hải, tương liên cùng thần hồn, có được uy thế bá đạo cướp đoạt năng lượng đất trời. Chu tước, phần thiên thần hoàng. Khuôn mặt như bạch ngọc của cổ thần bị ánh lửa hừng hực chiếu đỏ, đôi mắt giống như vòng xoáy của hắn nhiều lần ngưng tụ, trên khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn lại lộ ra nụ cười thản nhiên. Thì ra có cánh. Thật sự có thể muốn làm gì thì làm, mấy tháng trước còn đang ở thiên khải chiến trường, bây giờ liền đến thần dụ chi hải. Chẳng lẽ ngươi không sợ gió biển nơi này quá lớn, làm gãy cánh ngươi? Gió biển của thần dụ chi hải không thể ngừng đôi cánh của ta, ngược lại là cánh của ta có thể hong khô toàn bộ thần dụ chi hải. Ngữ khí của thần hoàng, cảm giác thật quen thuộc, ngươi là tới giết ta. Thật đáng tiếc, ngươi tới chậm, ta đã vững chắc cảnh giới thánh vương, chuẩn bị cảnh giới thánh hoàng. Cổ thần, lão tổ tông luân hồi kiếm phái, cũng đã từng là thánh hoàng của Thiên Kiếm Thần Tông. Ở bên ngoài truyền rằng tại thời điểm thánh hoàng của Thiên Kiếm Thần Tông hư hư thực thực chết, hắn đúng là chết rồi, nhưng không phải là chết như bên ngoài tưởng tượng kia, mà là hắn luân hồi một lần nữa. Luân hồi kiếm văn sau khi đạt tới cảnh giới thánh hoàng, đối với luân hồi cùng kiếm đạo đã lĩnh hội đến mức cực hạn, cũng liền có thể làm được một chút chuyện không thể tưởng tượng. Ví dụ như... Khi còn sống hắn có thể mang theo toàn bộ ký ức, cùng Thánh Hoàng Linh Văn, luân hồi trùng sinh, sau đó tu luyện lại từ đầu, lại về đỉnh phong. Làm như vậy mang theo nguy hiểm rất lớn, xác suất thành công không đến 70%, nhưng từ xưa đến nay, mỗi khi Thiên Kiếm Thần Tông kế tục không còn chút sức lực nào, cổ gia Thánh Hoàng liền không thể không nhắc lên nguy hiểm như vậy, dứt khoát chịu chết, sống lại một lần. Nếu như thất bại, Thiên Kiếm Thần Tông nhanh chóng lụi bại, nếu như thành công, thì có được một lần nữa trở về Thánh Hoàng.
Cổ thần này, tương đối nhiều bức. Hắn hẳn là đã trải qua hai lần luân hồi, lại còn đều thành công. Chuyện này bằng với việc trùng tu đời thứ ba. Ta còn vừa tới thánh linh cảnh, không giết chết ngươi được. Vậy là ngươi đến tìm cái chết, thật ra ta ngược lại có thể giết ngươi. Ta mặc dù là thánh linh, nhưng ngươi không giết chết được ta. Kiếp trước bị ta giết qua một lần, cũng đừng có mạnh miệng. Lúc ấy đơn thuần ngoài ý muốn. Kiếp trước tại thời điểm Khương Phàm là thánh hoàng cảnh, trải qua một nguy cơ cực lớn, chính là bị gia hỏa nguy hiểm trước mặt cái này dùng một kiếm chặt đứt luân hồi, suýt chút nữa đã không thể niết bàn thành công. Thua chính là thua, không có lý do gì cả. Coi như bây giờ quyết đấu, ba thế thánh hoàng ta đây, cũng có thể thắng thần hoàng tái thế như ngươi này. Vẻ mặt cổ thần lãnh đạm, nhìn rất bình tĩnh, nhưng Khương Phàm và Thiên Hậu ở kiếp trước đều ăn ý đánh giá đối với gia hỏa kinh người này, cực kỳ nguy hiểm. Hắn khả năng sống quá lâu, cái gì cũng đều đã trải qua, cũng đều nhìn thấu triệt, cho nên hắn cơ hồ không có tình cảm dao động, chuyện hắn quyết định làm cũng khẳng định sẽ chấp hành đến cùng. Lần này ta đến là muốn làm giao dịch cùng ngươi, Thiên Kiếm Thần Tông cùng Hải Thần Đảo tạm thời buông xuống thành kiến, lẫn nhau hợp tác. Yêu cầu của chúng ta rất đơn giản, Thiên Kiếm Thần Tông dừng lại áp chế Hải Thần Đảo, cho Hải Thần Đảo tài nguyên cùng duy trì cần thiết, bao gồm cả trong tương lai, mang Hải Thần Đảo lên Thiên Khải chiến trường. Để báo đáp lại, đầu tiên, nếu như ngoại hải xâm lấn, Hải Thần Đảo sẽ toàn lực ủng hộ Thiên Kiếm Thần Tông, nếu như thế giới mới nhắc lên nguy cơ, Hải Thần Đảo cũng sẽ toàn lực phối hợp với Thiên Kiếm Thần Tông. Thứ hai, đợi sau khi ta thành thần, tất sẽ quả đáp lễ Thiên Kiếm Thần Tông, năm khối thần cốt, bí mật hồi báo, tuyệt đối không công khai. Khương Phàm nói thẳng ra yêu cầu của mình, đàm phán cùng người như vậy, trực tiếp, sảng khoái, cũng không cần âm mưu ngờ vực vô căn cứ. Chỉ cần cổ thần nguyện ý, hợp tác liền có thể hoàn toàn tin tưởng, nếu như cổ thần không nguyện ý, hắn cũng sẽ trực tiếp từ chối. Cổ thần lẳng lặng nhìn Khương Phàm một lát, hỏi ngược một câu. Chẳng lẽ ngươi không trực tiếp đề nghị hợp tác cùng ta sao? Ngươi sẽ sao? Sẽ không? Vậy ta nói lời vô dụng làm gì? Thiên Kiếm Thần Tông cùng Hải Thần Đảo hợp tác, đối với hai bên các ngươi đều có lợi. Về phần người phía dưới của ngươi lo lắng tương lai Hải Thần Đảo sẽ dưỡng hổ di hoạn, vậy thật muốn nhiều. Nếu như ta lên trời chứng đạo, thật sự xưng đế, Hải Thần Đảo khẳng định vượt qua Thiên Kiếm Thần Tông các ngươi. Các ngươi hôm nay giúp bọn hắn một chút là vì tương lai có thể ổn định vị trí thứ hai. Nếu như ta chứng đạo thất bại, chết tại Đăng Thiên Kiều, Hải Thần Đảo cũng sẽ không tồn tại, các ngươi vẫn đứng vị trí đầu tiên của các ngươi. Nói rất hàm xúc. Về phần thần cốt ta đưa cho ngươi, hai khối là cảm tạ, ba khối là đóng kín. Thần cốt ngậm miệng, sảng khoái. Thành giao. Thành giao. Ha ha, ngươi cũng sảng khoái. Chờ một chút, Thiên Hậu. Ngươi kiếp trước không xứng với nàng, kiếp này càng đừng đề cập, tắm một cái rồi ngủ đi. Khương Phàm nói xong, lại mang lên mặt nạ từ vạn mét không trung rơi vào phía trước chính điện. Vây quanh. Tông chủ Cổ Vân Thiên thét lên ra lệnh, các thánh linh của Thiên Kiếm Thần Tông cùng nhau bước lên phía trước, mang theo kiếm khí lạnh thấu xương khóa chặt Khương Phàm. Không được vô lễ. Trong mây mù truyền đến thanh âm của cổ thần. Cổ Vân Thiên, vào điện, tiếp tục bàn bạc. Bàn bạc. Cổ Vân Thiên khó có thể tin được mà ngẩng đầu nhìn lên trời. Nếu là mệnh lệnh đến từ cổ thần lão tổ, dĩ nhiên không phải, từ chối, bàn bạc, mà là bàn bạc, hợp tác. Thiên Kiếm Thần Tông, thật muốn đến đỡ Hải Thần Đảo. Đây không phải nuôi dưỡng họa hoạn sao? Mặc dù bọn hắn không sợ Hải Thần Đảo có thể thật sự vượt qua bọn hắn, nhưng thực sự không nguyện ý có người bình khởi bình tỏa tại thần dụ chi hải này cùng bọn hắn. Huống chi còn là cường tộc bừng bừng dã tâm như thế. Lục Du, rốt cuộc là ai? Phó Hành không rất rõ ràng đây cũng không phải là Lục Du nói chuyện cùng cổ thần lão tổ gì cả. Mà là thân phận của Lục Du đã ảnh hưởng tới quyết định của lão tổ. Hãy từ từ mà bàn bạc thật tốt. Khương Phàm chào hỏi đối với Dương Biện vẫn còn ở trong điện. Thứ hắn muốn kỳ thật không phải Thiên Kiếm Thần Tông trợ giúp cho bao nhiêu tài nguyên, mà là Thiên Kiếm Thần Tông không còn áp chế Hải Thần Đảo phát triển, là ngày nào đó trong tương lai Thiên Kiếm Thần Tông mang Hải Thần Đảo lên Thiên Khải chiến trường thông qua con đường chính quy. Cổ Tông Chủ, chúng ta bắt đầu. Dương Biện kéo cái ghế cho mình. Đoan chính ngồi ở chính giữa đại điện. Cổ Vân Thiên không dám chất vấn quyết định của cổ thần lão tổ,
sau khi nhìn nam tử thần bí trước mặt thật sâu, hắn liền mang theo lão tổ các nhà về tới trong điện. Chậm đã, nói chuyện gì? Bằng vương ý thức được không ổn, nghiêm khắc chất vấn. Bàn bạc, nói chuyện hợp tác. Cổ Vân Thiên trần chờ trả lời. Hợp tác cái gì? Hai lôi bằng thánh linh cảnh giận dữ nhìn hắn hầm hầm, nói đùa cái gì, không giữ quy tắc sao? Bọn hắn đặt lôi bằng ở nơi nào? Thiên kiếm thần tông đến đỡ hải thần đảo trở thành hoàng đạo thứ hai tại thần dụ chi hải. Cổ Vân Thiên cất lời, truyền đến trong lỗ tai mấy vị lôi bằng, để tránh gây nên rối loạn quá lớn. Ngài nói cái gì, tông chủ, ngài quên ước định thời điểm chúng ta gia nhập thiên kiếm thần tông. Bằng vương giận dữ chỉ trích Cổ Vân Thiên. Chúng ta nguyện ý tuyên thệ hiệu chung, làm thánh thú bảo vệ thiên kiếm thần tông, bất luận là trấn thủ thần dụ chi hải, hay là chinh chiến thiên khải chiến trường, nghĩa bất dung từ. Làm trao đổi, thiên kiếm thần tông phải tôn trọng toàn tộc chúng ta, lại phải áp chế hải thần đảo phát triển. Nếu như thiên kiếm thần tông vi phạm bất cứ một điều gì, lôi bằng tộc ta sẽ lập tức rời khỏi nơi này, thần tông càng không ngăn được. Cổ Vân Thiên chau mày, nhìn về cổ thần lão tổ ở trên bầu trời. Đạt được lôi bằng vào ở, không thể nghi ngờ là công tích quan trọng nhất của hắn trong trăm năm làm tông chủ này. Lôi bằng không chỉ là yêu thú cường hãn, còn có tốc độ cực nhanh, cùng với kiếm đạo của thiên kiếm thần tông bọn hắn không thể nghi ngờ là phối hợp tuyệt vời nhất. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng đến, khi thiên kiếm thần tông cưỡi lôi bằng xuất hiện tại thiên khải, hoàng đạo thiên khải chấn kinh cùng cảnh giác, cái này không thể nghi ngờ là có thể tăng lên lực ảnh hưởng của thần tông bọn hắn cực lớn. Hắn thậm chí càng đang lập tòa kiếm phong thứ 6, an trí cho bộ tộc lôi bằng, càng phải dốc hết tài nguyên, trợ giúp bộ tộc lôi bằng khôi phục đỉnh phong, bồi dưỡng thánh bằng đến 4 con trở lên. Nhưng nếu như muốn hợp tác cùng hải thần đảo, lôi bằng tộc khẳng định là muốn rời khỏi. Không chỉ có nuôi dưỡng họa hoạn cho mình, mà còn mất đi yêu thú bảo vệ quan trọng, hợp tác như thế này thật đáng giá sao? Cổ Vân Thiên nhìn lên bầu trời, hy vọng lão tổ thận trọng cân nhắc. Khương Phàm nói, bằng vương, có chừng có mực đi. Nơi này có chuyện gì của ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Dương Biện chỉ là muốn một lời xin lỗi, là ngươi kêu gào huyết chiến đến cùng, tuyệt đối không thỏa hiệp. Dương Biện tấn công thánh bằng đảo, là để cho lôi tú một cái bàn giao, cũng là cái giá các ngươi hẳn nên trả. Mắt chó của ngươi đuôi mù rồi sao? Hắn hủy thánh bằng đảo ta. Hắn hủy thánh bằng đảo ngươi, nhưng không có đuổi tận giết tuyệt. Người hẳn là nên cảm ơn. Ha ha, đuổi tận giết tuyệt, hắn cũng xứng. Ta mấy năm này mặc dù không có ở hải thần đảo, nhưng trước khi đi ta có để lại một vị thánh linh. Dương Biện không có điều hắn ra tay, chính là không muốn đuổi tận giết tuyệt. Không tin. Khương Phàm nói xong, hắn đi đến bậc thang trên đỉnh núi, lớn tiếng quát. Bạch tai, giết lôi bằng. Ầm ầm. Một cơn ba động rét lạnh nương theo thanh chiều trầm muộn bộc phát ở phía dưới quảng trường kiếm môn, bao phủ kiếm phong nguy nga, quét sạch toàn tông thần tông, cách vạn trượng bậc thang, khóa chặt hai con lôi bằng thánh linh cảnh ở trước chính điện trên đỉnh núi. Khi ba động khuấy động, toàn bộ các sinh linh tại thần tông, mặc kệ nam nữ hay lão bà, cảnh giới cao hay thấp, đều rõ ràng cảm giác được xương cốt toàn thân đang xuất hiện nhúc nhích quỷ dị, giống như không phải hài cốt cứng rắn, mà là da thịt mềm mại. Sắc mặt hai con lôi bằng thánh linh cảnh đột nhiên biến đổi, trong chốc lát bay lên không, hóa thân thành cự thú cao trăm trượng, dương cánh nhấc lên lôi chiều cuồng liệt sẵn sàng chiến đấu. Nhưng, cơ thể lôi bằng thánh linh cảnh đột nhiên cứng ngắc, một tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang lên, thân thể cao trăm trượng lại kịch liệt lay động, hài cốt trong thân thể hoàn toàn không bị khống chế mà nhanh chóng sinh trưởng, xuất hiện cốt thứ bén nhọn. Phốc phốc phốc, cốt thứ lan tràn, xuyên thấu da thịt. Cắm vào trên cơ thể bọn chúng. Ngay cả đầu cũng bắt đầu biến hình, xuất hiện cốt thứ tinh mịn, từ con mắt, cái miệng, trong đầu lan tràn đi ra. Đau đớn không cách nào nói rõ, để bọn chúng điên cuồng gào thét giữa không trung, lôi chiều đều mất khống chế mà bạo động. Bọn người phó hành không quá sợ hãi, toàn thân nổi lên cơn ớn lạnh. Là ai đang đánh lén chúng ta? Hai con lôi bằng thánh linh cảnh nổi giận, lôi chiều đại tác, cường quang thông thiên. Đột nhiên lao xuống, lao thẳng đến Khương Phàm. Xung quanh Khương Phàm hiện lên lỗ đen, trong nháy mắt đã biến mất. Ầm ầm, hai con lôi bằng thánh linh cảnh va chạm vào đỉnh núi, đá vụn nổ lên đầy trời. Lôi quang, bụi mù, bao phủ cả đỉnh núi. Hai con lôi bằng cuồng nộ,
một con lùng bắt Khương Phàm, lôi chiều bao phủ khung trời. Một con thuận thềm đá nhanh chóng lao xuống, đuổi giết phía dưới quảng trường. Độ cao vạn trượng đối với nó mà nói cơ hồ là chớp mắt liền đến. Bạch Tai đi lên đón lấy, lạnh nhạt tập trung vào lôi chiều khủng bố giống như bạo tẩu. Là ngươi, nhận lấy cái chết. Lôi Bằng nâng móng vuốt xé rách không gian, bắt Bạch Tai lại, lôi chiều sôi trào khắp toàn thân, điên cuồng hội tụ đến bên trong móng vuốt, muốn vỡ nát Bạch Tai. Ngoài cơ thể Bạch Tai đã hiện ra huỳnh quang tinh mịn, giống là kim cương bao vây lấy hắn. Đây là tinh hoa hải cốt, tinh luyện từ thiên nhân chiến khu, độ cứng cực mạnh, không nhìn lôi chiều đao kiếm. Sau đó, Bạch Cốt lĩnh vực thông qua móng vuốt tiếp xúc quét sạch Lôi Bằng. Lôi Bằng đang muốn vỗ cánh bay lên không, đột nhiên kêu gào cực thảm, mỗi tấc xương trên cơ thể từ đầu tới đuôi giống như là nện vào tàn phá. Đám người không hiểu đã xảy ra chuyện gì, toàn thân tràn ngập nó máu tươi bại ngay tại quảng trường, trông vô cùng thảm. Khương Phàm xuất hiện ở trên không, hài lòng nhìn tràng diện phía dưới. Không hổ là siêu cấp chiến binh, hắn dùng hơn 100 bộ di cốt nhân hoàng cổ hoa tạo nên, thật không để cho hắn thất vọng. Con Lôi Bằng thánh linh khác kia đang muốn đánh giết Khương Phàm thì bỗng nhiên dừng lại, khó có thể tin được mà nhìn hình ảnh quỷ dị ở phía dưới. Lôi Bằng khổng lồ đau đớn kêu rên tại quảng trường, hài cốt cứng rắn mà bọn chúng vẫn lấy làm kiêu ngạo rõ ràng là thiên trùy bách luyện, bị chiến binh nện gõ đều có thể cam đoan không nát, bây giờ lại không hiểu thấu mà biến thành bã vụn, loại đau đớn cùng hoảng sợ này, để nó đau đến không muốn sống. Một màn này, kích thích tất cả mọi người hoảng sợ lui lại. Được rồi. Theo một tiếng chỉ lệnh của Khương Phàm, Bạch Tai thao túng hài cốt đã vỡ vụn của Lôi Bằng nhanh chóng khép lại, một lần nữa tạo thành khung xương hoàn chỉnh, không chỉ không có cảm giác được bất cứ sự đau đớn gì, mà còn không có mảy may chút vết tích nào. Ngươi là ai? Lôi Bằng từ nổi giận biến thành hoảng sợ, khó có thể tin được mà nhìn móng vuốt còn đang gắt gao nắm lấy nam tử. Họ Bạch, tên Tai, ngươi thả ta ra, hay là ta tự bỏ ra? Toàn thân Bạch Tai nổi lên gợn sóng, đánh thẳng vào xương cốt toàn thân Lôi Bằng. Lôi Bằng rõ ràng cảm nhận được hài cốt dị động, lập tức mở móng vuốt ra, Bạch Tai văng ra ngoài. Bạch Tai bay lên, vững vàng rơi vào trên quảng trường, thản nhiên nghênh đón lấy ánh mắt hồi hộp của toàn trường. Đây chính là thời điểm Ban Sơ Kiều Vô Hối bồi dưỡng hắn đã cung cấp phương hướng trưởng thành, cũng là chờ mong độ cao hắn có khả năng trưởng thành. Xương cốt, đối với hắn mà nói, chính là một loại năng lượng. Cho nên mặc kệ ngươi thiên trùy bách luyện, hay là có chiến giáp bảo vệ, đối với hắn mà nói, đều không có chút ý nghĩa nào. Loại năng lực này, cổ kim hiếm thấy, cũng đã chú định nó trình độ kinh khủng. Tỷ tỷ, hắn thao tác xương cốt người khác. Gương mặt xinh đẹp của Đông Hoàng Như Yên trở nên trắng bệch, chăm chú trốn ở sau lưng tỷ tỷ. Còn nhớ mộ nhân hoàng tại cổ hoa hoàng thành không? Khương Phàm dùng hài cốt trăm vị nhân hoàng cổ hoa, tạo nên một con quái vật. Đông Hoàng Như Ảnh đều cảm nhận thấy lạnh cả người. Khương Phàm quay đầu nhìn Bằng Vương cùng Lôi Bằng thánh linh cảnh dừng ở không trung bị kinh hồn khó định. Bây giờ đã biết rõ rồi. Nếu như Dương Biện thật muốn đổ sát Thánh Bằng Đảo, ai trong các ngươi cũng đừng nghĩ còn sống chạy ra khỏi được vùng hải vực kia. Là các ngươi không nguyện ý xin lỗi, Dương Biện chỉ có thể tự mình làm. Chuyện Lôi Tú, dừng ở đây, ân oán giữa hai bên các ngươi, cũng dừng ở đây. Nếu như ngươi còn tiếp tục dây dưa, vậy thì rất xin lỗi, Hải Thần Đảo cùng Thiên Kiếm Thần Tông đàm phán là sẽ không kết thúc. Các ngươi còn muốn chạy, Thiên Kiếm Thần Tông sẽ không thu lưu các ngươi. Ngươi còn có thể làm chủ Thiên Kiếm Thần Tông. Cổ Tông Chủ, nếu hôm nay quả thật muốn tiếp tục đàm phán, bộ tộc Lôi Bằng chúng ta lập tức rời khỏi. Tính cách Bằng Vương cường thế, tuyệt đối không thỏa hiệp. Bất luận là trước kia Dương Biện muốn xin lỗi, hay là Khương Phàm uy hiếp bây giờ. Cổ Vân Thiên lại nhìn về phía bầu trời, nhưng cổ thần lão tổ không hề có ý muốn nhúng tay, nói cách khác, đàm phán còn muốn tiếp tục. Bằng Vương nhìn Cổ Vân Thiên, từ từ nắm chặt móng vuốt sắc bén. Cổ Tông Chủ, ta đang chờ ngươi. Trên quảng trường, Lôi Bằng thánh linh cảnh biến thành thân người đầu bằng, oán hận nhìn Bạch Tai, xông về đỉnh núi. Mặc dù nhận lấy tra tấn, nhưng không có bất cứ ý thỏa hiệp nào, nó căm tức nhìn Cổ Vân Thiên, âm thanh chấn động đỉnh núi. Ta đang chờ ngươi, là giữ lại Lôi Bằng tộc, hay là kết minh với Hải Thần Đảo? Cổ Vân Thiên nói, trận đàm phán hôm nay, nhất định phải tiến hành. Nếu như Lôi Bằng tộc muốn đi,
ta tuyệt đối không ép ở lại, nhưng nếu như Lôi Bằng tộc nguyện ý ở lại Thiên Kiếm Thần Tông, Cổ Vân Thiên ta ổn thỏa không phụ. Bằng Vương lên cơn giận dữ, mục đích thật sự gia nhập Thiên Kiếm Thần Tông đúng là mượn nhờ nơi này áp chế Hải Thần Đảo, thậm chí muốn hủy Hải Thần Đảo. Lôi Bằng cao ngạo có thể chịu nhục phụ trọng làm tòa kỵ cho nhân tộc, chỉ là vì báo thù. Thiên Kiếm Thần Tông đã ngu xuẩn như vậy, nhất định phải nuôi dưỡng hỏa hoạn, bọn chúng cũng không cần thiết lại hầu hạ. Đi! Hai Lôi Bằng thánh linh cảnh quát lớn, hóa thân thành Lôi Bằng, dương cánh bay lên không. Hợp tác cùng Hải Thần Đảo là quyết định ngu xuẩn nhất của Thiên Kiếm Thần Tông các ngươi, thần dụ chi hải sớm muộn cũng sẽ đổi chủ, chúng ta rửa mắt mà đợi. Bằng Vương cũng giận dữ đứng dậy, phát ra tiếng gáy to mát lạnh, gọi Lôi Bằng ở các nơi về. Dù cho Cổ Vân Thiên không cam lòng, nhưng dựa theo ước định, hắn không ngăn được. Cho đi! Khương Phàm lại cười nhạt một tiếng, thét lên ra lệnh Bạch Tai và đám Long Cốt Cự Ngạc ở dưới núi. Săn giết Lôi Bằng, một tên cũng không để lại. Lục Du, nơi này là Thiên Kiếm Thần Tông, không tới phiên ngươi làm càn. Sự nhẫn nại của Cổ Vân Thiên đã nhanh đến cực hạn. Ta tôn trọng ước định giữa tông chủ cùng Lôi Bằng, nhưng đàm phán hôm nay, ta không hy vọng bị tuyên truyền khắp thiên hạ. Hôm nay Lôi Bằng không chịu khuất phục, tương lai khẳng định sẽ đến trả thù, ta càng không thể để lại cho mình một mối tai họa ngầm. Hôm nay, ngài hoặc là đều giữ bọn chúng lại, nhìn kỹ. Hoặc là, thả bọn chúng đi, ta tự mình xử lý. Khương Phàm nhìn Cổ Vân Thiên, cũng là một bước cũng không nhường. Bằng Vương gầm thét ở không trung. Cổ Vân Thiên, ngươi thấy được sao? Ngươi còn không có hợp tác cùng Hải Thần Đảo, người của Hải Thần Đảo đã bắt đầu chi phối ngươi, ngươi thật muốn tiếp tục đàm phán. Cổ Vân Thiên dùng sức nắm chặt nắm đấm, lần nữa nhìn về phía bầu trời, hy vọng cổ thần lão tổ có thể cho hắn một lời giải thích, người này rốt cuộc là ai, tại sao bọn hắn lại phải kết minh cùng Hải Thần Đảo. Cổ thần không để ý đến sự chờ đợi của hắn, giống như chuyện phát sinh ở phía dưới không có bất cứ liên quan nào với hắn. Ngược lại đang có chút hăng hái quan sát đến Bạch Tai điều khiển hài cốt. Khương Phàm nhắc nhở. Ta khuyên ngài tốt nhất là nên buông tay, để ta tới xử lý. Đương nhiên, nếu như ngài nhất định phải nghĩ cách giữ bọn chúng lại, nhất định phải nhìn kỹ, không nên nháo ra nhiễu loạn gì, nếu không. Đến lúc đó cũng không phải đơn giản là bị trừng phạt, vị trên đỉnh đầu ngài kia tuyệt đối sẽ phế bỏ ngài, sau đó. Xử tử ngài, tin tưởng ta. Nếu như giữ lại Lôi Bằng mà xảy ra chuyện, kết quả của ngài so với ta còn thảm hại hơn. Cổ Vân Thiên giãy giụa liên tục, tự mình bay lên không ngăn cản Bằng Vương. Ở lại đi, ta cho các ngươi hai sự cam đoan. Đầu tiên, Thiên Kiếm Thần Tông chỉ là tiếp nhận Hải Thần Đảo tự do phát triển, sẽ không theo bọn hắn có bất kỳ hợp tác thực chất nào. Thứ hai, trong vòng 3 năm, ta nhất định sẽ gom góp đầy đủ tài nguyên, vì Lôi Bằng bộ tộc bồi dưỡng hai vị thánh linh cảnh. Trong vòng 10 năm, tài nguyên ta từ thiên khải siêu tập, cho các ngươi tôi luyện huyết mạch, bồi dưỡng được một thánh vương thiên bằng. Bằng Vương đang muốn bác bỏ thì cưỡng bức đè lại. Hai vị thánh linh, cái này đã đầy đủ dụ dỗ. Dựa theo sự chờ đợi trước đó của bọn hắn, có thể trong 20-30 năm trở lại đỉnh phong đã rất hài lòng. Bây giờ lại có thể rút ngắn đến 3 năm. Còn muốn trợ giúp bọn hắn bồi dưỡng Lôi Bằng thánh vương. Phải biết thánh bằng đảo bọn chúng vào thời kỳ đỉnh phong đều không thể bồi dưỡng được thánh vương, đây không chỉ là chuyện tài nguyên hạn chế, mà càng là huyết mạch hạn chế. Nếu như muốn bước lên thánh vương cảnh liền không chỉ đơn giản là thuần huyết, mà là muốn chạm tới tổ mạch. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước bọn chúng hợp tác cùng Hải Thần Đảo, bọn hắn muốn tới thiên khải tìm kiếm tài nguyên, bồi dưỡng thánh vương Lôi Bằng. Cổ Vân Thiên chú ý tới sắc mặt Bằng Vương có chỗ hòa hoãn, tiếp tục nói. Các ngươi cũng nhìn thấy, cục diện hôm nay tuyệt đối không phải ta mong muốn, Cổ Vân Thiên ta càng chân thành giữ lại các ngươi. Ta còn có thể thuyết phục hai nhà khác, sau này tuyệt đối sẽ không xem các ngươi như tọa kỵ, mà là xem như một thành viên của Thiên Kiếm Thần Tông. Từ nay về sau các đời tộc trưởng Bằng tộc, cũng có thể đứng hàng ngũ phó tông chủ. Phó tông chủ, hai con Lôi Bằng thánh linh cảnh táo bạo cũng thoáng bình phục tâm tình. Đường đường là chủ nhân hoàng đạo. Có thể có thái độ như thế, xác thực khó có được. Bằng Vương nhìn về phía hai vị lão tổ, nếu như có thể bồi dưỡng được thánh vương, còn có thể đời đời đứng vị trí phó tông chủ, tương đương với việc bọn chúng chân chính thuộc về Thiên Kiếm Thần Tông, mà không phải gọi là yêu thú bảo vệ gì cả. Tin tưởng sau khi đám yêu tộc thần dụ chi hải lấy được tin tức,
cũng đều sẽ chỉ hâm mộ, mà không phải chế giễu. Ta không biết tên Lục Du này rốt cuộc có thân phận gì, nhưng xem ra lai lịch thật sự rất phi phàm. Nếu như các ngươi khăng khăng rời khỏi, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Cổ Vân Thiên cực lực giữ lại, thật sự là thực lực lôi bằng yêu tộc này quá mạnh, bất luận là tại hải vực hay là tại thiên khải, đều có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu lúc trước hải thần đảo phải hợp tác cùng thánh bằng đảo, mới có lực lượng chinh chiến thiên khải. Nếu như có thể có được lôi bằng tộc, lại tập kết tài nguyên bồi dưỡng lên, địa vị cùng lực ảnh hưởng của thiên kiếm thần tông bọn hắn tại thiên khải cũng sẽ tăng lên trên diện rộng, mà không phải là có cũng được mà không có cũng không sao như bây giờ. Cổ Vân Thiên hắn càng sẽ được lưu lại một trang nổi bật ở bên trên tư liệu lịch sử thiên kiếm thần tông. Chúng ta, lôi bằng thánh linh cảnh xác thực động tâm, nhưng cũng thực sự nuốt không trôi cái cơn tức giận kia. Ta hy vọng các ngươi có thể ở lại. Cổ Vân Thiên giữ lại lần nữa. Chúng ta, có thể ở lại, nhưng tất cả đều là xem ở trên mặt mũi cổ tông chủ. Cuối cùng một lôi bằng thánh linh cảnh vẫn thỏa hiệp. Cổ Vân Thiên thở phào, liên tục nói cảm ơn, thuận tiện nói. Chuyện hải thần đảo toàn quyền giao cho ta xử lý, hy vọng các ngươi không nên vọng động, cũng giữ bí mật hợp tác lần này. Bằng Vương miễn cưỡng gật đầu, nếu quả thật có thể trở thành phó tông chủ, thần tông sau này sẽ là nhà của hắn, đương nhiên không thể nào tổn hại lợi ích nhà mình. Khương Phàm nhìn lên cuộc nói chuyện trên bầu trời, khuôn mặt sau mặt nạ lại lộ ra nụ cười thản nhiên. Kỳ thật hắn cũng không thật sự muốn giết lôi bằng, dù sao tương lai nếu thật sự có thể hợp tác cùng thiên kiếm thần tông, đây cũng là lực lượng cường đại. Tốc độ cùng lực phá hoại của lôi bằng, phối hợp với kiếm đạo chí cao của thiên kiếm thần tông, thực lực không thể nghi ngờ là có thể tăng gấp bội. Ngươi là người của hoàng đạo. Phó Hành không nhìn Lục Du, trong đầu hiện lên tất cả các thế lực hoàng đạo thiên khải, nhưng vẫn không nhớ nổi hoàng đạo nào lại có nhân vật như vậy. Mà, có thể trực diện cổ thần lão tổ của bọn hắn, còn có thể bí mật đàm phán, khẳng định là có thân phận cực cao. Thậm chí Phó Hành không còn hoài nghi, cái tên Lục Du này ban đầu chính là chạy tới cổ thần lão tổ bọn hắn, cũng liệu định cổ thần lão tổ sẽ tiếp nhận điều kiện của hắn. Xem như thế đi. Khương Phàm thu hồi ánh mắt, ra hiệu Dương Biện trong chính điện chuẩn bị đàm phán. Cái gì gọi là xem như, đúng là đúng, không phải thì là không phải. Ta càng muốn xưng chúng ta là, thần tộc. Khương Phàm ra vẻ thần bí, lừa dối suy đoán của bọn hắn. Đương nhiên, ở trong lòng của hắn, bộ tộc Phượng Hoàng hoàn toàn xứng đáng được xưng là thần tộc. Thần tộc, nơi nào? Sắc mặt của Phó Hành không cùng Mạnh Bình đều nghiêm trọng lên. Hoàng đạo thiên khải có hơn 10 thế lực, nhưng thần linh thật sự ra đời ở trong đó cũng chỉ khoảng chừng 1/5, mà mỗi một thế lực đều là truyền thừa đã lâu, nội tình hùng hậu. Các ngươi cũng đừng có suy nghĩ nhiều như vậy, thời điểm nên biết tự nhiên sẽ biết. Chúng ta có thể không muốn biết sao, nếu đều đã hợp tác, ngươi hẳn là nên cho thấy thân phận. Các ngươi chỉ cần minh xác một chút, ta đối với thần dụ chi hải là không có ác ý. Nếu không cổ thần cũng không thể nào đồng ý trận hợp tác này. Thứ hai, ta không phải muốn khống chế hải thần đảo, chỉ là ta ngẫu nhiên có cơ hội cứu được Dương Biện, cũng nhận là huynh đệ, cho nên muốn thay hắn báo thù, muốn thay hắn hoàn thành mộng tưởng, cũng không phải muốn xem hải thần đảo thành con rối. Sắc mặt Mạnh Bình thoáng hòa hoãn, nếu như chỉ là cam đoan đơn thuần, nàng đương nhiên không tin, nhưng cổ thần lão tổ tùy tiện đồng ý hợp tác cùng Lục Du, hẳn là không có ác ý đối với thần dụ chi hải thật. Nếu không phải là thế lực muốn nô dịch thần dụ chi hải bọn hắn, không phải muốn nhúng chàm sự phát triển của thần dụ chi hải, cũng liền không có gì để phải đối địch. Nhưng nàng thực sự hiếu kỳ, người như thế nào lại có thể chỉ bằng, tiện tay, hiệp trợ Dương Biện báo thù hải thần đảo, nhân vật dạng gì lại có thể trong vài năm ngắn ngủi vượt qua niết bàn cảnh, bước lên thánh linh cảnh. Dương Biện, thật sự là thiên mệnh chi tử. Phó Hành không đại khái có thể nghĩ thông suốt chuyện đã xảy ra. Dương Biện lúc trước có thể sống lại, nhất định đã trùng hợp gặp được Lục Du phát hiện đồng thời cứu được, sau đó lại đưa đến cái gọi là thần tộc điều dưỡng 10 năm, hai người huynh đệ tình thâm, Lục Du liền mang theo Dương Biện trở về báo thù. Dương Biện bị gia tộc hãm hại, không những không chết, còn trong cái rủi gặp cái may, đây không phải là thiên mệnh chi tử thì lại là cái gì. Mà, có huynh đệ thần tộc như thế này, Dương Biện hẳn là có tài nguyên và cơ hội bước lên cảnh giới Thánh Vương. Cổ Vân Thiên trở lại chính điện, mang theo đại biểu các nhà đàm phán cùng Dương Biện,
thuận tiện còn mang theo cả bằng vương tới. Thế giới mới nơi đó, gần đây cũng còn an tĩnh sao? Khương Phàm ở lại bên ngoài, chờ đợi đàm phán kết thúc. Trong thế giới mới coi như an tĩnh, nhưng bên ngoài rất sao động. Suy đoán liên quan tới thế giới mới là di tích đại lục thứ 10, đã được xác nhận, tin tức truyền khắp xung quanh hải vực, cùng Hắc Ma đại lục cùng Thái Sơ đại lục. Càng ngày càng nhiều cường giả tụ tập tới đó, có người là muốn tận mắt nhìn thấy đại lục đang ngủ say, có người là muốn dò xét bí mật ở nơi đó. Cho tới bây giờ, chỉ là chúng ta xác định liền đã có 13 vị thánh vương đã tới, một bộ phận cũng đều là đến từ ngoài trăm vạn dặm. Thật náo nhiệt nhỉ. Dù sao đó cũng đã từng là đại lục, lại còn giấu ở đáy biển, có được hệ thống sinh thái độc lập hoàn chỉnh, tương đương với tiểu thế giới bị phong tồn. Kích thích như thế này, đối với những hoàng tộc cùng hoàng đạo kia mà nói là đều có dụ hoặc chí mạng. Nếu như không phải thiên khải dung chuyển, ngay cả thánh hoàng cũng đều có thể tự mình tới điều tra. Phó Hành không lắc đầu, thế giới mới xuất hiện để thần dụ chi hải trở thành tiêu điểm khắp thiên hạ, càng ngày càng nhiều cường giả tụ tập đến nơi đây. Tương lai, thế giới mới càng có thể rời khỏi địa tầng, trồi lên mặt biển, thiên kiếm thần tông bọn hắn là chủ nhân thần dụ chi hải, nhất định sẽ đứng trước vô số sự khiêu chiến. Giống, thời điểm đang tiến hành đàm phán, một tiếng long ngâm vang vọng thiên hải, chấn động đến thiên kiếm thần tông, uy áp vô tận cơ hồ muốn phá toái mảnh đại dương mênh mông này. Trên dưới thiên kiếm thần tông kinh động, cố nén hồi hộp nhìn ra bầu trời ở phía nam. Bên trong bầu trời xanh thẳm nhìn không thấy bờ truyền đến tiếng địa long rít gào to lớn, tựa như thiên âm hùng vĩ từ tuyên cổ truyền đến, để cho người ta run rẩy từ linh hồn. Một con cự long tử kim xuất hiện trong tầm mắt mọi người, ánh sáng ngập trời, giống như đại dương mênh mông lao nhanh tại không trung, nổi lên gợn sóng, tử kim cự long hoành không mà đi, lại như ánh sáng nhấc lên trong đại dương mênh mông. Nó thật sự là quá to lớn. Cho dù cách rất xa đều có thể rõ ràng cảm nhận được cái uy lực bàng bạc đập vào mặt kia, như là vạn vật trên thế gian này ở trước mặt nó đều nhỏ bé như con kiến hôi. Ánh sáng chiếu xa vạn trượng, chiếu thấu thiên hải, đại dương mênh mông đều bởi vì nó hoành hành mà ba động kịch liệt. Cự long, đó là cự long. Các cường giả thiên kiếm thần tông âm thầm hít một hơi, hai đầu lông mày khó nén sự khẩn trương, thậm chí là e ngại. Long tộc không thể nghi ngờ là siêu cấp bá chủ yêu tộc. Khống chế cự long đại lục, uy lẫm thiên khải nam bộ. Long tộc dựa theo huyết mạch, có thể chia thành Á Long tộc, Chân Long tộc, Thiên Long tộc, thậm chí cự long tộc. Á Long tộc là giao long, long mãng, thậm chí là một ít yêu thú cường hãn có được huyết mạch long tộc, Chân Long tộc thì là có được huyết mạch long tộc hoàn chỉnh, Thiên Long tộc thì là hoàng tộc trong long tộc, mà cự long tộc thì là hoàn toàn xứng đáng là thống lĩnh long tộc. Mặc dù Thiên Long tộc cùng cự long tộc tương xứng, nhưng cách cục đương thế, Thiên Long có thần, Cự Long xưng đế, trực tiếp xác định chênh lệch đẳng cấp giữa hai bên. Giờ phút này nhìn thấy Cự Long đột nhiên hoành không xuất hiện, Thiên Kiếm Thần Tông không thể không khẩn trương lên. Đó tương đương với đế tộc bên trong yêu tộc. Giống. Tiếng giống rung trời, đại dương mênh mông đều rung chuyển. Cự Long vượt qua thiên hải, tựa như cố ý bay qua phía trước Thiên Kiếm Thần Tông. Người nơi này cơ hồ đều có thể thấy rõ hình dáng cự long bên trong ánh sáng cuồn cuộn, thật sự là quá lớn, thân dài muốn vượt qua 5 vạn mét, mỗi chiếc vảy rồng đều sáng lạn như mặt trời, to như núi nhỏ, chớ nói chi là đạp vuốt rồng động thiên hải, như là có thể tùy tiện đánh vỡ nát vùng trời này. Đó chính là cự long, quá kinh khủng. Trách không được cự long có thể quét ngang chiến trường tại thiên khải, nhân tộc chúng ta ở trước mặt nó đơn giản như sâu kiến. Nếu bàn về hình thể, cự long không thể nghi ngờ là số một yêu tộc. Đó nhất định là cự long cảnh giới thánh vương. Sao cự long lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ là chạy thế giới mới? Từ cự long đại lục đến nơi đây đâu chỉ trăm vạn dặm, chẳng lẽ tin tức đều đã truyền đến nơi đó? Thánh vương cự long, chẳng lẽ là tộc trưởng trong cự long tộc sao? Cự long tộc là đế tộc, có thể làm tộc trưởng chính là thống lĩnh thánh hoàng, thánh vương. Thiên kiếm thần tông nhìn cự long đi qua thật xa, đắm chìm ở trong rung động thật lâu khó mà bình tĩnh. Long cốt cự ngạc hoàn toàn mất hết phách lối trước đó, nó co do thân thể run lẩy bẩy, Á Long tộc giống nó như thế này, ở trước mặt cự long chính thức tựa như là thần dân gặp được quân vương. Huyết mạch áp chế, là sợ hãi mà nó không cách nào kháng cự lại được. Coi như nó đến thánh vương, nhìn thấy cự long thì cũng đều sợ hãi e ngại. Đương nhiên, cực hạn huyết mạch của long cốt cự ngạc liền đến thánh linh,
chỉ có thể đến gần vô hạn thánh vương, không thể nào đến thánh vương được, trừ phi là có cơ duyên đặc thù dẫn phát thăng hoa như kỳ tích. Thế giới mới nơi đó càng ngày càng náo nhiệt nhỉ. Phó Hành Không lắc đầu khẽ nói, nơi đó đã tụ tập hoàng đạo của Thương Huyền Đại Lục, Thái Sơ Đại Lục, Hắc Ma Đại Lục, Thần Khấp Chi Hải cùng Thần Hữu Chi Hải, bây giờ ngay cả long tộc của Cự Long Đại Lục đều tới. Thế giới mới càng lúc càng bị chú ý lớn, người tụ tập tới đó cũng càng ngày càng nhiều, ta có dự cảm, chỉ sợ thế giới mới sẽ không yên lặng tại đáy biển quá lâu. Nhắc đến thế giới mới, vẻ mặt của Mạnh Bình lại nghiêm trọng lên. Vì để ứng phó nguy cơ từ thế giới mới, cùng khiêu khích mà thần dụ chi hải sắp gặp phải, bọn hắn đã tận lực giảm bớt bố trí tại thiên khải chiến trường, điều càng nhiều cường giả về hạ giới. Nhưng cho dù là như thế này, nàng vẫn không có bất cứ lòng tin nào có thể chống cự nguy cơ mà thế giới mới trồi lên mặt biển sẽ mang tới. Trận biến cố 6 năm trước kia, thế giới mới đã nuốt trăm ngàn vạn sinh linh, sau đó lại lần lượt mở ra mấy lần, cũng nuốt sống số lượng lớn sinh linh. Phó Hành Không tràn đầy lo lắng đối với thế giới mới, đó là lục địa mênh mông 10 vạn dặm, nếu như rút ra khỏi đáy biển, sẽ hình thành quy mô biển động đến cỡ nào, nếu như trồi lên mặt biển, lại hình thành ảnh hưởng đến cách cục cho thần dụ chi hải đến cỡ nào. Hắn biết ngày đó khẳng định sẽ đến, nhưng thật sự không hy vọng sẽ đến thật. Khương Phàm bay lên không, đi đến bên cạnh cổ thần. Cự Long đây là đang khiêu khích Thiên Kiếm Thần Tông các ngươi sao? Cố ý quấn một đường từ nơi này, để cho các ngươi biết Cự Long tới, cố ý từ đi qua trước mặt các ngươi, để cho các ngươi cảm nhận chút sợ hãi. Các ngươi biết rõ Cự Long đang gây hấn, hết lần này tới lần khác còn bất lực. Có cảm giác uất ức hay không? Thần dụ chi hải sỉ nhục, Thiên Kiếm Thần Tông sỉ nhục. Giọng của cổ thần rất bình tĩnh, nhưng lại mang vẻ bất đắc dĩ. Thần dụ chi hải là lãnh địa của Thiên Kiếm Thần Tông, tất cả hoàng đạo lẽ ra nên tôn trọng, nhưng từ khi thế giới mới xuất hiện đến nay, tất cả hoàng tộc hoàng đạo đều không kiêng nể gì mà ra vào tất tự do, hoàn toàn không nhìn thân phận chủ nhân của bọn hắn, bây giờ Cự Long càng là ngang nhiên lướt qua, ý khiêu khích không cần nói cũng biết. Nhưng, Thiên Kiếm Thần Tông chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Cái này không thể không nói là bi ai của bọn hắn. Khương Phàm giật dây nói. Đi theo ta đi, chuyện của kiếp trước, ta sẽ bỏ qua. Cổ thần thản nhiên nói. Lần sỉ nhục này không có liên quan gì với Thiên Kiếm Thần Tông, là bí mật của thế giới mới quá oanh động. Người ngược lại là rất biết an ủi bản thân nhỉ, nhưng trơ mắt nhìn người ngoài ra ra vào trong nhà mình, nếu đổi lại là ta khẳng định nhịn không được. Có một số việc, nên nhịn vẫn phải nhịn, ta có thể chịu cách cục thần dụ. Cho nên ta mới sống đến bây giờ, người nhịn không được cách cục Thương Huyền, cho nên người mới chết. Ta biết ngươi là có dã tâm, chỉ là không nhìn thấy hy vọng mà thôi. Trước khi không có hy vọng, ta tuyệt đối không huyễn tưởng hy vọng. Nếu như hy vọng thật sự xuất hiện thì sao? Khương Phàm nhìn cổ thần tuấn Mỹ như giống nữ tử mà hỏi. Cổ thần nhìn qua phương xa, không hề bận tâm, không có đáp lại. Hy vọng xác thực không phải tưởng tượng ra được. Nhưng hy vọng đều là bắt đầu từ huyễn tưởng. Có huyễn tưởng liền có phương hướng, có cố gắng liền có hy vọng. Cổ thần, tam sinh tam thế, ngươi cũng không nhìn thấu đạo lý sao này. Suy nghĩ thật kỹ đi, thiên phú của ngươi mạnh như thế, cổ kim hiếm thấy, ngươi là thiên kiêu chân chính của thần dụ chi hải, thành tựu của ngươi không nên dừng bước tại thánh hoàng, Thiên Kiếm Thần Tông càng không nên cực hạn tại thần dụ chi hải. Ta biết phóng ra một bước kia sẽ rất khó. Nhẹ thì chính là kết cục hủy phái diệt môn, nhưng bảo thủ, Thiên Kiếm Thần Tông sẽ chỉ từ từ tàn lụi, mục nát suy vong. Ngươi có thể luân hồi hai lần, còn có thể luân hồi lần thứ ba lần thứ tư sao? Ngươi rất rõ ràng, luân hồi kiếm đạo muốn tiến đến Thánh Hoàng, không chỉ là dựa vào tài nguyên, càng quan trọng hơn là đối với ngộ tính luân hồi huyền bí. Nếu như ngươi thất bại, luân hồi kiếm phái ai có thể đăng lâm vị trí Thánh Hoàng? Khương Phàm vỗ nhẹ nhẹ bả vai cổ thần. Ta không buộc ngươi, ta chỉ cung cấp một lựa chọn cho ngươi. Ngươi không cần phải gấp gáp trả lời, chờ ngày ta thành thần ấy, hoặc là ngày thật sự thống ngự Thương Huyền ấy, ngươi lại cho ta câu trả lời chắc chắn. Ta không cần ngươi đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, chỉ cần ngươi dệt hoa trên gấm. Đợi đến ngày ta xưng đế, ta bảo đảm Thiên Kiếm Thần Tông ngươi vạn thế vĩnh xương. Trong chính điện đàm phán càng ngày càng kịch liệt. Cổ Vân Thiên mặc dù không thể không tiếp nhận mệnh lệnh của cổ thần lão tổ, nhưng ở trên điều kiện đàm phán cực kỳ hà khắc, làm khó dễ khắp nơi.
Dương Biển càng là một bước cũng không nhường, khẳng định Cổ Vân Thiên nhất định phải đàm phán cùng hắn, nếu như kéo 10 ngày nửa tháng, vị lão tổ tông kia đầu tiên liền muốn hỏi trách Cổ Vân Thiên. Cho nên, khi hai bên cường thế giằng co với nhau, trận đàm phán đã liền kéo thẳng đến đêm khuya, miễn cưỡng xem như đã định. Thiên Kiếm Thần Tông có thể bỏ mặc Hải Thần Đảo phát triển, nhưng sẽ không công khai tuyên bố tin tức này đối với Thần Dụ Chi Hải. Thiên Kiếm Thần Tông có thể tiếp nhận Hải Thần Đảo quật khởi, nhưng tuyệt đối không chủ động cung cấp bất cứ tài nguyên gì. Thiên Kiếm Thần Tông có thể tiếp nhận Hải Thần Đảo tìm kiếm cơ duyên tại Hải Vực, nhưng tuyệt đối không thể mạo phạm Hải Vực Thiên Kiếm Thần Tông khống chế, không được xâm lược thế lực cấp hoàng tộc cùng chuẩn hoàng tộc khác, để tránh suy yếu thực lực tổng hợp của Thần Dụ Chi Hải. Thiên Kiếm Thần Tông sẽ không dùng bất cứ thủ đoạn bí mật gì ràng buộc Hải Thần Đảo càng không thể tính toán Thiên Kiếm Thần Tông. Tương lai sau khi Dương Biện bước lên cảnh giới Thánh Vương, Thiên Kiếm Thần Tông sẽ xem tình huống hiệp trợ Hải Thần Đảo đăng lâm Thiên Khải. Nhưng, Hải Thần Đảo có thể đứng vững tại Thiên Khải chiến trường hay không, không có liên quan gì với Thiên Kiếm Thần Tông, tức là Thiên Kiếm Thần Tông sẽ không tạo thành kết minh cùng Hải Thần Đảo ở Thiên Khải, càng sẽ không cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Tiễn khách. Đàm phán kết thúc, Cổ Vân Thiên không có đứng dậy đưa tiễn, ngay cả ý tứ cử hành tiệc tối đều không có. Hắn không biết Cổ Thần Lão Tổ là nghĩ thế nào, nhưng ở phía hắn xem ra, bồi dưỡng Hải Thần Đảo không thể nghi ngờ là một quyết định sai lầm. Tư thái cường thế, cùng dã tâm bộc lộ trong lời nói của Dương Biện càng làm cho hắn cảnh giác. Cổ Vân Thiên có thể làm được như vậy, hoàn toàn là từ tín nhiệm cùng tôn kính đối với Cổ Thần Lão Tổ. Không cần đưa, tự ta có thể đi. Dương Biện nhanh chân đi ra chính điện, gật gật đầu đối với Khương Phàm, kết quả cuộc đàm phán này coi như hài lòng. Kết thúc, chúng ta không lại quấy rầy nữa, cáo từ. Khương Phàm khẽ vuốt cằm đối với Phó Hành Không, rời khỏi đỉnh núi. Mang theo đám yêu thú cùng long cốt cự ngạc và tỉ muội đông hoàng như ảnh rời khỏi Thiên Kiếm Thần Tông. Mặt mũi cường giả các phe phái ở trên đỉnh núi đều tràn đầy u ám, đưa mắt nhìn bóng dáng bọn hắn biến mất trong hải vực mênh mông. Thời điểm Cổ Vân Thiên đang cân nhắc tự mình nói một chút cùng lão tổ, thì bất chợt giọng của lão tổ đã bao phủ đỉnh núi, giống như là lưỡi kiếm sắc bén đâm vào màng nhĩ, thẳng tới trong đầu. Truyền lệnh toàn tông, chuyện hôm nay, phong tỏa, giữ bí mật. Nếu như tiết lộ ra ngoài, tông chủ động thoái vị. Người tiết lộ bí mật sở thuộc kiếm phái, tộc trưởng tự sát tạ tội. Nếu như tạo thành tổn thất không thể cứu vãn, tông chủ tự phế kinh mạch, lăn ra khỏi Thiên Kiếm Thần Tông. Những người phụ trách kiếm phái đang chuẩn bị oán trách liền run lên trong lòng, nhao nhao cúi đầu cam đoan. Cổ Vân Thiên càng là sắc mặt tái nhợt, lời này rõ ràng là đang cảnh cáo và giáo huấn hắn. Nhưng sự tàn nhẫn trong lời nói càng để hắn cảm nhận được từng cơn rét người. Sau khi bọn người Khương Phàm rời khỏi Thiên Kiếm Thần Tông, liền lập tức đi Thiên Mộng Đảo. Khương Phàm duy trì thông gia giữa Dương Biện cùng Thiên Mộng Đảo, càng đang mong đợi có thể chuyển Thiên Mộng Đảo đến Hải Thần Đảo. Thần Dụ Chi Hải sỉ nhục, Thiên Kiếm Thần Tông sỉ nhục. Giọng của Cổ Thần rất bình tĩnh, nhưng lại mang vẻ bất đắc dĩ. Thần Dụ Chi Hải là lãnh địa của Thiên Kiếm Thần Tông. Tất cả hoàng đạo lẽ ra nên tôn trọng, nhưng từ khi thế giới mới xuất hiện đến nay, tất cả hoàng tộc hoàng đạo đều không kiêng nể gì mà ra vào tất tự do, hoàn toàn không nhìn thân phận chủ nhân của bọn hắn, bây giờ Cự Long càng là ngang nhiên lướt qua, ý khiêu khích không cần nói cũng biết. Nhưng, Thiên Kiếm Thần Tông chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Cái này không thể không nói là bi ai của bọn hắn. Khương Phàm giật dây nói. Đi theo ta đi, chuyện của kiếp trước, ta sẽ bỏ qua. Cổ Thần thản nhiên nói, lần sỉ nhục này không có liên quan gì với Thiên Kiếm Thần Tông, là bí mật của thế giới mới quá oanh động. Người ngược lại là rất biết an ủi bản thân nhỉ, nhưng trơ mắt nhìn người ngoài ra ra vào trong nhà mình, nếu đổi lại là ta khẳng định nhịn không được. Có một số việc, nên nhịn vẫn phải nhịn, ta có thể chịu cách cục thần dụ, cho nên ta mới sống đến bây giờ, người nhịn không được cách cục thương huyền, cho nên người mới chết. Ta biết ngươi là có dã tâm, chỉ là không nhìn thấy hy vọng mà thôi. Trước khi không có hy vọng, ta tuyệt đối không huyễn tưởng hy vọng. Nếu như hy vọng thật sự xuất hiện thì sao? Khương Phàm nhìn Cổ Thần tuấn mỹ như giống nữ tử mà hỏi. Cổ Thần nhìn qua phương xa, không hề bận tâm, không có đáp lại. Hy vọng xác thực không phải tưởng tượng ra được, nhưng hy vọng đều là bắt đầu từ huyễn tưởng. Có huyễn tưởng liền có phương hướng, có cố gắng liền có hy vọng. Cổ Thần,
tam sinh tam thế, ngươi cũng không nhìn thấu đạo lý sao này. Suy nghĩ thật kỹ đi, thiên phú của ngươi mạnh như thế, cổ kim hiếm thấy, ngươi là thiên kiêu chân chính của thần dụ chi hải, thành tựu của ngươi không nên dừng bước tại thánh hoàng, thiên kiếm thần tông càng không nên cực hạn tại thần dụ chi hải. Ta biết phóng ra một bước kia sẽ rất khó, nhẹ thì chính là kết cục hủy phái diệt môn, nhưng bảo thủ, thiên kiếm thần tông sẽ chỉ từ từ tàn lụi, mục nát suy vong. Ngươi có thể luân hồi hai lần, còn có thể luân hồi lần thứ ba lần thứ tư sao? Ngươi rất rõ ràng, luân hồi kiếm đạo muốn tiến đến thánh hoàng, không chỉ là dựa vào tài nguyên, càng quan trọng hơn là đối với ngộ tính luân hồi huyền bí. Nếu như ngươi thất bại, luân hồi kiếm phái ai có thể đăng lâm vị trí thánh hoàng? Khương Phàm vỗ nhẹ nhẹ bả vai cổ thần. Ta không buộc ngươi, ta chỉ cung cấp một lựa chọn cho ngươi. Ngươi không cần phải gấp gáp trả lời, chờ ngày ta thành thần ấy, hoặc là ngày thật sự thống ngự thương huyền ấy, ngươi lại cho ta câu trả lời chắc chắn. Ta không cần ngươi đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, chỉ cần ngươi dệt hoa trên gấm. Đợi đến ngày ta xưng đế, ta bảo đảm thiên kiếm thần tông ngươi vạn thế vĩnh xương. Trong chính điện đàm phán càng ngày càng kịch liệt, Cổ Vân Thiên mặc dù không thể không tiếp nhận mệnh lệnh của cổ thần lão tổ, nhưng ở trên điều kiện đàm phán cực kỳ hà khắc, làm khó dễ khắp nơi. Dương Biển càng là một bước cũng không nhường, khẳng định Cổ Vân Thiên nhất định phải đàm phán cùng hắn, nếu như kéo 10 ngày nửa tháng, vị lão tổ tông kia đầu tiên liền muốn hỏi trách Cổ Vân Thiên. Cho nên, khi hai bên cường thế giằng co với nhau, trận đàm phán đã liền kéo thẳng đến đêm khuya, miễn cưỡng xem như đã định. Thiên kiếm thần tông có thể bỏ mặc hải thần đảo phát triển, nhưng sẽ không công khai tuyên bố tin tức này đối với thần dụ chi hải. Thiên kiếm thần tông có thể tiếp nhận hải thần đảo quật khởi, nhưng tuyệt đối không chủ động cung cấp bất cứ tài nguyên gì. Thiên kiếm thần tông có thể tiếp nhận hải thần đảo tìm kiếm cơ duyên tại hải vực, nhưng tuyệt đối không thể mạo phạm hải vực thiên kiếm thần tông khống chế, không được xâm lược thế lực cấp hoàng tộc cùng chuẩn hoàng tộc khác, để tránh suy yếu thực lực tổng hợp của thần dụ chi hải. Thiên kiếm thần tông sẽ không dùng bất cứ thủ đoạn bí mật gì ràng buộc hải thần đảo càng không thể tính toán thiên kiếm thần tông. Tương lai sau khi Dương Biện bước lên cảnh giới thánh vương, thiên kiếm thần tông sẽ xem tình huống hiệp trợ hải thần đảo đăng lâm thiên khải. Nhưng, hải thần đảo có thể đứng vững tại thiên khải chiến trường hay không, không có liên quan gì với thiên kiếm thần tông, tức là thiên kiếm thần tông sẽ không tạo thành kết minh cùng hải thần đảo ở thiên khải, càng sẽ không cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Tiễn khách. Đàm phán kết thúc, Cổ Vân Thiên không có đứng dậy đưa tiễn, ngay cả ý tứ cử hành tiệc tối đều không có. Hắn không biết cổ thần lão tổ là nghĩ thế nào, nhưng ở phía hắn xem ra, bồi dưỡng hải thần đảo không thể nghi ngờ là một quyết định sai lầm. Tư thái cường thế, cùng dã tâm bộc lộ trong lời nói của Dương Biện càng làm cho hắn cảnh giác. Cổ Vân Thiên có thể làm được như vậy, hoàn toàn là từ tín nhiệm cùng tôn kính đối với cổ thần lão tổ. Không cần đưa, tự ta có thể đi. Dương Biện nhanh chân đi ra chính điện, gật gật đầu đối với Khương Phàm, kết quả cuộc đàm phán này coi như hài lòng. Kết thúc, chúng ta không lại quấy rầy nữa, cáo từ. Khương Phàm khẽ vuốt cằm đối với Phó Hành Không, rời khỏi đỉnh núi, mang theo đám yêu thú cùng long cốt cự ngạc và tỉ muội đông hoàng như ảnh rời khỏi thiên kiếm thần tông. Mặt mũi cường giả các phe phái ở trên đỉnh núi đều tràn đầy u ám. Đưa mắt nhìn bóng dáng bọn hắn biến mất trong hải vực mênh mông. Thời điểm Cổ Vân Thiên đang cân nhắc tự mình nói một chút cùng lão tổ, thì bất chợt giọng của lão tổ đã bao phủ đỉnh núi, giống như là lưỡi kiếm sắc bén đâm vào màng nhĩ, thẳng tới trong đầu. Truyền lệnh toàn tông, chuyện hôm nay, phong tỏa, giữ bí mật. Nếu như tiết lộ ra ngoài, tông chủ chủ động thoái vị. Người tiết lộ bí mật sở thuộc kiếm phái, tộc trưởng tự sát tạ tội. Nếu như tạo thành tổn thất không thể cứu vãn, tông chủ tự phế kinh mạch, lăn ra khỏi thiên kiếm thần tông. Những người phụ trách kiếm phái đang chuẩn bị oán trách liền run lên trong lòng, nhao nhao cúi đầu cam đoan. Cổ Vân Thiên càng là sắc mặt tái nhợt, lời này rõ ràng là đang cảnh cáo và giáo huấn hắn, nhưng sự tàn nhẫn trong lời nói càng để hắn cảm nhận được từng cơn rét người. Sau khi bọn người Khương Phàm rời khỏi thiên kiếm thần tông, liền lập tức đi thiên mộng đảo. Khương Phàm duy trì thông gia giữa Dương Biện cùng thiên mộng đảo. Càng đang mong đợi có thể chuyển thiên mộng đảo đến hải thần đảo. Đến thiên mộng đảo, Khương Phàm hô to triệu ra Bạch Tai, Lý Dần, lao thẳng đến thiên mộng đảo ở bên ngoài mấy trăm dặm đã lâm vào khủng hoảng. Nơi này cách biên giới thế giới mới không đến vạn dặm, tất nhiên đứng chịu mũi sào nghênh đón đại hải khiếu đến.
Lấy pháp trận của Thiên Mộng Đảo, cơ hồ không có chút uy lực chống đỡ nào. Nhất là Không Mộng Đảo ở phía dưới, mấy triệu dân chúng nguy cơ sớm tối. Lúc này Thiên Mộng Đảo đã bừng tỉnh, sau khi giãy giụa kịch liệt, Lăng Đảo chủ cùng các lão tổ dứt khoát quyết định, từ bỏ Không Mộng Đảo ở phía dưới, tập trung toàn bộ lực lượng cố thủ pháp trận Thiên Mộng Đảo, đồng thời di chuyển những người chạy trốn của Không Mộng Đảo tiến Thiên Mộng Đảo tị nạn. Mặc dù thời gian không còn kịp, nhưng có thể cứu bao nhiêu thì phải cứu bấy nhiêu. Trong 3 giờ, tiến đến Thiên Mộng Đảo. Sau 3 giờ, Thiên Mộng Đảo di chuyển về phía Bắc. Lăng Đảo chủ gần như là gào thét, để hơn 3 triệu người tại Không Mộng Đảo đang lâm vào tuyệt vọng sợ hãi triệt đã để hỗn loạn. Số lượng lớn cường giả tranh chen lấn nhau bay lên không, lao tới Thiên Mộng Đảo, nhưng rất nhiều dân chúng bình thường, chỉ có thể chật vật phóng đến bậc thang. Các trưởng lão đệ tử Thiên Mộng Đảo, toàn bộ phong phú pháp trận, nhanh nhanh nhanh. Phóng thích mãnh cầm, xuống dưới tiếp người. Lăng Đảo chủ xông ra khỏi Thiên Mộng Đảo, tự mình phóng thích năng lượng di chuyển biển người hỗn loạn. Lăng Vi lo lắng xua đuổi mãnh cầm, tràn ngập đất trời phóng tới Không Mộng Đảo. Đúng vào lúc này, bọn người Khương Phàm, Dương Biện đều đã đuổi tới. Như Ảnh, Như Yên, cứu người. Khương Phàm ra lệnh một tiếng, tỉ muội Như Ảnh đã phóng thích không gian bao phủ dân chúng đang hỗn loạn. Lăng Đảo chủ, giới thiệu bố trí pháp trận Thiên Mộng Đảo cho chúng ta, ta chỗ này có bảo cốt. Khương Phàm phóng tới chỗ Lăng Đảo chủ, không đợi hắn đáp lại liền lao thẳng đến Thiên Mộng Đảo. Lăng Đảo chủ bây giờ cũng không lo được gì khác, liền nhanh chóng đuổi theo, hiện ra bí mật sâu nhất của Thiên Mộng Đảo. Giờ khắc này, không chỉ là Thiên Mộng Đảo lâm vào sợ hãi, mà tất cả hòn đảo đều đang sợ hãi, bắt đầu điên cuồng chuẩn bị. Thế giới mới chậm rãi trồi lên mặt biển. Hơn 10 vạn dặm giống như là lục địa hoàn toàn mới xuất hiện ở đại dương mênh mông, ánh sáng hừng hực sôi trào như là mặt trời rơi xuống biển cả, cường quang vô biên vô hạn, bao phủ thần dụ chi hải hấp thu hải vực xung quanh, thậm chí đều chiếu xạ tới gần lục địa. Nhưng không có người nào lại để ý tới tràng cảnh rung động lòng người này, thế giới mới tiếp tục nổi lên, tạo thành phạm vi trống không kinh khủng ở dưới hải dương, để hơn 500.000 dặm phạm vi thần dụ chi hải chỉnh thể trầm xuống gần 2.000 mét. Phạm vi còn tiếp tục khuếch tán về hải vực xung quanh. Bởi vì phạm vi khu trống không quá khổng lồ, độ cao càng là đạt tới 5-6 ngàn mét, cho nên đại dương mênh mông chỉnh thể chìm xuống, còn kéo dài mười mấy tiếng. Giữa vùng trời bị hoàn toàn lấp đầy tạm thời, mà hải triều còn đang trùng kích đến nơi này, nguồn năng lượng kia trong thời gian rất ngắn đã đạt đến cực hạn, lượng nước biển càng là đạt tới trình độ khủng bố, sau đó. Đại dương mênh mông vặn vẹo, tiến đến. Biển động cao nhất đạt đến hơn 3.000 mét, mới thế giới mênh mông làm trung tâm, mang theo năng lượng tai nạn hủy diệt hết thảy, quét sạch bốn phương tám hướng. Số lượng lớn hòn đảo bị phá hủy, hàng ngàn hàng vạn con thuyền bị lật úp. Biển động cuồng dã lao nhanh, bóp méo luồng không khí tạo thành vòng xoáy, hoắc loạn đại dương mênh mông bốc hơi nước, tiến tới đã dẫn phát mưa to gió lớn kinh khủng. Nhưng, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Thế giới mới chấn vỡ nát địa tầng đưa tới vết rách. Tiếp tục lan tràn ở trong địa tầng, phạm vi trải rộng hơn 500.000 dặm tại thần dụ chi hải, đáy biển bị phá thành mảnh nhỏ, dẫn bạo dung nham dưới đáy biển, hình thành vòng xoáy mới, xé rách hải triều xung quanh. Mà biển động diệt thế khủng bố lao nhanh, cũng tại dưới tác dụng của lực lượng kinh khủng, dẫn phát địa chấn ở các nơi dưới đáy biển. 10 vạn dặm thế giới mới nhấc lên, trong 10 ngày ngắn ngủi, hoắc loạn mấy chục vạn dặm thần dụ chi hải, sau đó dư uy vẫn không giảm. Liên miên bất tuyệt đánh thẳng vào hải vực khác, ảnh hưởng lục địa ven biển. Cửu Châu thập tam hải, vì đó mà rung động. Hàng tỷ sinh linh trực tiếp bị tổn hại. Thiên Mộng Đảo, nơi này lân cận với thế giới mới, tiếp nhận bạo động kinh khủng nhất, cũng kết thúc bạo động trước hết nhất. Đi qua, rút cục đã trôi qua. Bọn người Khương Phàm nhìn qua lục địa mênh mông, đột ngột nhảy lên, ở bên ngoài vạn dặm, lại nhìn lại nơi xa vẫn còn tiếp tục biển động, mưa to gió lớn. Sắc mặt đều nghiêm túc, lòng còn sợ hãi. Gương mặt xinh đẹp của Đông Hoàng Như Yên cũng trở nên trắng bệch, thật không nghĩ tới có thể gặp được tuyệt thế tai biến như thế này, cho dù là đã đến bây giờ nhưng tâm tình vẫn khó mà bình tĩnh được. Mấy trăm vạn dân chúng tụ tập bên trên Thiên Mộng Đảo ôm nhau, sống sót sau tai nạn, vui đến phát khóc. Giọng Dương Biện chịu nặng. Đây chính là uy lực hải dương, bạo động mấy chục vạn dặm, ảnh hưởng liên miên bất tuyệt. Ta đoán chừng toàn thế giới đều sẽ bị liên lụy, trong vòng mấy tháng tiếp theo đều không được an bình.
Lý Dần khiếp sợ trước uy lực mà thế giới mới dẫn phát biến cố, lại có loại cảm giác hưng phấn kỳ diệu. Cái khiên của hắn chính là rèn luyện từ di tích đại lục thứ 10, nếu như có thể thi triển ra toàn bộ năng lượng, vậy một kích cuồng bạo, thật sự có thể dung chuyển thế giới này. Chỉ là muốn khống chế loại năng lượng này, cần cảnh giới cỡ nào? Khương Phàm ngóng nhìn thế giới mới, vẻ mặt nghiêm trọng. Đại lục ngủ say mấy chục vạn năm trồi lên mặt biển, so mong muốn còn sớm hơn rất nhiều, nhưng nếu đi ra liền mang ý nghĩa nơi đó đã làm tốt chuẩn bị trực diện với thế giới này. Chẳng lẽ, nơi đó đã sinh ra thần linh? Vẻ mặt của Đông Hoàng Như Ảnh dần nghiêm trọng, thật không nghĩ tới bồi tiếp Khương Phàm đi ra, giải sầu, vậy mà lại gặp được sự kiện khủng bố chấn kinh toàn thế giới như thế này. Tai biến dẫn phát quy mô như vậy, thật sự là muốn trực diện với toàn thế giới, không có thực lực thần linh chỉ sợ làm không được. Thế giới mới có thần linh. Long cốt cự ngạc có chút hoảng hốt, thần linh, nắm trong tay 10 vạn dặm núi sông, hàng tỷ yêu thú sao. Khụ khụ. Một tiếng ho khan truyền đến từ phía sau bọn họ. Lăng đảo chủ mang theo các lão nhân thiên mộng đảo, cùng đại biểu dân chúng không mộng đảo, tìm đến bọn người Khương Phàm. Lục Du công tử, thật cảm ơn các ngươi. Lăng đảo chủ đại biểu thiên mộng đảo cùng không mộng đảo, lễ bái thật sâu đối với Khương Phàm. Các đại biểu khác cũng đều chân thành nói lời cảm tạ. Nếu như không phải bọn người Khương Phàm kịp thời đuổi tới, mấy triệu người của không mộng đảo không thể nào được chuyển rời toàn bộ đến thiên mộng đảo, tất nhiên sẽ có vô số người bao phủ ở bên trong biển động, bị vô tình cuốn đi. Pháp trận phòng ngự của thiên mộng đảo cũng có khả năng gánh không được quy mô cùng biển động va chạm thời gian dài như vậy. Hậu quả, thật sự không dám tưởng tượng. Khương Phàm cười cười. Người một nhà liền không nói chuyện hai nhà. Lục Du công tử nói đùa. Lăng đảo chủ lúng túng giật nhẹ khóe miệng, ai là người một nhà với ngươi? Khương Phàm giơ tay lên nói. Lăng đảo chủ, mượn một bước nói chuyện. Lăng đảo chủ biết mục đích của người này, rất muốn trực tiếp từ chối, nhưng người ta vừa giúp mình giữ vững hòn đảo, thực sự không có ý quá vô lễ. Hắn cứng rắn giật nhẹ khóe miệng, đưa tay hoàn lễ. Xin mời. Khương Phàm cùng Lăng đảo chủ đi đến một chỗ cách đó không xa. Lăng đảo chủ, thế giới mới trồi lên mặt biển, lấy quan điểm của ngài, ý vị như thế nào? Lăng đảo chủ đắng chát lắc đầu, mặc dù đoán được nơi đó sẽ trồi lên mặt biển, nhưng thật sự không nghĩ tới sẽ là bây giờ, sẽ đột nhiên như thế. Khương Phàm nói, điểm đầu tiên, nói rõ nơi đó đã chuẩn bị sẵn sàng gặp mặt cùng toàn thế giới. Điểm thứ hai, nói rõ ánh mắt của toàn thế giới đều sẽ hấp dẫn đến nơi đây. Điểm thứ ba, một trận chiến tranh vây quanh thế giới mới, lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát. Nếu như thiên mộng đảo tiếp tục phiêu đãng tại vùng biển này, gặp phải cái gì, ngài hẳn là rất rõ ràng. Ta rất cảm kích sự trợ giúp của các ngươi, nhưng thiên mộng đảo. Ta đã hiểu ý của ngài, ân cứu mạng, không đến mức lấy thân báo đáp, ha ha. Ha ha. Lăng đảo chủ cũng lúng túng cười. Ý của ngài chính là, thiên mộng đảo bây giờ là cần cái để dựa vào, nhưng hải thần đảo không đủ tư cách. Ha ha! Lăng đảo chủ lại lúng túng cười, rất ít gặp được người nói chuyện ngay thẳng như thế này. Hải thần đảo bây giờ tựa như là không đủ tư cách, nhưng trên thực tế đã rất có tư cách. Ở trong lòng của ngài, kết cục tốt nhất của thiên mộng đảo đương nhiên là thiên kiếm thần tông. Nhưng bây giờ thần dụ chi hải bạo loạn, chiến tranh lúc nào cũng có thể xảy ra. Số lượng lớn cường tộc đều sẽ đi tìm thiên kiếm thần tông nương tựa, ngài cảm thấy thiên mộng đảo đến nơi đó có thể được đến dạng đãi ngộ gì. Trước lúc ta rời khỏi đã nói qua giải quyết xong chuyện của thiên kiếm thần tông liền sẽ trở về, không dối gạt ngài, ta đã giải quyết. Tha thứ ta mạo muội, ngươi giải quyết cái gì? Thiên kiếm thần tông bí mật đến đỡ hải thần đảo, trong thời gian ngắn hạn quật khởi trở thành thế lực cấp hoàng đạo mới. Lục công tử, ngươi, nói đùa sao? Ta có cần phải đùa giỡn như vậy không? Thiên kiếm thần tông rất rõ ràng thần dụ chi hải đã gặp phải nguy cơ, đây không chỉ là sẽ kiềm chế tinh lực của bọn hắn, càng có thể nguy hiểm cho đến bọn hắn tại Thiên Khải Hoàng Thành. Cho nên bọn hắn cứ việc không muốn, nhưng xác thực cũng cần nhanh chóng quật khởi một thế lực mới cho thần dụ chi hải, lập tức có thể trợ giúp bọn hắn ứng phó nơi này nguy cơ, cũng có thể trợ giúp bọn hắn ổn định Thiên Khải Hoàng Thành. Khi Khương Phàm đang nói chuyện, hắn dẫn xuất trọn vẹn 5 khối bảo cốt Thánh Vương từ trong Thông Thiên Tháp, uy lực Thánh Vương hùng hậu, năng lượng Thánh Vương minh mông, ánh sáng sáng chói bắt mắt, lập tức hấp dẫn ánh mắt của Lăng đảo chủ.
Đây chính là bảo cốt Thiên Kiếm Thần Tông cho, 5 khối bảo cốt Thánh Vương. Nếu như bọn hắn không đồng ý, ta từ chỗ nào lấy được bảo cốt như thế này? Khương Phàm lung lay bảo cốt trong tay, lại thu hồi về Thông Thiên Tháp. Loại chuyện này đương nhiên thuộc về bí mật, không thể công khai với bên ngoài. Nhưng, ta có thể cam đoan với ngài, đây tuyệt đối là chân thực. Lăng đảo chủ bắt đầu dao động, Thiên Kiếm Thần Tông thật có phách lực như thế. Đến đỡ Tân Hoàng đạo sao, liền không sợ nuôi dưỡng họa hoạn. Khương Phàm nói, từ cục diện bây giờ đến xem, thế giới mới trồi lên mặt biển so mong muốn còn nhanh hơn rất nhiều, chứng minh Thiên Kiếm Thần Tông làm quyết định vô cùng sáng suốt. Hải thần đảo cần phát triển, cần ngưng tụ lực lượng mới, nếu như Thiên Mộng đảo nguyện ý gia nhập liên minh, hải thần đảo tất tiếp nhận các ngươi trở thành đảo thứ tư. Từ nay về sau, Thiên Mộng đảo chính là một phần viên của hải thần đảo, là một phần tử hoàng đạo tương lai. Các ngươi không cần đến thiên khải chinh chiến, chỉ cần ở lại phía dưới trấn thủ hải thần đảo, giữ gìn vạn dặm lãnh địa xung quanh. Đương nhiên, ngài là người thiện lương, còn có thể bằng vào sức ảnh hưởng của mình, quyền định càng nhiều lãnh địa tại gần đó làm đảo tị nạn. Chờ hải thần đảo thành hoàng đạo, ngài không cần tự mình đi bảo hộ tị nạn đảo, chỉ cần dùng lực ảnh hưởng, cũng đủ để duy trì ổn định nơi đó, cũng tuyệt đối sẽ không có ai dám mạo phạm. Khương Phàm nhìn lão nhân trước mặt, hướng dẫn từng bước, cố gắng mời chào. Lăng đảo chủ lại lần nữa dao động, ai còn không có dã tâm? Ai còn không có chờ đợi? Trước đó hoàn toàn không cân nhắc hải thần đảo, chủ yếu là bởi vì rất không coi trọng. Nhưng nếu như hải thần đảo đã được Thiên Kiếm Thần Tông đến đỡ, sắp trở thành hoàng đạo, Thiên Mộng đảo, vẫn có cần phải suy tính. Khương Phàm tiếp tục nói. Mặc dù Thông gia có vẻ hơi bỡ đỡ, nhưng thay một góc độ để cân nhắc, Dương Biện cùng nữ nhi của ngài thực tình yêu nhau, có thể tiến tới cùng nhau quả thật là một kết cục tốt đẹp, lấy cơ hội hai người thành thân làm, lại nhập Thiên Mộng đảo vào hải thần đảo, là thân càng thêm thân, vẹn toàn đôi bên. Lăng đảo chủ nhắc đến đầu lông mày, liếc mắt nhìn Khương Phàm. Người này tuổi không lớn lắm, nhưng khẩu tài cũng không tệ. Vậy liền quyết định như thế. Khương Phàm không đợi lăng đảo chủ tỏ thái độ, lại dùng sức kích thích một tay. Thế nhưng, vậy liền quyết định như thế. Khương Phàm cởi mở cười nói, kín đáo đưa cho lăng đảo chủ hai khối bảo cốt Thánh Vương. Ta thay huynh đệ ta đưa cho ngài lễ gặp mặt, ngài cất kỹ. Làm như vậy không được. Lăng đảo chủ cuống quýt phải trả cho Khương Phàm, lại bị Khương Phàm gắt gao ngăn chặn. Ngại chê ít. Không phải, chỉ là. Vậy liền quyết định như thế. Khương Phàm cứng rắn nhét vào trong ngực lăng đảo chủ. Lăng đảo chủ vẫn còn có chút lo lắng, nhưng ở ánh mắt sáng tỏ soi mói của Khương Phàm, hắn đành thở dài, yên lặng nhận lấy. Ta còn muốn làm chút thương lượng cùng các lão tổ. Nên như thế, dù sao đây cũng là chuyện lớn. Khương Phàm quay đầu, chừng nhìn đối với Dương Biện. Là được rồi. Dương Biện lộ ra nụ cười. Đông Hoàng Như Yên bĩu môi, người này xử lý chuyện khác gọn gàng mà linh hoạt, phóng khoáng tự nhiên, chuyện của riêng mình làm sao lại nhăn nhăn nhó nhó. À, ta đang suy nghĩ cái gì? Nhăn nhó càng tốt hơn, miễn cho khi dễ tỉ tỉ nàng. Lăng đảo chủ đi về tới, bỗng nhiên có chút không dám đối mặt với Lăng Vi, sờ sờ nhẫn không gian, lại có loại cảm giác như bán nữ nhi. Hắn hơi do dự, nói khẽ. Con có thích Dương Biện không? Phụ thân, ngài, có ý gì? Con cũng không nhỏ, nên thành thân rồi, ta vừa mới cùng Lục công tử Hàn Huyên trò chuyện, đột nhiên phát hiện. Nói như thế nào đây? Dương Biện, hai từ kia, vẫn rất không tệ. Phụ thân. Lăng Vi khó có thể tin được mà nhìn phụ thân, không phải mấy ngày trước còn đang tức giận chuyện Dương Biện dụng lông xúc sinh sao? Giữa người với người, quý ở giao lưu, tin đồn, rất dễ dàng xuất hiện hiểu lầm. Con nhìn ta cùng Lục Du công tử Hàn Huyên trò chuyện, liền cảm thấy lấy. À, trước đó, kỳ thật có chút hiểu lầm. Lăng đảo chủ ra vẻ chấn định, nói, nhưng rõ ràng cảm giác gương mặt mình đều trở nên nóng lên. Khương Phàm vỗ vỗ bả vai Dương Biện. Ngươi ở lại, tự mình mang Thiên Mộng đảo rời chú đến hải thần đảo, chú ý chiếu cố cảm xúc Lăng Vi cô nương. Các ngươi thì sao, bây giờ muốn đi thế giới mới? Nếu thế giới mới đã chuẩn bị gặp mặt thế giới này, ta đương nhiên phải nhanh chóng đến xem. Làm sao, ngươi muốn đi cùng ta? Nếu để cho người khác phát hiện quan hệ của ta và ngươi, sau này còn phát triển thế nào? Vậy ngươi cẩn thận.
Ta biết, sau khi rời khỏi Thiên Mộng Đảo, ta sẽ tháo mặt nạ xuống, dùng chân thân gặp người khác. Giữa chúng ta coi như không nhận ra. Ta đã hiểu, tuy nhiên thế giới mới nơi đó tụ tập rất nhiều cường giả, đặc biệt cần phải chú ý chính là Hứa Như Lai. Hứa Như Lai, Tu Di Sơn phóng xuất hắn rồi. Khương Phàm thật sự cảm thấy ngoài ý muốn. Sau khi Hứa Như Lai được đưa về Tu Di Sơn, khẳng định là sẽ được bồi dưỡng trọng điểm, đế cốt Phật Đà Thủy Tổ cũng tất nhiên sẽ dung nhập vào trong thân thể của hắn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, linh văn, thực lực và các vấn đề khác của Hứa Như Lai đều sẽ tăng lên toàn diện, nhưng tương tự bởi vì bí mật của Phật Đà Thủy Tổ mà sẽ bị ma tộc thù ghét. Dù sao Phật Đạo Phật Quang đối với ma tộc mà nói là có uy hiếp chí mạng, Phật Đà Thủy Tổ càng là người khai sáng Phật Đạo, là nhân vật kiêng kỵ nhất trong lịch sử ma tộc. Đối với ma đạo mà nói, Hứa Như Lai tất nhiên là kình địch số một. Dương Biện nói, đúng là Hứa Như Lai, hắn đến thần dụ chi hải đã 2 tháng. Không kiêng nể gì mà xuất hiện như thế, hẳn là có mục đích thị uy với ma đạo, phấn chấn khí thế Phật môn. Khương Phàm cười khẽ 2 tiếng. Tu Di Sơn rất có phách lực nha. Dương Biện nói, mặc dù rất mạo hiểm, nhưng Tu Di Sơn xác thực có lực lượng như thế. Khương Phàm chậm rãi gật đầu, xác thực có lực lượng. Phật đạo thuộc về thế lực cực kỳ đặc thù trong nhân tộc, đa số sinh tồn ở Thái Sơ Đại Lục, môn phái lớn nhỏ tính ra tới hàng trăm, cấp bậc hoàng tộc liền có 5, cấp bậc hoàng đạo càng là có 3. Thế lực mạnh nhất trong hoàng đạo là Tu Di Sơn càng có thần linh. Quan trọng nhất chính là, mặc dù bọn hắn có môn phái khác biệt, nhưng trên tinh thần lại phù hợp rất cao, giữa nhau là cùng tiến cùng lui. Cho dù là đế tộc của Thái Sơ Đại Lục, đều có mấy phần kiêng kỵ thế lực đối với Phật Đạo, chớ nói chi là thế lực khác. Chú ý an toàn. Dương Biện liên tục nhắc nhở, sau đó đưa mắt nhìn bọn người Khương Phàm rời khỏi Thiên Mộng Đảo, chạy tới thế giới mới. Bọn hắn lại đi rồi. Cho đến khi đám người kia rời khỏi, Dương Bích Huyên mới đi đến bên cạnh Dương Biện, vẻ mặt rất phức tạp, nói không nên lời là cảm giác gì. Nàng hoàn toàn có thể xác định. Lục Du có thân phận cực kỳ đặc thù, thậm chí hoài nghi cái tên Lục Du đều là giả. Nàng không biết là nên vui mừng, hay nên buồn lo. Dù sao bây giờ Dương Biện cũng là lãnh tụ của Hải Thần Đảo, nếu như bị người khống chế. Thế giới mới hình thành biển động còn đang cuộn trào mãnh liệt, bao phủ các hòn đảo, trùng kích Hải Dương, xâm nhập dọc Tân Hải. Nhưng các thế lực khắp nơi tụ tập dưới đáy biển cơ hồ đều bình yên vô sự. Bởi vì bọn hắn đều là đang ở ngay phía trên bình chướng, bị đẩy trồi lên mặt biển, không có lọt vào tai nạn. Sau khi thế giới mới trồi lên mặt biển, bình chướng vẫn không có tản ra, tổ nguyên sơn ở bên trong lại tiếp tục dâng lên năng lượng ngập trời, lấy giới nguyên sơn làm đầu nguồn, vững chắc pháp trận bao phủ 10 vạn dặm. Cho đến 2 ngày sau, 2 vị trí nam bắc của thế giới mới lần lượt mở rộng vòng xoáy phạm vi lớn, giống như là đang mời bên ngoài tiến vào. Các cường tộc đang vòng quanh thế giới mới quan sát lần lượt nhận được tin tức, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên lao tới vòng xoáy. Mặc dù thế giới mới nhìn rất nguy hiểm, cũng lộ ra quỷ dị, nhưng tưởng tượng tình cảnh 6 năm trước, lần đầu thế giới mới xuất hiện tại đáy biển, cũng là chủ động mở ra con đường, sau 2 tháng lại đột nhiên khép kín, bây giờ vòng xoáy vừa mở ra, hẳn là cũng sẽ kéo dài một thời gian rất dài, chờ sau khi tràn vào đủ nhiều cường giả, mới có thể khép kín. Bây giờ bọn hắn đi đến hẳn không có nguy hiểm, huống chi, cho dù có nguy hiểm thì như thế nào. Phía sau bọn hắn đều là thế lực hoàng tộc cấp hoàng đạo, còn sẽ có càng nhiều thế lực hoàng đạo đuổi tới. Nếu quả thật bị vây ở chỗ này, thánh hoàng, thậm chí thần linh của hoàng đạo đều sẽ tự mình giáng lâm, phá giải cái gọi là thế giới mới này. Trừ phi thế giới mới vọng tưởng khiêu chiến toàn thế giới, nếu không cũng không dám bắt bọn hắn. Vòng xoáy ở phía nam. Tử kim cự long giống như sơn lĩnh hoành hành, long khí ngập trời, hoành hành gần 5 vạn dặm từ trong bình chướng khung trời, vào đến vòng xoáy phía nam trước nhất. Ầm ầm, cự long không có chút do dự hay lo lắng gì, trực tiếp liền va vào vòng xoáy, giống như là hai thế giới va chạm mãnh liệt, nương theo cường quang cùng long khí ngập trời, cưỡng bức chui vào. Giống, đầu rồng ngẩng lên trời, to như một ngọn núi, phát ra tiếng long ngâm to rõ, thanh chiều cuồn cuộn. Giống như là đại dương mênh mông dâng lên chiều cường, khuấy động dãy núi rừng rậm, nhấc lên cuồng phong, tàn phá bừa bãi, long khí kinh khủng, như trực tiếp tuyên bố với thế giới này, ai mới là chủ nhân thật sự.
Đám yêu thú ở phía nam thế giới mới thấp thỏm lo âu, có hốt hoảng chạy trốn, có trực tiếp phủ phục, run lẩy bẩy. Tử kim cự long xông vào thế giới mới, thân rồng 5 vạn mét như có thể đè sập không gian, thân thể mãnh liệt đong đưa, năng lượng đất trời cũng vì đó mà bạo động, nó không để ý đến yêu thú nơi này, mà lao thẳng đến cự nhạc kình thiên trong thế giới mới kia. Nó tự mình đến nơi này không phải là vì mấy con cá trong sông nhỏ, mà là tìm kiếm bí mật thật sự của thế giới mới, gặp mặt chủ nhân vạn yêu của thế giới mới. Nếu có thể, họ muốn liên hợp cùng thế giới mới, chuyển rời nơi này đến cự long đại lục, quy thuận long tộc cao quý. Thế giới mới trồi lên mặt biển, mở ra con đường, đây là mời người làm khách, hay là lặp lại chiêu dụ địch xâm nhập cũ. Nương theo Phật quang đầy trời, tăng lữ của Tu Di Sơn giáng lâm đến phía trước vòng xoáy ở phía nam. Trận đánh lúc trước của thế giới mới chính là thần dụ chi hải, bây giờ gặp phải là toàn thế giới. Nếu như còn muốn lặp lại chiêu cũ, liền phải cân nhắc tiếp nhận hoàng đạo thiên hạ liên hợp vây bắt. Hứa Như Lai trang nghiêm, thần thánh nghiêm túc, toàn thân tỏa ra Phật quang thản nhiên. Tử kim cự long hẳn là đã tiến vào, chỉ riêng thân phận của nó, thế giới mới cũng không dám đột nhiên phong bế giống như trước đó, nếu không. Lửa giận của long tộc sẽ đốt sạch 10 vạn dặm thế giới mới này. Người nói chuyện không phải Phật tử, mà là một nữ tử mỹ lệ, nàng mặc y phục màu tím, linh tú duy mỹ, giống như tiên ba nở rộ. Nàng không phải người của Phật đạo, mà là nữ nhi của trấn thủ thánh địa Tổ Sơn đương đại tại Thái Sơ Đại Lục, Tử Ngữ Yên. Thánh địa của Thái Sơ Đại Lục là mạnh nhất trong cửu châu thiên hạ, cũng là có sức ảnh hưởng nhất. Bởi vì nơi đó có thế lực Phật đạo giống lý niệm với bọn hắn, tự nhiên sẽ vậy được Phật đạo bảo hộ. Cho nên số lượng thánh địa ở Thái Sơ Đại Lục đã đạt tới 38 nơi, người trấn thủ Tổ Sơn càng là tới vấn đề thánh vương. Vào xem một chút, Phật Đà thôi diễn, ẩn giấu đi ảnh hưởng thế giới này, thậm chí là bí mật thời đại này. Làm bạn với Hứa Như Lai chính là một lão Phật của Tu Di Sơn, nhìn tuổi tác đã cao, tang thương khô gầy, nhưng ánh mắt đang mở hí, tinh mang như điện, trong thân thể gầy còm cũng giống như có được thực lực khủng bố. Ảnh hưởng thế giới, ảnh hưởng thời đại, nơi này rốt cuộc chôn giấu cái gì? Mục đích Tử Ngữ Yên tới nơi này cũng là bởi vì Phật môn nhắc nhở, nếu như có thể sớm xác định rốt cuộc là nhân tố nguy hiểm gì, bọn hắn phải liên lạc với Thánh địa Tổ Sơn đại lục khác, sớm làm chút chuẩn bị. Sau khi Tử Kim Cự Long cùng Tu Di Sơn lần lượt thông qua vòng xoáy tiến vào thế giới mới, số lượng lớn cường tộc liên tiếp vượt qua mấy vạn dặm bình chướng, giáng lâm đến vòng xoáy ở phía nam. Trong này có hoàng tộc của Thái Sơ Đại Lục, thậm chí là hoàng đạo, cũng có được cường tộc đến từ thần khắp chi hải. Oa a a, cố hương của ta, ta lại trở về. Long cốt cự ngạc vượt biển phóng tới, kích động kêu lên. Cơ thể to béo hơn 100 mét bao trùm lấy lân giáp nặng nề, nặng đến mấy trăm ngàn tấn, cái đầu lay động mãnh liệt, lộ ra răng nanh bén nhọn, bốn cái móng vuốt cuồng dã đánh ra mặt biển, oanh oanh liệt liệt đập đến vang động trời. Phía trước chính là thế giới mới, tráng quan không. Khương Phàm chỉ đến thế giới mới ở phía trước, nhiệt tình giới thiệu cho Đông Hoàng Như Ảnh. Y phục của Đông Hoàng Như Ảnh phiêu giật, tóc dài bay nhẹ, lại không phải đứng ở trên lưng cự ngạc, mà là lẳng lặng trôi nổi, duy trì khoảng cách 10 mét. Trong tay còn nắm một chiếc dù ngưng tụ năng lượng không gian, ngăn trở sóng lớn như chút nước giống như. Nàng thật sự không tiếp nhận được, tọa kỵ, như long cốt cự ngạc thế này. Quá dã man, quá cuồng bạo, cũng quá sóc này. Một đường, hỏa hoa mang thiểm điện, cứ như vậy xông ngang đến đây. Mặc dù nàng không phải nữ tử yếu ớt, nhưng ngẫm lại đã từng cuộc sống ôn nhuận điềm tĩnh, lại nhìn tình cảnh táo bạo điên cuồng bây giờ, thật sự có cảm giác thê lương của tiểu thư khuê các vào rừng làm cướp. Đông Hoàng Như Yên cũng rất phiền muộn, trước đó các nàng xuất hành đều là ngồi chiến thuyền, cung điện, bây giờ luân lạc tới cưỡi cá sấu. Tránh ra, đều tránh ra cho lão tử. Ha ha. Long cốt cự ngạc dữ dội đụng tới phía vòng xoáy. Phía trước vòng xoáy vừa vặn có vài chi đội ngũ đang tụ tập. Long cốt cự ngạc, khí tức thánh linh cảnh. Đây là thế lực tới từ chỗ nào? Long cốt cự ngạc là cự long đại lục sao? Bọn hắn từ bên trên long khí sôi trào của long cốt cự ngạc phán đoán thân phận của nó, đầu tiên liền hoài nghi đến từ cự long đại lục Nam Bộ. Ầm ầm, một mảnh thủy triều mãnh liệt lao nhanh. Vừa lúc ép qua bình chướng trên khung trời, rơi xuống phía trước vòng xoáy, va chạm mặt biển, nhấc lên chiều cường. Các cường tộc tụ tập ở nơi đó bị chật vật vén lui,
nhưng nhìn sau khi rõ ràng vật kia, đều kinh hãi liên tiếp lui về phía sau. Thủy triều cuồn cuộn, một thứ giống như hòn đảo màu đen lộ ra đầu tiên, ngay sau đó càng lúc càng lớn, cao chừng hơn 300 mét, khổng lồ đến dọa người. Hải triều giống như thác nước trượt xuống từ toàn thân. Một con bạch tuộc to lớn nhấc lên xúc tu đều có kích cỡ tương đương như sơn lĩnh, phía trên trải rộng rác hút to lớn. Sau khi nó trồi lên bọt biển, mặt biển đều xuất hiện vòng xoáy, theo nó mà phập phồng. Trên đỉnh đầu bạch tuộc có 9 nam nữ tử mặc áo choàng đen đứng đấy. Trước sau áo choàng đen đều thêu lên hai chữ màu đỏ thật lớn, Thái Uyên. Thái Uyên cực địa, thế lực cấp hoàng đạo, cũng là chủ nhân thần khắp chi hải, hải vực lân cận. To con, nhường đường. Long cốt cự ngạc không biết cái gì là Thái Uyên cực địa, nó cứ kêu gào rồi xông lại. Oanh! Thủy triều ngập trời, mặt biển vỡ ra, bạch tuộc phung lên xúc tu quất về phía long cốt cự ngạc. Cái quái gì, cũng xứng khiêu khích Thái Uyên cực địa. Lui ra! Ai? Tốc độ của long cốt cự ngạc vẫn không giảm, nó điên cuồng vượt biển, đối diện cắn vào xúc tu đang cuốn đến. Ầm ầm, trận va chạm giống như hai ngọn núi đá nện vào cùng một chỗ. Bạch tuộc mang theo lực bộc phát kinh người, giống như là biển động, một kích đã đẩy lui long cốt cự ngạc. Nhưng long cốt cự ngạc cũng không phải loại lương thiện, răng khép kín, gắt gao cắn vào xúc tu, lại mãnh liệt nhấc lên, trong nháy mắt, thân thể xoay tròn hơn trăm lần, rung chuyển không gian, lật tung thiên hải, sống sờ sờ cắn đứt xúc tu. Giống, bạch tuộc nổi giận, chỉ là tùy ý một kích, để con cá xấu không biết tốt xấu này lui ra, không nghĩ tới nó cũng dám cắn xé mình. Đáy mắt các cường giả Thái Uyên cực địa chợt hiện ý lạnh, mấy bóng người quét phía cá xấu bị đánh văng ra. Giống, bạch tuộc giơ lên 8 cái xúc tu, đồng thời cuồng kích, tất cả giác hút kịch liệt chập trùng, như là cộng minh với trời đất, tạo nên lít nha lít nhít gợn sóng. To con, người gây chuyện sao? Long cốt cự ngạc nuốt vào cái tiết xúc tu kia, cơ thể to béo huy động ra thao thiên long khí, diễn biến ra hình thái cự long, hoành hành tại thiên hải. Ầm ầm, thiên hải lay động, sóng lớn ngập trời, ba động thảm liệt trong chớp mắt dẫn bạo đại dương mênh mông, nhấc lên gợn sóng, các đội ngũ cường tộc khác vô tình tung bay ra ngoài. Giữa hải triều mãnh liệt, long cốt cự ngạc to lớn hùng tráng, vượt biển gào thét, bạch tuộc khổng lồ như núi, giơ lên 8 cái xúc tu ngạo nghễ giằng co. Được rồi, chúng ta lui một bước, để bọn hắn lên trước. Khương Phàm xuyên qua năng lượng bạo động, rơi xuống trên thân long cốt cự ngạc đang tức giận. Thô lỗ, quá thô lỗ. Đông Hoàng Như Yên lắc đầu, người thô lỗ nuôi con cá cũng đều thô lỗ. Đây không phải là vấn đề ai đến trước, mà cái tên hàng thối này lại quất ta. Long cốt cự ngạc đằng đằng sát khí, toàn thân sôi trào long khí cuồn cuộn, cái sừng nhọn trên trán phát ra cường quang chói mắt, khuấy động uy lực hủy diệt. Con bò sát không biết sống chết, người có biết người đã mạo phạm ai? Bạch tuộc mở miệng nói tiếng người, tiếng như biển động, quanh quẩn tại thiên hải. Nhìn ngươi bức như thế này, chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay lão tử liền phải vào trước. Long cốt cự ngạc run run thân thể nặng nề, mạnh mẽ nhào tới. Tại cửa nhà ta còn có thể để cho ngươi khi dễ. Bò sát mập, nhận lấy cái chết. Bạch tuộc gầm thét, 8 cái xúc tu dài 200-300 mét lại đột nhiên tăng vọt mấy lần, lay động mãnh liệt, cộng minh cùng thiên hải, như là đánh ra uy lực hải triều hủy diệt vạn trường. Nó cũng không phải là bạch tuộc bình thường, mà là dị thú, hám hải thú, cổ lão dưới đáy biển, yêu thú bảo vệ của Thái Uyên cực địa, có được lực bộc phát kinh khủng. Giống. Long cốt cự ngạc không ngừng phóng tới, chí tôn long giác trên trán đột nhiên phát ra ánh sáng hừng hực, khuấy động toàn thân, trùng kích hải cốt nặng nề, giữa một cái nháy mắt này, nó như trực tiếp hóa thân thành cự long chân chính, phóng xuất ra long uy vô tận, khiến cho tất cả cường giả ở xung quanh hồi hộp. Oanh! Chí tôn long giác tăng vọt ánh sáng, đánh ra một mảnh ánh sáng hủy diệt như là bóp méo hỗn độn, hoắc loạn thiên hải, đối diện thẳng đến đầu, hám hải thú. Phốc phốc! Da thịt phá toái, máu tươi phun tung tóe. Đột nhiên bộc phát chùm sáng khủng bố lại tuyệt luân, cho hám hải thú một kích chí mạng, thân hình khổng lồ hơn 300 mét ngửa mặt lật lại. 9 vị nam nữ tử bên trên hám hải thú toàn bộ bay lên không, đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, không nghĩ tới con long cốt cự ngạc này lại có thể đột nhiên phóng xuất ra sát chiêu như vậy. Ầm ầm, long cốt cự ngạc không ngừng phóng tới, đạp vào thân thể ngửa mặt lật đi của hám hải thú.
bốn chảo đánh ra, thô lỗ dã man vọt tới. Khương Phàm đứng ở trên lưng long cốt cự ngạc, phất tay với đám nam nữ tử đang bay lên không kia. Vậy chúng ta vào trước. Giống. Hám hải thú đột nhiên gào thét, sôi trào mãnh liệt, mặc dù bị thương nặng, nhưng vẫn chưa có chết, nó tức giận muốn điên, nhấc lên xúc tu hung hăng cuốn lấy long cốt cự ngạc đang muốn đi qua. Long cốt cự ngạc không sợ nhất chính là quấn quanh, nó gầm lên giận dữ, cơ thể to béo quay cuồng ở tại chỗ, một loại uy thế cực hạn dung chuyển càn khôn, hoắc loạn trời đất nháy mắt đã dẫn bạo, chấn động đến xúc tu be bét máu thịt, lúc này đã tản ra. To con, ngươi muốn chết. Long cốt cự ngạc bỗng nhiên quay người, hung hãn gào thét. Muốn chết chính là ngươi. Dám mạo phạm Thái Uyên cực địa, các ngươi thật sự là đảm lượng lớn quá rồi. Các cường giả Thái Uyên nhao nhao trở xuống đến trên lưng hám hải thú, toàn bộ đều mang theo mặt nạ quỷ, phát ra sát cơ cường thịnh. Lấy địa vị của bọn hắn tại thần khấp chi hải, cùng linh văn truyền thừa đặc biệt, ở hạ giới còn chưa bao giờ có ai dám làm càn như vậy, vậy mà con cá sấu này cũng dám điên cuồng khiêu khích. Giống. Hám hải thú phát giác được các cường giả ở trên lưng đang tức giận, lực lượng lập tức tăng 10 phần, sát ý cũng tăng vọt, 8 cái xúc tu cuồng bạo xuất kích, như là lật tung đại dương mênh mông, khuấy động sát cơ kinh khủng, lao thẳng đến long cốt cự ngạc. Dám mạo phạm bản tôn, ngươi cũng là thật to gan. Long cốt cự ngạc nổi giận, chí tôn long giác bộc phát cường quang chói mắt, chiếu thấu thiên hải, cơ thể to béo mãnh liệt run run. Bên trong thiên hải lắc lư kịch liệt bạo tạc ra thao thiên long khí, trong long khí cuồn cuộn lại liên tiếp hình thành ra hư ảnh giao long, bọn chúng khổng lồ hung hãn, thần tuấn phi phàm, cái đầu dữ tợn phát ra tiếng gào thét mát lạnh. Ầm ầm, một màn rung động ầm vang trải rộng ra trong tầm mắt mọi người, long khí cuồn cuộn bao phủ thiên hải, hơn vạn giao long chật ních khung trời cùng uông dương, số lượng thật sự quá to lớn, mang đến sự rung động không có gì sánh kịp đánh vào thị giác. Một màn này cực kỳ giống vạn long ra biển, mang theo uy thế khủng bố táng diệt đại dương mênh mông, tràn ngập đất trời che mất hám hải thú đang gào thét. Một kích này, cũng là chí tôn long giác chân uy. Hám hải thú ớn lạnh toàn thân, uy thế cường hãn của nó đều sụp đổ trước cuồng chiều giao long. Các cường giả Thái Uyên bỗng nhiên biến sắc, đây là cá sấu hay là một con rồng? Nam tử cầm đầu lại hừ lạnh một tiếng, vung tay tế lên một tòa cốt tháp đẫm máu, nương theo huyết khí đầy trời. Ầm vang phóng đại, cuồng bạo không gì sánh được, TNG lúc đang nghênh tiếp thủy triều giao long va chạm, trong chốc lát, xông ra hơn vạn sợi huyết quang. Huyết quang như là có được khí tức tử vong cướp đoạt sinh cơ, vô tình đánh tan tất cả giao long, đòn tấn công rung động lòng người này đã phá tan vạn long. Đây là một trong những chí bảo trấn tộc của Thái Uyên cực địa, trấn ngục huyết tháp. Bên trong huyết tháp phong tồn lấy các loại ánh sáng tử vong, ánh sáng âm hiểm, ánh sáng nguyền rủa kinh khủng. Nguồn gốc từ minh quang tại U Minh địa ngục, có thể phá diệt hết thảy sinh cơ trên thế gian. Mà trấn ngục huyết tháp chính là rèn luyện từ địa ngục huyết hải, bởi vì giữa trời và đất tại Thái Uyên cực địa có một ít vết nứt có thể thông với U Minh. À, đó là đồ chơi gì đây? Long cốt cự ngạc không còn táo bạo mà là kinh ngạc, lại nghi ngờ nhìn tòa tháp đỏ như máu lơ lửng kia, nhìn bộ dáng liền quỷ dị khủng bố, giống như có hàng tỷ cái đầu lâu rèn luyện thành, tản ra khí âm hàn kinh hồn nhiếp phách. Trấn ngục huyết tháp, tà vật đến từ U Minh, bình thường trấn áp vết nứt giữa hai thế giới, rất ít xuất hiện ở nhân gian. Khương Phàm đối với cái thứ này đã khắc sâu vào trong ký ức. Có thể biết trấn ngục huyết tháp, còn dám khiêu khích Thái Uyên cực địa, các ngươi cũng là người của hoàng đạo. Giọng của nam tử khống chế trấn ngục huyết tháp trầm thấp khàn khàn, trong đôi mắt sau tấm mặt nạ hiện ra ánh sáng màu xanh quỷ dị. Lai lịch của chúng ta cũng lớn, nói ra sợ hù chết ngươi. Long cốt cự ngạc kiêu ngạo dương đầu lên. Ha ha, các cường giả Thái Uyên cười rét căm căm, cho tới bây giờ đều là bọn hắn hù chết người khác, còn chưa bao giờ bị hù chết qua. Cười cái rắm, tâm tình lão tử hôm nay đều bị bọn quỷ các ngươi đây làm hỏng. Một con cá sấu nho nhỏ, cũng dám tùy tiện. Lão tử liền cuồng, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Mặc kệ các ngươi đến từ nơi đó, hay là trong vùng biển này. Im miệng ngươi đi. Lão tử trên trời dưới đất trong biển trong sông, muốn đến đâu cuồng liền đến đó cuồng, người không quen nhìn liền giết chết ta, không đánh chết ta thì cút ngay đi. Long cốt cự ngạc mãnh liệt đong đưa cơ thể to béo, long khí, long uy cuồn cuộn, như là cự long thức tỉnh, tràn ngập uy thế kinh hồn nhiếp phách. Các cường giả Thái Uyên cực địa an tĩnh,
hoành hành hải vực hơn mấy ngàn vạn năm, ai nhìn thấy mà không phải nhượng bộ ba phần, hôm nay lại bị một con cá sấu không hiểu thấu miệt thị cho. Khương Phàm ha ha nở nụ cười. Ngươi là một cuống họng này, bọn hắn đều không tự tin. Rốt cuộc các ngươi là ai? Nam tử cầm đầu ngăn các tộc nhân sao động lại. Không phải hỏi thăm thân phận, nếu như mạnh hơn so với các ngươi sẽ có đầu lên nhận sợ. Nếu như yếu hơn so với các ngươi sẽ muốn trang bức. Có phải hay không? Loại hiếp yếu sợ mạnh giống như các ngươi đâu, đều là thứ ta sợ nhất. Kẻ giống như chúng ta đây, chẳng cần biết ngươi là ai, lão tử cũng không sợ. Không phục, giết chết ta đi, không đánh chết ta, lão tử giết chết ngươi. Long cốt cự ngạc giơ đầu lên, khí thế phách lối bá đạo tràn ngập thiên hải. Người của Thái Uyên cực địa thật đúng là bị trấn trụ, kẻ không sợ trời không sợ đất giống như vậy, hoặc chính là thật ngốc bức, hoặc chính là thực nhu bức. Mà đám người này, tính cả con cá sấu lại là có 3 vị thánh linh, còn có 2 nữ tử dáng người uyển chuyển hầu hạ, đội hình xuất hành cùng chất lượng sinh hoạt như thế này, hẳn là có chút bối cảnh. Không chỉ có người của Thái Uyên cực địa bị trấn trụ, mà các cường giả phân tán ra xa cũng đều bị trấn trụ, âm thầm suy đoán đây là thần tộc phương nào sao. 8 cái chân viên thịt, hôm nay dạy cho ngươi một bài học, còn dám chọc ta, ta ăn ngươi. Long cốt cự ngạc hừ một tiếng, quay đầu kéo lấy cơ thể to béo đi đến vòng xoáy. Hám hải thú tức giận, nhưng không có xúc động, con long cốt cự ngạc này không chỉ có bá đạo phách lối, thực lực càng cường hãn, bất luận là sừng nhọn hay là long khí đều vượt mức bình thường. Thiếu tộc trưởng, các cường giả phía sau nam tử đang muốn góp lời, lại bị nam tử đưa tay ngăn lại. Không nôn nóng, thế giới mới sẽ kéo dài hỗn chiến rất lâu, thân phận của bọn hắn sớm muộn cũng sẽ bị người khác nhận ra, đến lúc đó. Ha ha, ta lại trở về, ta còn sống trở về, ta là thánh linh. Long cốt cự ngạc vung lấy móng vuốt tráng kiện, mạnh mẽ đâm tới trong rừng rậm bừa bộn, có loại cảm giác tự hào vinh quy quê cũ. Dù sao cũng là thánh linh, là cảnh giới mà trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ. Khương Phàm nhìn ra dãy núi ở xa, mơ hồ có thể thấy được số lượng lớn cường giả đang bay đi đến đó, thăm dò vào sâu trong thế giới mới. Hắn nhìn ra được lúc ấy các cường giả tụ tập tại thế giới mới hẳn là rất nhiều, mà bộ phận đã vượt ngang mấy vạn dặm khung trời, đến hai bên con đường Nam Bắc, xông vào thế giới mới. Đông Hoàng Như Ảnh ở trên lưng cự ngạc táo bạo nói. Thế giới mới trồi lên mặt biển đưa tới biển động, trong vòng mấy tháng tiếp theo sẽ oanh động toàn thế giới, ta đoán chừng ít nhất phải có 1/3 hoàng đạo chạy tới nơi này. Mục đích thật sự của giới Nguyên Sơn là cái gì? Hắn hẳn rõ ràng, thần bí cùng tài nguyên nơi này sẽ kích thích những hoàng đạo kia biến nơi này thành khu vực săn bắn, điên cuồng cướp đoạt hết thảy. Giới Nguyên Sơn muốn bảo vệ nơi này thì chắc chắn sẽ phải khai chiến cùng hoàng đạo, khai chiến liền sẽ có thương vong. Xuất hiện thương vong liền sẽ kích thích các lão tổ tông hoàng đạo giáng lâm đến nơi này. Giới Nguyên Sơn, có thể gánh vác được sao? Ta đoán không ra mục đích của giới Nguyên Sơn, nhưng ta rất hưng phấn. Trên mặt Khương Phàm khó che giấu được nụ cười. Ngươi hưng phấn cái gì? Nơi này huyên náo càng oanh động càng tốt, mục đích của giới Nguyên Sơn càng điên cuồng càng tốt, như thế này ta sẽ bất bị chú ý tới. Ngươi không sợ bị vây ở chỗ này? Không sợ. Ta có lý dần. Đồ đệ của ngươi. Như Ảnh cô nương, không phải cô vẫn luôn muốn nhìn trộm bí mật của ta sao, lần này cứ đi theo bên cạnh ta từ từ mà nhìn cho đủ. Tuy nhiên, tuyệt đối không được để lộ bản thân, càng không cần hiện ra võ pháp không gian của cô. Nhất là chú ý muội muội của cô nhiều hơn. Khương Phàm chỉ điểm Đông Hoàng Như Yên, ngàn vạn lần phải khắc chế. Đông Hoàng Như Yên le lưỡi với Khương Phàm. Tiếp tục hưng phấn mà nhìn rừng rậm tràn ngập khí tức nguyên thủy. May mắn khi mình đi theo, không phải vậy thì làm sao có thể gặp được hưng phấn chuyện kích thích như thế này. Ta biết một bí mật chôn giấu, bí mật mà đại vương bát cũng không biết. Long cốt cự ngạc một bên phóng tới, một bên phân biệt phương hướng. Trước đó ta thèm nhỏ dãi đã lâu, nhưng cảnh giới không đủ, vẫn luôn không dám đụng vào, lần này không thể bỏ qua. Nửa ngày sau, bọn hắn phóng tới hơn 600 dặm, ngoài ý muốn phát hiện một trận chiến đấu oanh động. Số lượng lớn kẻ xông vào đều tụ tập tới đó xem chiến, đám yêu thú của thế giới mới cũng đều từ 4 phương 8 hướng chạy tới. Quy y ngã Phật. Phật âm thật lớn, đinh tai nhức óc, mang theo khí thế trang nghiêm thần thánh, đánh thẳng vào thần hồn.
Một cường giả thánh linh cảnh của Phật giáo chắp tay trước ngực, phát ra Phật âm nghiêm túc, đang trấn áp một con hoàng kim sư tử. Hoàng kim sư tử oai hùng thần tuấn, mọc ra 7 cái đầu, tất cả đều gầm thét, chấn động đất trời, toàn thân tràn ngập ánh sáng. Tại cách đó không xa, đương nhiên đó là Hứa Như Lai và các cường giả Phật đạo, còn có số lượng lớn hoàng kim sư tử đã bị trấn áp. Quy y ngã Phật. Thánh Phật không ngừng phát ra Phật âm, để linh hồn của những người cùng yêu tộc ở xung quanh hồi hộp, nhịn không được liền muốn bước về phía trước quỳ lạy, quy về Phật môn. Đây là một loại bí thuật siêu độ thần bí mà cường hãn của Phật môn, có thể xâm lấn nguyên thần của sinh linh, muốn mạnh mẽ quy y Phật giáo, mặc dù không có tổn thương thực chất gì, nhưng lại gần như là đang gột rửa ý chí của một người, để người đó hoàn toàn thay đổi. Giống Hoàng Kim Sư Vương chống đỡ Phật ấn, 7 cái đầu gầm thét, phong lôi lập tức cuồn cuộn giữa đất trời, mây khói ngập trời, nó bay thẳng lên, một cái móng vuốt lớn vỗ tới phía trước, kim quang bành trướng, sấm sét vang dội. Đây là bí thuật truyền thừa của sư tộc. Kim quang hóa thành móng vuốt sư tử to lớn như núi, hoàng kim lập lòe, sắc bén vô địch, hung hăng chụp về phía thánh Phật. Ầm ầm, toàn thân thánh Phật là Phật quang đang chiếu sáng vạn trượng, trong miệng phát ra Phật âm vịnh sướng, phía sau hiển hiện đại Phật bất hủ, đứng vững sừng sững ở đó, khí tức thần thánh rọi khắp nơi, vung lên Phật trưởng to lớn từ trên trời giáng xuống, vô tình vỡ nát hoàng kim sư tử bạo kích. Giống, hống hống hống. 7 cái đầu của hoàng kim sư tử đột nhiên tăng vọt ánh sáng, giống như là 7 mặt trời nhỏ, toàn bộ phun ra phù văn màu vàng, giống như mưa to gió lớn phóng lên tận trời, diễn hóa thế công giống như biển động dâng sóng chiều, cuồng bạo không gì sánh được, để hư không chấn động, núi cao xung quanh đều nổ tung, cảnh tượng khủng bố tuyệt luân. Ngay sau đó, 7 cái đầu lâu phun ra kim quang nhuốm máu, hóa thành 7 chuôi lợi kiếm, mỗi chuôi đều đạt tới hơn 100 mét, toàn thân tỏa kim quang. Giống như thần binh, khuấy động uy lực huyết mạch kim sư, sáng chói vô địch, chém về phía thánh Phật. Mỗi một cái đầu hoàng kim sư tử xuất hiện, đều tượng trưng cho thức tỉnh một truyền thừa, 7 cái đầu đại biểu cho 7 cái truyền thừa, một cái so một cái lại càng cường đại. Giờ khắc này, nó không giữ lại chút nào, đều phóng thích toàn bộ, bao phủ tới phía thánh Phật. Trời đất lay động, kim quang sôi trào như biển động, các thức truyền thừa cấm kỵ đặc sắc xuất hiện, nhưng lại khủng bố tuyệt luân. Cường tộc các phương đều rung động thật sâu, không hổ là hoàng kim sư tử, tọa kỵ của thần linh, thật sự là quá mạnh. Úm, nha, đâu, bá, meo. Thánh Phật há miệng phát ra thiên âm hùng vĩ, giống như là thế giới sơ khai, vạn vật tân sinh, bày biện ra uy lực bản nguyên của đất trời. Bên trong Phật quang đầy trời hiện ra lít nha lít nhít hư ảnh Phật tử, phân tán đến các nơi, ngồi xếp bằng chỉnh tề, theo Thánh Phật mở miệng, cũng phát ra Phật môn lục tự chân ngôn. Đây là truyền thừa chí cao vô thượng, có được thánh uy thần bí trấn áp chư thiên, hàng phục yêu ma. Ầm ầm, đất trời bạo động, cuồng phong điên cuồng gào thét, Phật quang, cương khí tàn phá bừa bãi tám phương, bên trong tiếng nổ mạnh đang kéo dài, trăm dặm núi rừng xung quanh đều bị san thành bình địa. Quy y ngã Phật, thánh Phật đưa tay trấn áp về phía trước, vô số hư ảnh Phật tử ở sau lưng toàn bộ dâng lên, phất tay về phía trước. Trong chớp mắt, Phật quang vạn trượng, bao phủ khắp nơi, cảnh tượng kinh khủng giống như vạn đạo tự nhiên hội tụ ở đây, tràn ngập uy thế bá đạo trấn áp yêu ma. Đối với yêu thú, ma tộc mà nói, sự uy hiếp của Phật quang Phật pháp vượt qua võ pháp của những người khác, tộc khác gấp mấy lần. Thất đầu sư vương kiêu ngạo rốt cuộc cũng không chống đỡ được, bị đánh bay ra ngoài, không đợi rằng con liền bị lít nha lít nhít Phật ấn đánh trúng, thẩm thấu vào da thịt, trấn áp linh hồn. Giống Hoàng kim sư tử rên rỉ, ngã xuống. Hứa Như Lai ở từ xa chắp tay trước ngực, đi đến chỗ hoàng kim sư vương, Phật đà linh văn trên trán nở rộ ánh sáng thần thánh, phía sau Phật quang hiện ra Phật tượng to lớn, giống như là thần tổ vạn Phật, phổ độ chúng sinh. Nghe nói trong thế giới mới có hoàng kim sư tộc, ta đặc biệt tới đây vì ngươi. Quy y ngã Phật, làm tọa kỵ của Hứa Như Lai ta. Tại thời khắc ta thành thần, giúp ngươi tái hiện vinh quang tiên tổ. Lấy thân phận cửu đầu kim sư trở thành tọa kỵ của thần linh. Hứa Như Lai đi đến trước mặt Hoàng Kim Sư Vương, tự mình mời chào. Trong yêu tộc, Hoàng Kim Sư Tử có địa vị đặc biệt, đã là thánh thú lại là chiến thú, có lực chiến đấu siêu cường, cũng có được tiềm lực không gì sánh kịp, mặc dù sinh ra 9 cái đầu là cực kỳ gian nan, nhưng nếu như thật sự thành công, liền không thể nghi ngờ là tọa kỵ hoàn mỹ nhất.
Mặc dù Trấn Nam Yêu Quốc ở phía Nam Thương Huyền có được Hoàng Kim Sư Tử, nhưng đó là hoàng tộc Thương Huyền, thế lực Thái Sơ không thể trêu chọc, nhưng thế giới mới thuộc về thế giới hoàn toàn mới, nơi này yêu vật vô chủ. Mục đích khác khi Hứa Như Lai tự mình đến nơi này, chính là mời chào Hoàng Kim Sư Tộc. Xong rồi, Hoàng Kim Sư Tộc muốn làm tọa kỵ. Long Cốt Cự Ngạc ở phía xa cười trên nỗi đau của người khác, nhưng thể hiện bỗng nhiên có chút cứng ngắc. Khương Phàm tranh thủ thời gian trấn an. Chúng ta không giống như thế, chúng ta là huynh đệ. Huynh đệ tốt, có thể là do Hứa Như Lai tự mình mời chào, cũng có thể là do Phật âm gột rửa ảnh hưởng. Cuối cùng Hoàng Kim Sư Vương vẫn hướng về phía Hứa Như Lai, cúi xuống bảy cái đầu cao ngạo. Các Hoàng Kim Sư Tộc bị trấn áp khác cũng nhao nhao cúi đầu, biểu đạt ý nguyện quy thuận với Phật môn. Thấy cảnh này, các cường tộc tụ tập xung quanh đều lòng sinh cảm thán. Tiềm lực của Hoàng Kim Sư Tộc là không thể nghi ngờ, uy mãnh thần tuấn càng vũ dũng hiếu chiến, chỉ là trưởng thành cực khó, càng về sau càng cần huyết mạch biến đổi chiều sâu, nhất là cái đầu thứ 7 và thứ 8. Đó là biểu tượng của Thánh Linh, Thánh Vương, về phần cái đầu thứ 9 càng là tồn tại trong truyền thuyết. Nhưng, Tu Di Sơn là chí tôn Phật đạo, quy thuận nơi đó chắc chắn sẽ có đầy đủ tài nguyên, huống chi lại còn là Phật Đà tương lai như Hứa Như Lai tự mình mời chào. Hoàng Kim Sư Tộc, tương lai đều có thể. Tám cái đầu cơ hồ có thể nghĩ đến trước hết, cũng không biết có thể rèn đúc kỳ tích, bồi dưỡng được cửu đầu Kim Sư hay không. Hoàng Kim Sư Tộc gia nhập liên minh chí ít có thể tăng lên chừng một phần thực lực cho Tu Di Sơn. Không biết Hoàng Kim Sư Tộc có thể chống lại bộ tộc Kim Bằng, thánh thú bảo vệ của Tu Di Sơn hay không? Bây giờ khẳng định là không được, nhưng tương lai chưa hẳn. Dù sao Hứa Như Lai cũng vừa gia nhập Tu Di Sơn, hắn cần một lực lượng hoàn toàn thuộc về mình, cho nên chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực bồi dưỡng Hoàng Kim Sư Tộc. Nghe nói thế giới mới còn có Kim Bằng. Không biết Hứa Như Lai có thể mời chào hay không. Tất cả các cường tộc rung động, cũng bỗng nhiên giống như là mở ra mạch suy nghĩ mới. Trước đó đều muốn đến thám hiểm, bây giờ xem ra, nếu như có thể mời chào một chi yêu tộc, cũng nhất định là thu hoạch khổng lồ. Dù sao thế giới này đã yên lặng trong thời gian vô tận, huyết mạch yêu thú đều cực kỳ cổ lão, còn có rất nhiều yêu thú đã tuyệt tích ở bên ngoài. Hoàng Kim Sư Tộc có bao nhiêu? Khương Phàm nhìn qua tràng cảnh xa xa, đột nhiên hỏi một câu. Hoàng Kim Sư Tộc rất cường thịnh, 6 cái đầu đã có uy lực bán thánh, còn có thể bước lên thánh linh cảnh, 7 cái đầu càng có thể khinh thường thánh linh cảnh, trong ấn tượng của ta Hoàng Kim Sư Tộc có 300 trở lên. Nơi đó có 300 sao? Ta thấy liền chừng 100. À, đúng nhỉ? Long Cốt Cự Ngạc giơ đầu lên nhìn quanh. Đúng vào lúc này, sâu trong Phật quang sáng chói nơi xa. Hứa Như Lai đột nhiên quay người, nhìn về phía bọn hắn nơi này. Sát khí này, gặp nguy hiểm. Lão Phật theo sát ở bên cạnh Hứa Như Lai thuận ánh mắt của hắn nhìn sang. Nơi đó có sát khí rất đặc thù, thảm liệt nguy hiểm, càng hạo như biển mây. Sau khi Hứa Như Lai thăng hoa linh văn, đối với khí tức yêu ma, khí tức sát lục, khí tức tử vong và các loại năng lượng tà ác càng mẫn cảm. Điều tra thêm cho ta. Lão Phật nhắm hai mắt lại. Thời điểm lần nữa mở ra, trong đồng tử đen kịt hiện ra Phật ấn màu vàng, núi sông rừng rậm trong tầm mắt lập tức trở nên mông lung trong suốt, có thể nhìn thấy nhịp đập của núi, đường vân của rừng rậm, cũng có thể nhìn thấy hồn phách cùng linh văn của nhân tộc, nhìn thấu cơ thể yêu thú. Phạm vi tầm mắt nhanh như điện chớp lan tràn về phía trước, thẳng tới bên ngoài hơn 200 dặm. Một con cự long xuất hiện trong tầm mắt của hắn, cẩn thận xem xét, lại giống như một con cá sấu. Trên lưng cá sấu phiêu đãng năm quang ảnh. Trừ đồ đằng giống như bức tranh kim ô, linh thụ vặn vẹo không gian ra, thì những thứ khác đều thấy không rõ lắm. Một người giống như biển sương mênh mông, cho cốt bay là tả đầy trời, một người giống như là thời không lao nhanh, có mê vụ thần bí quay quanh, một người thì là hoàn toàn mơ hồ, cái gì cũng đều nhìn không thấu. Tuy nhiên trong mảnh sương mù mơ hồ này lại khuấy động khí tức sát lục tương đương rõ ràng. Đối với Phật ấn mà nói, cái khí tức này là cực kỳ mẫn cảm. Nhưng, nếu nói là sát lục khí tức, thì đó càng giống hải dương giết chóc vô tận, mênh mông đến mức để cho người ta hồi hộp. Gặp nguy hiểm. Thánh Phật chiến đấu vừa mới hàng phục Hoàng Kim Sư Vương kia, phát giác được vấn đề mà đi tới. Nơi đó cất giấu mấy loại khí tức rất đặc biệt, cần phải chú ý. À, bọn hắn đã rời khỏi. Lão Phật đang muốn tra xét rõ ràng,
con cá sấu kia đã nện móng vuốt nặng nề đi đến chỗ rừng sâu. Hàng phục hoàng kim sư tộc, điều tra bí mật của thế giới mới. Hứa Như Lai không tiếp tục để ý mà đi đến chỗ hoàng kim sư vương. Muốn hiểu về thế giới này, biện pháp trực tiếp nhất chính là những yêu tộc này sinh sống ở chỗ này. Tử Ngữ Yên và các cường giả thánh địa thì đi đến tổ nguyên sơn mà hoàng kim sư tộc trấn thủ, dưới vô số ánh mắt tham lam soi mói, vơ vét lấy bảo tàng tài nguyên xung quanh tổ nguyên sơn. Long cốt cự ngạc hất móng vuốt ra, mạnh mẽ đâm tới trong rừng rậm, lao thẳng đến bí mật mà nó đã từng rình mò qua. Nhưng vị trí nơi đó lại cách vòng xoáy phía nam thực sự xa xôi, đoán chừng muốn khoảng 3 vạn dặm. Kỳ quái, nơi đó giống như rất an tĩnh. 3 ngày sau, long cốt cự ngạc đứng trong một mảnh núi rừng, giơ đầu lên ngắm nhìn ngọn tổ nguyên sơn nguy nga tới trời ở bên ngoài 200 dặm kia. Tổ nguyên sơn tương tự gió lốc, cường quang hừng hực chiếu khắp dãy núi rừng rậm, nhìn không có gì khác biệt với tổ nguyên sơn khác, nhưng rừng rậm xung quanh rõ ràng tươi tốt hơn rất nhiều. Khắp nơi đều có thể thấy được lão thụ cao tới 100 mét, còn có đại thụ mấy trăm mét đến hơn 1000 mét, núi đá đều bị che mất. Khắp nơi có thể thấy được linh hoa mỹ lệ, sợi đằng già hiếm thấy, thậm chí là linh sâm dị quả ẩn núp bốn chỗ chen chúc trong cánh rừng cứng cáp. Trong không khí nơi này không chỉ có phiêu đãng khí tức nguyên thủy cổ xưa, còn có linh khí nồng đậm tươi mát. Đó là lãnh địa của yêu thú nào? Khương Phàm nhíu mày dò xét, tổ nguyên sơn xác thực rất an tĩnh. Lục mục linh hầu, dị loại trong 38 yêu chủ, bọn chúng có linh trí cực cao, có thể tu luyện võ pháp giống như nhân tộc các ngươi, rất thần kỳ, cũng rất đáng ghét. Rất đáng ghét, khi dễ qua ngươi. Đó là trước kia, bây giờ thử khi dễ ta một chút. Long cốt cự ngạc cố ý đi đường vòng qua nơi này, chính là muốn khoe khoang cảnh giới của mình với lục mục linh hầu, nếu như còn dám khi nhục mình, liền rút hang ổ bọn chúng. Nhưng tình huống nơi đó hình như không giống trong trí nhớ của nó lắm. Đi qua nhìn một chút. Khương Phàm không có phát giác được nơi đó có dấu hiệu sinh mệnh. Kỳ quái, mấy con khỉ chết sạch. Long cốt cự ngạc cẩn thận tới gần tổ nguyên sơn, vừa đi vừa nghỉ, còn cố ý náo ra thanh thế, từ đầu đến cuối không có mang theo linh hầu nào. Cho đến khi bọn hắn đi đến phía trước tổ nguyên sơn, cự nhạc nguy nga thẳng tắp, chỉ còn lại có cổ thụ cứng cáp, cùng bảo dược khắp nơi trên đất. Cửu khiếu thông linh thụ. Đan Hoàng hét lên kinh ngạc ở trong ý thức Khương Phàm. Sư phụ, ngài chỉ là. Khương Phàm vẫn ngắm nhìn hoa cỏ cây cối xung quanh, cũng liếc nhìn những lão thụ bên trên tổ nguyên sơn kia. 3000 mét trở lên, lưu ý nham thạch nơi đó. Đan Hoàng kích động nhắc nhở. Phù văn bò đầy tổ nguyên sơn, giống như dòng sông uốn lượn, răng khắp nơi, phù văn tỏa sáng, quấy nhiễu ánh mắt, càng đi lên càng thấy không rõ. Cao như vậy, ngài đều thấy được. Rất đặc biệt, nhanh nhanh nhanh. Đừng nóng vội, ta đi qua nhìn một chút. Khương Phàm dứt khoát xông lên núi cao, đi đến độ cao hơn 3000 mét. Một gốc cổ thụ không biết đã sống bao nhiêu năm cắm rễ ở trong ngọn núi, rễ già cứng cáp tráng kiện dọc theo vết nứt khuếch tán, hấp thu năng lượng phù văn, thân cây mở rộng lệch ra rất quái dị, dáng dấp rất tùy ý, giống như là chút trạc cây quấn quanh ở cùng một chỗ, cũng không có bao nhiêu lá cây. Nhưng chính là ở bên trong những trà cây tạp nhạp này, lại sinh trưởng 3 cái kén cây, giống như là trái tim tươi sống đang cuộn trào nhảy lên, tách ra tia sáng lộng lẫy mê người. Là cửu khiếu thông linh thụ, chính là cửu khiếu thông linh thụ. Ông trời ơi, đó là một thế giới thần kỳ gì, nơi này quả thực là phiến dược viên thất lạc sao. Đan Hoàng rung động đến mức trong âm thanh cũng xuất hiện sự rung động, giống như không thể tin được với một màn trước mắt. Sư phụ! Cửu khiếu thông linh thụ là cái gì? Khương Phàm chưa bao giờ thấy sư phụ kích động như thế. Cho dù trước đó trong thế giới mới có gặp được địa hoàng đào thụ, huyết linh bồ đề thụ, thậm chí là vạn độc huyết long thụ, cũng chỉ là rung động, mà không có giống như bây giờ. Đan Hoàng im lặng thật lâu không có trả lời, nhưng Khương Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được sợi hồn kia đang ba động kịch liệt. Đây là cây gì? Tỷ muội Đông Hoàng Như Ảnh đã tới đây. Hiếu kỳ đánh giá quái thụ ở trước mắt. Sư phụ. Khương Phàm nhẹ giọng gọi linh hồn Đan Hoàng. Cửu khiếu thông linh thụ, còn được gọi là chuyển sinh linh thụ, điểm hóa các loại linh thụ. Từ xưa đến nay, nó có rất nhiều cách gọi, cũng có được rất nhiều lực lượng thần kỳ. Nó là linh thụ bắt đầu sinh ra từ khi khai thiên tích địa, cũng là linh thụ thần kỳ nhất thế gian. Ghi chép liên quan tới cây này mặc dù không nhiều,
nhưng đủ để thể hiện ra nó đoạt tạo hóa đất trời, siêu thoát tại lực lượng pháp tắc thần bí. Sư phụ, nói điểm chính. Khương Phàm nhẹ giọng chặn ngang. Đan Hoàng thoáng bình phục cảm xúc, nói. Thông linh thụ có được tuổi thọ vô hạn, trừ phi là hủy nó, nếu không nó có thể vĩnh viễn sống sót. Nói cách khác, trên người nó chảy xuôi vĩnh sinh huyền bí. Vĩnh sinh. Khương Phàm chấn kinh. Thường cách một khoảng thời gian, thông linh thụ sẽ còn ký kết ra kén cây, bên trong sẽ dựng dục ra thông linh quả thần kỳ. Căn cứ vào nơi cắm rễ có năng lượng mạnh hay yếu, thì thời gian ký kết kén cây sẽ có khác biệt, tốc độ thai nghén thông linh quả cũng sẽ có khác biệt. Ví dụ như nơi như La Phù Sơn Mạch, chỉ sợ thông linh thụ cần 3.000 năm mới có thể kết xuất một cái kén cây, lại dùng thời gian hơn mấy ngàn vạn năm đi thai nghén thông linh quả. Bên trong động thiên phúc cấp bậc hoàng đạo, thông linh thụ kết xuất kén cây cùng thai nghén thông linh quả, đều có thể sẽ ở ngàn năm. Điểm quan trọng chính là thông linh quả. Nghe nói thông linh quả giống như một linh lung quả, từ nhất khiếu đến cửu khiếu không giống nhau. Nhất khiếu thông linh quả có thể khai phá linh trí, tăng lên thiên phú. Nhị khiếu thông linh quả, có thể khai phá huyết hải, giao phó sinh cơ vô hạn. Tam khiếu thông linh quả, có thể tẩm bổ linh hồn, kéo dài tuổi thọ. Bên trong tam khiếu, đều là chút hiệu quả bình thường, rất nhiều linh quả kỳ dị đều có thể thực hiện, nhưng từ bắt đầu tứ khiếu, nó đã bắt đầu có được hiệu quả càng thần kỳ. Tứ khiếu thông linh quả đến thất khiếu thông linh quả, có thể tỉnh lại linh niệm vạn vật, ví dụ như có thể làm cho cỏ cây hóa linh, sông núi hóa linh. Thông linh quả càng mạnh, điểm hóa linh niệm thành công càng lớn. Bát khiếu thông linh quả. Đan Hoàng trầm mặc một lát, lại chậm rãi nói ra. Bát khiếu thông linh quả có thể gửi lại linh hồn, tái tạo huyết nhục thần hồn, đây cũng là nguyên nhân thông linh thụ lại trở thành chuyển sinh thụ. Khương Phàm thoáng thất thần, toàn thân lại bất chợt nóng lên, kích động, chấn kinh, càng khó có thể hơn tin, đột nhiên đã hiểu nguyên nhân mà Đan Hoàng kích động. Gửi lại linh hồn, tái tạo chân thân, chẳng phải là mang ý nghĩa, một sợi linh hồn bất diệt thì có thể giành lấy cuộc sống mới. Đan Hoàng kích động, cũng đang hoảng hốt. Bởi vì hắn chưa từng nghĩ tới muốn rời khỏi thân thể Khương Phàm, một lần nữa sống thêm tới, đó càng là chuyện không thể nào thực hiện. Lúc bắt đầu hắn chỉ là hy vọng Khương Phàm có thể kế thừa truyền thừa đan đạo của hắn, sau này lại là hy vọng có thể bồi tiếp Khương Phàm lại đi một lần nữa chư thần tận thế. Nhưng bây giờ, đột nhiên xuất hiện vui mừng cứ không thể tưởng tượng nổi mà bày tại trước mặt như vậy. Đan Hoàng bỗng nhiên sợ hãi, bởi vì hy vọng này thật sự là đáng sợ. Triệt để đảo loạn tâm niệm của hắn. Nếu như truyền thuyết sai thì sao, nếu như bên trong không có đến bát khiếu thì sao? Sư phụ, trưởng thành đến bát khiếu, cần bao nhiêu năm, cần bao nhiêu tài nguyên? Khương Phàm cưỡng chế trái tim đang sao động, nhẹ giọng hỏi thăm. Nếu như cắm rễ ở bên trong thế lực cấp hoàng đạo, hưởng thụ tầm bổ kéo dài, trước tam khiếu, mỗi khiếu đều cần mấy trăm năm, nhưng đến phía sau, tứ khiếu thì cần ngàn năm. Ngũ khiếu là 2.000 năm, lục khiếu thì là 4.000 năm, thất khiếu là 8.000 năm, bát khiếu thì là 16.000 năm, thời gian là hoàn toàn tăng gấp đôi. Đây là thế lực cấp hoàng đạo, mà còn là phải hết lòng tầm bổ. Nơi này mặc dù là tổ nguyên sơn, nhưng kém xa hoàng đạo, nếu như muốn tới bát khiếu, chỉ sợ cần 3 đến 5 vạn năm, thậm chí thời gian càng lâu. Đan Hoàng dần dần tỉnh táo lại, bảo vật mặc dù rất dụ hoặc, nhưng cần thời gian quá lâu. Một quả bát khiếu thông linh quả đều có thể chịu chết 8 đến 10 thần linh. Khương Phàm nói. Sư phụ, cửu khiếu thông linh quả, có công hiệu gì? Đan Hoàng nói. Từ xưa đến nay hẳn là chưa từng có sinh ra cửu khiếu. Nếu như là gia tộc nào bồi dưỡng, chỉ sợ còn không có giải đến thất khiếu, gia tộc đã xuống dốc, hoặc là đợi đến bát khiếu, liền sẽ dùng đến phục sinh tiên tổ. Nếu như là sinh trưởng ở bên ngoài, tài nguyên thiếu thốn. Càng không có khả năng ẩn giấu được mấy vạn năm. Bên trong những kia tư liệu lịch sử ta nghiên cứu kia còn không có ghi chép về cửu khiếu, nhưng hẳn là có năng lực thông thiên. Khương Phàm nhìn ba cái kén cây bành trướng nhảy lên ở bên trong chạc cây. Sao ta lại xác định bên trong lại là thông linh quả mấy khiếu? Có một cách là trực tiếp lột ra, nhưng nghe nói kén cây của thông linh thụ là có hơn ngàn tầng, một khi phá hủy kén cây, thông linh quả ở bên trong sẽ chịu ảnh hưởng. Rất khó lại tiếp tục sinh trưởng. Cách thứ hai chính là tìm thụ yêu, hoặc là linh văn thực vật, cẩn thận cảm ngộ tình huống bên trong kén cây, suy đoán số khiếu của thông linh quả. Mang nó về xí thiên giới. Khương
Khương Phàm giấu kích động ở trong lòng, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí thanh lý rễ cây, tận lực giữ vững thông linh thụ hoàn chỉnh. Không nên gấp gáp, từ từ thanh lý, tuyệt đối không được phá hủy sinh cơ, thông linh thụ rất yếu đuối. Đan Hoàng cũng nhắc nhở. Sư phụ, ngài nói cái ba cái kén cây này có khả năng đã nuôi dưỡng mấy vạn năm không? Khương Phàm kìm nén không được kích động. Nếu thật sự là bát khiếu thông linh quả, chẳng phải mang ý nghĩa Đan Hoàng có thể sống lại sao? Khó mà nói được, cây này hẳn là đã ở chỗ này sống mấy trăm ngàn năm, hẳn là đã tồn tại trước khi thế giới mới trầm luân địa tầng, xem mấy con khỉ ở nơi này có thể kiềm chế tham lam lại hay không. Đan Hoàng đương nhiên chờ mong có thể là bát khiếu thông linh quả, nhưng... Nếu đổi lại là ta, khẳng định sẽ đặc biệt giữ lại một cái. Một mực sinh trưởng, vĩnh viễn không động vào. Lời Khương Phàm nói càng giống như đang an ủi bản thân. Trước đó hắn xác thực không có nghĩ qua có thể tìm kiếm cơ hội cho ân sư sống lại, bởi vì Đan Hoàng chỉ còn là linh hồn, đây căn bản là chuyện không thực tế. Nhưng, hy vọng đột nhiên bày ở trước mặt, hắn thực sự không nguyện ý đây chẳng qua chỉ là một huyễn tưởng tươi đẹp. Ngươi ngược lại là nói chuyện đi, đây là cái cây gì? Đông Hoàng Như Yên kỳ quái nhìn Khương Phàm. Là cây. Khương Phàm đang muốn trả lời, hơi sững sờ, bỗng nhiên ngẩng đầu tiếp cận Đông Hoàng Như Yên. A, Đông Hoàng Như Yên bị con mắt phát sáng của hắn dọa cho lui lại mấy bước, theo bản năng nắm chặt cổ áo. Ngươi muốn làm gì? Cô là thụ linh văn. Khương Phàm gắt gao nhìn chằm chằm Đông Hoàng Như Yên, con mắt nào chỉ là tỏa ánh sáng, cũng bắt đầu đầy máu. Ta là không gian thánh thụ. Cô đi thử một chút, nhanh, thử một chút. Thử cái gì? Mau tới đây, thử sinh ra cảm ứng cùng cái cây này. Tìm kiếm linh quả bên trong kén cây có mấy khiếu. Cái gì vài khiếu? Chính là mấy cái lỗ. Đông Hoàng Như Yên không hiểu thấu mà nhìn Khương Phàm, lại đụng chút ánh mắt cùng tỷ tỷ. Ngươi nói trước đi đây là cây gì? Cửu khiếu thông linh thụ, là bảo thụ thần kỳ. Cửu khiếu thông linh thụ, sao ta chưa từng nghe nói qua? Ta nghe nói qua là được rồi. Nhanh. Ngươi lui lại, giữ một khoảng cách với ta. Đông Hoàng Như Yên cảnh giác Khương Phàm, cẩn thận từng ly từng tí đi đến phía trước kén cây, nhưng đang muốn dò xét, lại ngẩng đầu lên nói. Có chỗ tốt gì? Chút chuyện nhỏ này còn có chỗ tốt hơn. Đó là đương nhiên, bản cô nương với ngươi không liên quan, vì sao phải làm việc cho ngươi? Tốt, cô muốn cái gì? Đông Hoàng Như Yên xoay động đôi mắt, chăm chú nghĩ nghĩ. Trong vòng 10 năm, không thể đụng vào tỷ tỷ của ta. Thành giao, 100 năm, không có vấn đề, 200 năm, ta thề, quả quyết như thế. Đông Hoàng Như Yên nhấp nháy cái miệng nhỏ, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy là lạ. Đây là ăn nói bịa chuyện, hay là thật? Đông Hoàng Như Ảnh rất im lặng, thản nhiên liếc mắt nhìn Khương Phàm. Cô nhanh lên, 1000 năm đều được. Khương Phàm lo lắng thúc giục. 1000 năm ta đều đã chết, ai dám sát ngươi? Đông Hoàng Như Yên nói thầm, thử nghiệm cảm nhận nhịp đập cổ thụ. Lúc này, lòng cốt cự ngạc lại ầm ầm ù ù úp sấp chỗ sườn núi. Các ngươi chơi cái gì vậy? Lục mục linh hầu thật sự không có ở đây, hắc hắc, ta toàn đào sạch sẽ dược thảo của bọn nó. Thoải mái thật. Đại bảo, mau đến xem ta phát hiện cái gì. Khương Phàm tranh thủ thời gian chào hỏi lòng cốt cự ngạc. Đại bảo, lòng cốt cự ngạc đang mừng như điên bỗng dưng cứng ở trên mặt. Trong lòng bỡ ngỡ một trận. Đại bảo, tỷ muội Đông Hoàng Như Ảnh đều dở khóc dở cười, trước đó còn gọi người ta là đại tặc, đột nhiên liền thành bảo bảo. Đó là đồ tốt. Khương Phàm kìm nén không được kích động tràn ngập đang cuồn cuộn dậy sóng, nếu như không phải cự ngạc muốn đi đường vòng tới, bọn hắn không phát hiện được thông linh thụ, liền có thể rơi xuống trong tay người khác, như thế này chỉ sợ Đan Hoàng cũng không còn cơ hội sống lại. Con cá sấu lớn này quả thực là phúc tinh của hắn, bảo bối. Thứ này rốt cuộc làm được cái gì? Đông Hoàng Như Ảnh cũng nhìn không được mà mở miệng, đây là câu nói đầu tiên sau khi nàng rời khỏi thần giáo nói với Khương Phàm. Thông linh, có thể làm phiền nhiều lời mấy chữ không? Khương Phàm không muốn nói chuyện của Đan Hoàng, hơi trầm mặc, ngược lại nói. Đại tặc trước đó ở trong thế giới mới bảo vệ được một gốc độc thụ, tên là Vạn Độc Huyết Long. Đó là một trong những độc thụ độc nhất thế gian. Tương truyền thời kỳ hồng hoang,
còn từng có vạn độc huyết long sinh ra linh trí, lấy thân thụ yêu hóa thân độc long thật sự. Những nơi độc long đi qua, vạn dặm hoang vu, đất trời suy bại, năng lượng, không gian, thời gian, thậm chí là trật tự, đều có thể ăn mòn. Ta mang nó ra khỏi thế giới mới, chuyển đến bên trong xí thiên giới. Sau đó thì sao? Đông Hoàng Như Ảnh hơi nhíu mày lại, thế gian lại có vật kịch độc như vậy. Còn có thể ăn mòn không gian và thời gian. Đại tặc đều đưa cái đầu to lớn tiến đến phía trước, tiếp cận ba cái kén cây kia. Cái đồ chơi này có liên quan gì với vạn độc huyết long? Cửu khiếu thông linh thụ kết linh quả, có thể để vạn vật hóa linh trí. Nếu như linh quả ở bên trong thật thành thục, cây vạn độc huyết long trong xí thiên giới kia liền có khả năng. Thật sự sống lại. Sống lại. Đại tặc kinh hô, huyết long có thể thức tỉnh linh trí, biến thành chân long. Cây huyết thụ của ngươi kia sống bao lâu? Đông Hoàng Như Ảnh đều rung động. Chừng mấy vạn năm, điểm hóa linh trí hẳn là rất khó, nhưng nhất định có thể đưa đến chút hiệu quả khích lệ. Khương Phàm không ôm hy vọng đối với điểm hóa huyết long, mong đợi là bát khiếu thông linh quả có thể đổi đan hoàng giành lấy cuộc sống mới. Vẻ mặt Đông Hoàng Như Ảnh trở nên phức tạp, bên trong xí thiên giới vậy mà lại cất giấu một gốc độc thụ mấy vạn năm. Tên Khương Phàm này rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật? Cái này không hợp lý. Đông Hoàng Như Yên đột nhiên nói thầm. Thế nào, có vấn đề gì? Khương Phàm căng thẳng trong lòng. Có vấn đề lớn. Đông Hoàng Như Yên trao mày lại, vỉnh miệng nhỏ lên, một mặt khó hiểu. Mau nói. Khương Phàm tiến đến phía trước, khẩn trương nhìn kén cây bành trướng nhảy lên. Trước đó ta đã cùng tỷ tỷ nói qua, nếu ai có thể lấy được nữ tử hoàn mỹ như tỷ tỷ của ta thế này, là muốn hao hết vận khí cả đời. Sau này, khẳng định vận rủi quấn thân, không được chết tử tế. Đông Hoàng Như Yên nhướng mày nhìn Khương Phàm. Sao ngươi lại còn có thể có vận khí tốt? Khương Phàm nhìn chằm chằm Đông Hoàng Như Yên, nghẹn nửa ngày không nói nên lời. Tặc điều đều sửng sốt, câu này tựa như là lời tâm tình, từ trong miệng nha đầu này nói ra làm sao lại thành lời thề rồi. Đại tặc ở bên cạnh đứng đắn thảo luận. Hao hết cả đời vận khí, không được chết tử tế. Tỷ tỷ cô là tai tinh sao? Ai còn dám cưới? Cho nên, tỷ tỷ cần một nam tử thật sự xứng với mình, một anh hùng cái thế có thể khống chế khí tràng của tỷ tỷ. Nếu không, hừ hừ, ai đụng thử đều không may. Khương Phàm không có ngã nấm mốc, còn tốt lắm, đây coi là không tính. Hắn đương nhiên không, hả? Đông Hoàng Như Yên nghiêng đầu một cái, lại nhăn mày, giống như vòng mình đi vào. Đại tỷ, có thể chăm chú chút không? Khương Phàm thực sự sốt ruột. Ai là đại tỷ của ngươi, ta vẫn là tiểu cô nương. Đông Hoàng Như Yên hừ một tiếng, đang muốn định thần cảm ngộ, lại quái dị ngẩng đầu nhìn Khương Phàm một chút. Ta không tính ta không xứng, được chưa? Nhanh! Giọng Khương Phàm đều đề cao. Hung Phàm! Đông Hoàng Như Yên bưng lấy một cái kén cây lên, cẩn thận cảm ngộ nhịp đập thần bí. Linh văn trên trán của nàng nở rộ lên ánh sáng mông lung, nhẹ nhàng vẩy xuống. Im ắng tung bay, giống như một gốc quang thụ thanh thúy tươi tốt đang tùy tiện sinh trưởng, tận tình mở rộng. Cơ thể Đông Hoàng Như Yên bị năng lượng quang thụ bao viên, dần dần trở nên phiêu miểu linh động, giống như tinh linh mỹ diệu, phiêu đáng giữa hiện thực cùng hư vô. Hai tay Đông Hoàng Như Yên nhẹ nhàng hoạt động, dẫn dắt mê quang óng ánh tinh khiết thấm vào kén cây, như muốn hòa làm một thể cùng kén cây. Khương Phàm khẩn trương mong đợi nhìn Đông Hoàng Như Yên. Linh hồn đan hoàng đều lộ vẻ dao động. Đông Hoàng Như Ảnh kỳ quái nhìn Khương Phàm, trên trán người này lại đổ cả mồ hôi, hai tay còn kia gắt gao nắm chặt, cơ thể rõ ràng đang căng cứng, đôi mắt nhìn chằm chằm Như Yên con mắt đều đang lắc lư. Nàng chưa từng thấy Khương Phàm toát ra vẻ không thể tự đè xuống như thế này. Đây là khát vọng muốn vạn độc huyết long sinh ra linh trí lớn đến cỡ nào. Mặc dù nàng không hiểu rõ công hiệu của cửu khiếu thông linh thụ, nhưng vạn độc huyết long càng là đặc thù, càng khó tỉnh lại linh trí, đây là hạn chế của thiên địa pháp tắc. Thế giới này sẽ không cho phép sinh linh quá khó lường tồn tại đồng thời. Hơn một giờ sau, Đông Hoàng Như Yên hơi thay đổi thể hiện, Khương Phàm theo bản năng dịch chuyển về phía trước, nhỏ giọng hỏi. Nhìn thấy không, mấy khiếu? Đông Hoàng Như Yên trầm ngâm một lát, ngón tay ngọc nhẹ nhàng hoạt động. Ba cái, chỉ có ba cái. Ngươi nhìn lại. Khương Phàm một trận thất lạc, tim đều rụt rụt. Ta lại nhìn nữa cũng là ba cái,
ta cũng không phải không biết đếm. Đông Hoàng Như Yên ngoài miệng nói, nhưng vẫn cẩn thận tra một chút. Chính là ba cái lỗ. Liên lụy ngài rồi, lại nhìn xuống một lần nữa. Khương Phàm đưa lên cho Đông Hoàng Như Yên viên thuốc. Ngươi đừng như vậy, ta không chịu nổi. Đông Hoàng Như Yên không còn gì để nói, ngược lại là xem xét cái thứ hai. Những linh vật như vạn độc huyết long, cửu khiếu thông linh thụ này, ngươi từ đâu tra được? Đông Hoàng Như Ảnh nhìn không được mà hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Kiếp trước ta là thần hoàng, đương nhiên biết được nhiều. Kiếp trước ngươi chinh chiến bốn chỗ, kiếp này cũng không có nhàn rỗi, ngươi còn có tâm tư đọc qua thư tịch. Ta học còn rất nhiều thứ, binh pháp, tâm lý, dược thảo, yêu thú, lịch sử phát triển, chờ một chút. Kiếp trước hay kiếp này ta đều đọc nhiều sách vở, kiến thức uyên bác, thông cổ hiểu kim. Đông Hoàng Như Ảnh lắc đầu. Thật sự nói ra được sao? Tại thời điểm bọn hắn an tĩnh chờ đợi Như Yên dò xét, đại tặc lại thình lình hét một cuống họng. Ta hiểu được, ta nghĩ thông suốt. Cái gì? Bọn người Khương Phàm kỳ quái nhìn sang. Kỳ thật nha đầu Như Yên không có nói sai, cùng một chỗ mới là hao hết vận khí suốt đời, đụng phải mới là vận rủi quấn thân. Các ngươi bây giờ chỉ là thành thân trên danh nghĩa, còn chưa đi đến cùng một chỗ, càng không phát sinh liên quan, cho nên... Những cái kia cũng không tính là số. Ha ha, ta quá thông minh. Đại vương không ở nơi này, ta cảm giác ta suy nghĩ đặc biệt bình thường. Đại tặc cởi mở cười to, không để ý mặt mũi Khương Phàm dần đen lên, nhắc nhở. Đoàn trưởng, người phải khắc chế nha. Hôn một cái, suy một năm, va vào, tổn hại 10 năm, không đáng. Tặc điểu nín cười. Người thật sự là một thiên tài đó. Đông Hoàng Như Ảnh nhắm mắt lại, bình phục tâm tình mình. Vốn đang là tiểu thư khuê các, bị bọn hắn chứng nhận thành hỏa tinh. Sau một tiếng, Đông Hoàng Như Yên lại nhấc hai tay lên. Tam khiếu. Vẫn tam khiếu. Trước đó Khương Phàm mừng như điên, bây giờ tâm tình lại ngã xuống thung lũng, cảm giác mất mát to lớn thậm chí để hắn cảm nhận được suy yếu. Ai? Đan Hoàng nhẹ giọng thở dài, là mình đã chờ mong quá cao. Mấy con khỉ phổ biến tính tình rất gấp. Có thể nhịn được trăm ngàn năm không hái đã là cực hạn, há có thể hy vọng xa vời bọn chúng nhịn xuống mấy vạn năm không động vào. Cái thứ ba còn thử không, ta thấy ba cái đều như thế. Thử một chút đi, Khương Phàm vẫn chưa từ bỏ ý định. Tam khiếu linh quả có hiệu dụng gì? Tẩm bổ linh hồn, kéo dài tuổi thọ. Kéo dài bao lâu, có thể cho thần tôn chúng ta dùng không? Các ngươi thần tôn đã đến cực hạn, không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Loại tam khiếu thông linh quả này, 2.000 đến 3.000 năm liền có thể sinh ra một quả, hiệu quả không ảnh hưởng tới các ngươi thần tôn. Thử một chút nha. Cho các ngươi thần tôn một quả. Lúc này mới đúng nha. Đông Hoàng Như Yên hài lòng gật đầu, bắt đầu chăm chú dò xét kén cây thứ ba.